cảnh giới Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực dừng lại thật lâu, thật xuất hiện tăng lên. Mặc dù không đến mức đột phá cực hạn như mong muốn, nhưng huyết dịch khắp người đều giống như một lần nữa gột rửa qua, tràn đầy sức sống mênh mông, kéo dài năng lượng còn đang rèn luyện hài cốt nội tạng, để bọn hắn đều cảm nhận được sức sống trước nay chưa từng có. Bọn hắn thậm chí chờ mong, nếu như có thể dùng 9 viên, không biết có thể nghịch thiên cải mệnh hay không. Trong vòng 5 tháng, bọn hắn tìm được một chỗ Thái Dương cấm khu, nhưng không có phát hiện Thái Âm cấm khu mới. Cái này khiến bọn hắn có chút tiếc nuối. Trước sau thăm dò tinh vực truyền thuyết hơn 3 năm, vậy mà chỉ phát hiện một vùng đất Thái Âm. Rốt cuộc là phương thức bọn hắn thăm dò không đúng, hay sau khi trận sự kiện trước kia, vùng đất Thái Âm bị chúa tể truyền thuyết một lần nữa phong cấm rồi. Âm dương liên quan trọng đại, hơi vô ý có khả năng dẫn phát hệ thống thế giới hỗn loạn. Hôm nay, Chu Cổ Lực ở trong hư không phát hiện một con nhện khổng lồ. Hình thể nó to lớn, dài trọn vẹn trăm thước, mặt ngoài cái bụng nở nang lóe ra tinh quang, bên trong giống như dựng dục thần bí tinh hải. 8 con mắt thâm thúy mỹ lệ, lấp lóe mê quang, loạn chuyển ở hai bên, dò xét 4 phương 8 hướng. Nó giống như tung bay ở trong hư không, kỳ thật xung quanh trải rộng không gian mạng nhện dày đặc, phạm vi dò xét lớn đến không đến giới hạn. Coi chừng, trong hư không có nhện. Chu Cổ Lực trước tiên nhắc nhở bọn người phía ngoài. Đông Hoàng Thiên Du rung động. Còn có vật khác, ta nghĩ vũ trụ mịt mờ, chỉ có nhà ngươi là một không gian chứ. Ta không có ý mạo phạm, heo có thể hiểu thấu đáo hư không huyền bí, thật sự là... À, kỳ tích. Chu Cổ Lực im lặng. Ta nói, trong hư không có nhện. Đông Hoàng Thiên Du có chút nhíu mày. Chỉ có heo đi giao lưu được, các ngươi là đồng loại, dễ nói chuyện, nói không chừng có thể tìm bạn cho đồng bọn ngươi. Chu Cổ Lực phí sức nói. Ta nói chính là nhện, tích chi chu 8 cái chân, tích chi chu dệt lưới. Đông Hoàng Thiên Du ngưng nghẹn im lặng, nói chuyện với bọn này thật sự tốn sức. Rất mạnh. Vạn đạo thần thụ lập tức cảnh giác, bọn hắn 5 tháng qua đều rất cẩn thận, tận lực tránh khỏi tất cả nguy hiểm, đây là ngẫu nhiên gặp. Hay là bị truy tung. Thần cấp, kẻ đến không thiện. Chu Cổ Lực đã rút ra đao mổ heo. Thần cấp, ý thức Đông Hoàng Thiên Du xâm nhập hư không, dò xét con nhện đột nhiên xuất hiện. Chi chu phía ngoài dữ tợn xấu xí, con nhện này lại có loại mỹ cảm không nói ra được, giống như một viên tinh cầu thần bí, xung quanh lít nha lít nhít mạng nhện tựa như tinh thần vần quanh. Trách không được bọn hắn tìm không thấy các ngươi, thì ra các ngươi được tinh vực tuần sát sứ che chở. Tinh ngấn chi chu xuyên thấu qua mạng nhện tinh ngân, thấy được tình huống bên ngoài. Tần Diễm có thể dung hợp cùng địa tầng, lần nữa được võ giả không gian hỗ trợ, còn có tinh vực tuần sát sứ bảo hộ, tương đương với 3 tầng bảo vệ, đám cao ngạo ngu xuẩn thanh đồng quỷ tượng kia có thể phát hiện mới là kỳ quái đâu. Chương 3469 Mưu đồ bí mật 2. Chu Cổ Lực cầm đao mổ heo, đáy mắt lấp lóe hung quang. Nhện con, nhìn thấy thứ không nên nhìn, thật sự thật có, kiếp sau làm heo đi. Ta là thần tộc phụ thuộc Đại Thiên Đế, biểu hiện tốt, kiếp sau đương nhiên vẫn may mắn làm nhện. Thiên Nguyên các ngươi hợp tác cùng quỷ bí cấm khu rồi. Thanh âm Đông Hoàng Thiên Du truyền vào hư không. Không cần khẩn trương, ta phụng mệnh Thiên Nguyên Đại Thiên Đế, tìm kiếm Tần Diễm, chuyển cáo một tin tức. Ngươi trực tiếp nói với ta là được. 5 tháng trước, thanh đồng quỷ tượng liên hệ đến Thiên Đế chúng ta, lấy chuyện giải tin tức giả uy hiếp. Bức bách Đại Thiên Đế chúng ta điều động tất cả không gian thần tộc cùng không gian đế tộc liên thủ lùng bắt các ngươi. 5 tháng, các ngươi thật có thể giấu. Nếu như không phải ta mang theo tộc nhân của ta bố trí hư không chu võng khắp nơi, thật đúng là tìm không thấy các ngươi. Tinh ngấn chi chu dẫm lên mạng nhện phiêu miểu, xuyên thấu qua hư không, nhìn Đông Hoàng Thiên Du trong tán cây bao la hùng vĩ của vạn đạo thần thụ. Triệu Tử Mạt xuất hiện ở trong hư không. Đại Thiên Đế các ngươi là thật sợ. Vài câu uy hiếp liền để các ngươi thỏa hiệp. Hắn muốn truyền lại tin tức gì, nói tiếng thật có lỗi, bất đắc dĩ, sau đó. Tiên lễ hậu binh. Tinh ngấn chi chu lắc đầu, rất bất đắc dĩ. Không có cách, Thiên Nguyên tinh vực không muốn xen vào bất kỳ ân oán gì, nhưng bây giờ có thể tìm thấy được các ngươi, chỉ có thể là chúng ta Thiên Nguyên tinh vực. Thanh đồng quỷ tượng khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp uy hiếp hãm hại, không đạt mục đích thề không bỏ qua, còn không bằng trực tiếp đồng ý. Thật đồng ý. Đúng là đồng ý, cũng hy vọng các ngươi có thể hiểu được chúng ta bất đắc dĩ. Nhưng, chúng ta đồng ý trợ giúp bên kia, không nói thể nào sớm mật báo, cũng không nói không thể trợ giúp các ngươi bên này. Tiếp tục, ước định thời gian là 7 tháng,
chúng ta sẽ thông cáo tung tích của các ngươi ở thời điểm khoảng 6 tháng. Bây giờ không sai biệt lắm còn lại 2 tháng. Chúng ta sớm đến chào hỏi, các ngươi có thể lựa chọn một chiến trường thích hợp các ngươi, thuận tiện lợi dụng 2 tháng tiếp theo, tăng cường thực lực. Nói đùa, thông báo cái tin liền triệt tiêu chuyện các ngươi bại lộ tung tích chúng ta. Một khi các ngươi bại lộ chúng ta đều phải chết. Tần Diễm chết rồi, chúa tể Tu La sẽ tha các ngươi. Chúng ta chết rồi, Long Quỷ Thiên Đế có thể buông tha các ngươi. Chớ nói với ta rằng bọn hắn có thể triệt để diệt sát chúng ta, làm đến không lưu vết tích. Thiên hạ này không có tường nào gió không lọt qua được, chân thân Tần Diễm có tính cách gì, trong vũ trụ đều biết, truy xét đến đáy, chúng ta cùng Long Quỷ càng là huynh đệ sinh tử, hắn cũng sẽ không bỏ qua, sớm muộn cũng sẽ tra được trên đầu các ngươi. Triệu Tử Mạt Hồ Nghi nhìn Tinh Ngấn Chi Chu, đây không giống như là Thiên Nguyên diễn xuất. Tinh Ngấn Chi Chu nói, Đại Thiên Đế cùng Khương Phàm Thiên Đế từng có tiếp xúc, cũng từng có kết giao với Tần Diễm phân thân, hắn bản ý là không thể nào tổn thương các ngươi, nhưng lần này bị uy hiếp, thật sự không thể làm gì, cho nên. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế hy vọng có thể cung cấp bồi thường. Bồi thường, mệnh cũng mất, còn bồi thường cái gì? Chỉ cần không phải để cho chúng ta tự mình ra mặt, tài nguyên khác, các ngươi muốn cái gì có cái đó, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thật chứ? Mặc dù chúng ta rất không tình nguyện giao ra bảo vật chúng ta khổ tìm 3 năm, nhưng Thiên Đế làm quyết định, chúng ta chỉ có thể phối hợp. Ngươi chờ một lát. Triệu Tử Mạt rời khỏi hư không, trở lại trong địa tầng, giải thích tình huống cho Tần Diễm. Tần Diễm hừ lạnh. Cấm khu quả nhiên đều là tạp toái. Triệu Tử Mạt ho nhẹ 2 tiếng. Đã ngộ thương. Chu Cổ Lực gãi gãi đầu, chúng ta chính là đến từ cấm khu. Tần Diễm rất khó chịu. Thanh đồng quỷ tượng thật sự mặt mũi đều mất hết, vậy mà dùng biện pháp ti tiện loại này uy hiếp Thiên Đế. Chu Cổ Lực nhắc nhở. Coi chừng Thiên Nguyên có bẫy. Triệu Tử Mạt nói. Nếu như Thiên Nguyên thật thỏa hiệp, có khả năng cố ý nói cho chúng ta bồi thường, để cho chúng ta ở lại nơi này chờ, bọn hắn tập kết thanh đồng quỷ tượng tới một mẻ hốt gọn. Chỉ cần hành động rất nhanh sẽ không kinh động người ngoài, làm sạch sẽ. Không chỉ có không ai biết bọn hắn làm. Còn mượn cơ hội này giao hảo quỷ bí cấm khu. Tần Diễm quả quyết lắc đầu. Không thể nào. Triệu Tử Mạt kỳ quái nói. Khẳng định như vậy. Tần Diễm nói. Thiên Nguyên cùng Khương Phàm có giao dịch dính đến Tu La tinh vực chúng ta. Đệ nhất phân thân của ta đang trên đường, bất cứ lúc nào có thể sinh ra liên hệ với ta, Thiên Nguyên lại không dám mạo hiểm. Lại là Khương Phàm kia. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực trao đổi ánh mắt, không tiếp tục nhiều lời. Các ngươi liên hệ với con nhện kia, nói ta cần bảo vật loại như đại địa mẫu kim. Bọn hắn có 3 bộ hỗn độn phân thân cấp chí tôn, số lượng lớn hư không cường tộc, siêu tập bảo bối khẳng định là nhiều nhất trên viên tinh cầu này. Ta không muốn toàn bộ của bọn hắn, chỉ cần có thể ta thúc đến chí tôn cấp. Cái khác, phát động không gian cường giả, lục soát vùng đất thái âm cho ta, nhất định phải 2 cái trở lên. Ta sẽ ở bên trong khu vực gần đây đào móc một vùng đất thái âm, giả ý bại lộ thân phận. Cho bọn hắn cơ hội truy tung, 2 tháng sau, lại đào móc một cái vùng đất thiên âm, nơi đó xem như chiến trường cuối cùng nghênh chiến thanh đồng quỷ tượng. Triệu Tử Mạt nghe xong, hơi do dự nói. Tha thứ ta mạo muội, Khương Phàm rốt cuộc là ai? Lại liên quan đến Thương Thiên, lại liên quan đến Tu La các ngươi. Tần Diễm đơn giản nói. Hắn liên lụy đến bí mật Thương Thiên, cái khác không cần hỏi. Chương 3470 mơ màng, vũ trụ chi diệu. Trong hư không, nhện lắc đầu rung động. Các ngươi là thật nghiêm túc, còn không cần toàn bộ, chỉ cần thúc đến chí tôn cấp. Các ngươi biết đạo chí tôn cấp có bao nhiêu khó. Toàn bộ Thiên Nguyên tinh vực bọn hắn mới có 5 vị chí tôn, bên trong còn bao gồm 3 bộ hỗn độn phân thân do Đại Thiên Đế dốc sức chế tạo. Bộ phân thân này của Tần Diễm đều thành hình mấy trăm ngàn năm, còn chưa tới chí tôn, bây giờ lại muốn trong 2 tháng ngắn ngủi đến chí tôn. Yêu cầu này thật rất lớn. Triệu Tử Mạt nói. Các ngươi đều ở nơi này thăm dò 3 năm, bảo vật quý giá tuyệt đối rất nhiều. Tần Diễm chỉ cần 1/3 các ngươi là đủ rồi. 1/3, muốn trùng kích chí tôn, 1/2 đều không đủ. Nhện vẫn lắc đầu, chí tôn, cũng là thân tộc trong tinh cầu thiên đế cấp do thiên đế cho phép mới có thể bồi dưỡng ra được, số lượng còn có hạn chế, lại hoặc là trong quá trình một ít tinh cầu diễn biến phát sinh dị biến, dựng dục ra hỗn độn cự linh. Siêu cấp cường giả như thế cơ hồ tượng trưng cho sinh linh vũ trụ có thể đạt tới cực hạn thiên đế đều là tinh cầu thai nghén,
hoặc là con trai chúa tể, con trai cấm khu há có thể nói biến đổi liền biến đổi. Triệu Tử Mạt nói, tình huống trước kia, xác thực không đủ, nhưng Tần Diễm bây giờ đã bắt đầu trùng kích chí tôn, 1/3 đã đủ. Tinh Ngấn Chi Chu kinh ngạc. Ồ, bắt đầu rồi. Vẻn vẹn 14 tôn thanh đồng quỷ tượng đã đủ hắn mạnh lên. Còn có mấy năm nay phát hiện đại địa mẫu kim, sinh mệnh thạch tủy, thiên mệnh ngũ hành thạch vân vân. Nếu như vậy, Tinh Ngấn Chi Chu chậm rãi gật đầu, trách không được có thể tránh thoát Thái Thản Cự Ưng bắt giết, thì ra đã bắt đầu mạnh lên. Đi nhanh về nhanh đi, thời gian đã không nhiều lắm. Triệu Tử Mạt phất tay tiễn khách, không quên nhắc nhở. Ngươi hẳn phải biết năm tháng trước, Tần Diễm từng ngửa đầu lên vũ trụ gào thét 10 ngày 10 đêm. Đó là đang triệu hoán phân thân khác, bọn hắn cũng sắp đến. Đúng rồi, Tần Diễm đã bắt đầu liên hệ cùng đệ nhất phân thân của hắn, đệ nhất phân thân rất nhanh sẽ biết chuyện này, cho nên. Đã hiểu, ha ha. Tinh Ngấn Chi Chu cười nói, đây là đang uy hiếp. Nó gảy mạng nhện, lui tiến vào sâu trong hư không. Tần Diễm ngồi xếp bằng bên trong tầng đất. Tiếp tục cô đọng lấy thái cực nội hải bên trong huyền hoàng hải dương. Bây giờ là quy mô một dương một âm. Hắn nơi này còn trấn áp uy lực tứ dương, trong thời gian ngắn nếu như có thể lại tìm đến hai nơi vùng đất thái âm, rút ra hai cỗ uy lực thái dương bên trong. Chính là quy mô tam âm tam dương. Tam âm tam dương đã rất tốt, lại phụ trợ thiên nguyên cung cấp tài nguyên, sẽ có cực lớn hy vọng tăng lên tới chí tôn cấp. Đến lúc đó nhất định có thể khinh thường tinh cầu, không người có thể địch. Trở lại tìm kiếm đến 5 vùng đất thái dương khác, 4 vùng đất thái âm là hắn có thể tập hợp đủ cửu âm cửu dương của tinh cầu chúa tể này. Đến lúc đó, hắn thậm chí có hy vọng trùng kích chí tôn đỉnh, đạt tới vấn đề như lão cửu. Tần Diễm đột nhiên rất chờ mong thiên nguyên có thể mang đến cho hắn cái gì? Là đại địa mẫu kim? Hay sinh mệnh thạch tủy? Khẳng định là có. Dù sao ba bộ phân thân chí tôn thiên nguyên mang theo số lượng lớn cường giả không gian trước sau sau thám hiểm tinh cầu hơn 3 năm, bước chân có khả năng đều khắp 1/5 viên tinh cầu này. Ngắn ngủi 5 ngày, Tinh Ngấn Chi Chu trở về, trực tiếp xuất hiện từ trong hư không. Thế nào? Đông Hoàng Thiên Du, Triệu Tử Mạt, Tần Diễm mấy người đều mong đợi nhìn hắn. Bọn hắn đều bị truy tung rất uất ức, nếu quả thật có hy vọng đánh một trận, hung hăng chấn động đám pho tượng kia cũng không tệ lắm. Quan trọng nhất chính là, Tần Diễm có thể trong thời gian ngắn trùng kích chí tôn. Tinh Ngấn Chi Chu gật đầu. Xem như tiếp nhận, Tần Diễm cởi mở cười to. Nếu như ta thật có thể tiến đến chí tôn, sau đó không truy cứu chuyện đại thiên đế các ngươi bại lộ ta. Nhanh nhanh nhanh, cho ta xem một chút cầm cái gì tới đây. Đại địa mẫu kim là tinh hoa đại địa mẫu khí thai nghén, điều kiện hình thành vô cùng hà khắc, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thiên đế đến sau này rất chờ mong có thể tìm tới, cũng một mực đang cố gắng, hy vọng có thể mượn dùng mẫu kim tẩm bổ tinh cầu hắn, đáng tiếc. Không có coi như thôi, cái khác thì sao? Tần Diễm tiếc nuối, đại địa mẫu kim tinh vực truyền thuyết tuyệt đối là bảo vật cấp chúa tể, trước đó một viên đã để hắn tăng lên hơn 1/10, chỉ là tìm khắp tinh vực, dò xét lâu như vậy, lại không có phát hiện đại địa mẫu kim mới. Bọn người Triệu Tử Mạt cũng thật đáng tiếc. Đó hẳn là bảo vật trực tiếp nhất hữu hiệu nhất tăng lên thực lực Tần Diễm. Tinh Ngấn Chi Chu nói. Đáng tiếc, thiên đế chỉ phát hiện một viên. Lấy ra không? Tinh thần Tần Diễm đại chấn, không hổ là thiên nguyên thiên đế, vậy mà thật đào được mẫu kim. Mấy người Triệu Tử Mạt im lặng, gia hỏa này nói chuyện đầu lưỡi hơi lớn. Viên này cũng rất quý giá đối với tinh cầu chúng ta, có thể tăng cường trình độ chắc chắn của tinh cầu, nhưng thiên đế vẫn để ta mang đến. Ở đâu? Phong ấn ở chỗ này. Năng lượng quá mạnh, ta cũng không dám mang theo khắp thiên hạ chạy loạn. Phía sau Tinh Ngấn Chi Chu kéo lấy kén không gian mạng nhện bện thành, bên trong ẩn ẩn tỏa ra ánh sáng tinh thần, như bụng lớn của hắn, thoạt nhìn như là một vùng biển sao. Còn có cái gì? Tần Diễm rất chờ mong viên mẫu kim kia lớn nhỏ thế nào. Ngũ hành thụ. Ngũ hành thụ, mặc dù năng lượng rất mạnh, nhưng trực tiếp hấp thu quá lãng phí, mà phổ biến đều tại thần cấp. Chẳng lẽ các ngươi phát hiện đế cấp ngũ hành thụ? Không thể nào, ngũ hành thụ nếu như bước lên đế cấp liền bắt đầu thai nghén hỗn độn, hoàn toàn có thể khai phách ra thế giới ngũ hành. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi có thể chờ ta nói hết lời hay không? Chương 3471 nhiều đồ tốt. Ta không muốn ngũ hành thụ, ta có. Ngươi hãy nghe ta nói hết, ta là ngũ hành thụ thành thục thể. Có ý gì? Trong thế giới khác,
ngũ hành thụ xác thực rất khó phát triển đến đế cấp, đó là thăng hoa cực hạn, là có thể khai phá ra thế giới ngũ hành. Nhưng trước khi ngươi tiến đến có chú ý, trên lá cây đại thụ vũ trụ tinh vực truyền thuyết này, chiếm cứ rất nhiều tinh thần. Đây không phải là nguyên tố tinh cầu sao? Có chút là nguyên tố tinh cầu, nhưng còn có bộ phận là thế giới ngũ hành. Đều là phát sinh biến đổi, thăng hoa đến đế cấp thế giới ngũ hành. Nơi đó là toàn phong bế, bị chúa tể dốc lòng tư dưỡng, cho dù thiên đế chúng ta, đều không xông vào được. Khuôn mặt Tần Diễm có chút động. Thế giới ngũ hành cấp đế, chẳng phải diễn biến ra hỗn độn rồi. Bọn người Triệu Tử Mạt trao đổi ánh mắt, đều thấy được đáy mắt mỗi người rung động, đế cấp thế giới ngũ hành. Khẳng định có hỗn độn, nếu như lại có hồng mông, chẳng phải là muốn biến thành tinh cầu đế cấp. Đông Hoàng Thiên Du nghĩ đến Dạ An Nhiên, cũng bắt đầu kích động cùng chờ mong. Tinh Ngấn Chi Chu nói. Trên lý luận là như vậy, nhưng nơi này là tinh vực truyền thuyết, tình huống còn phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng. Ba vị trí tôn phân thân của Đại Thiên Đế chúng ta đều đã tới, ban đầu chú ý thấy những tinh thần kia có vấn đề, một vị trong đó bắt đầu chăm chú nghiên cứu những tinh thần kia. Thẳng đến một năm trước, hỗn độn chiến khu phát hiện một gốc ngũ hành thụ thành thục, đang diễn biến, vậy không tính là ngũ hành thụ, mà là hỗn độn thụ. Ta chưa từng thấy, nhưng nghe nói là thiên đế phân thân khiếp sợ, tràng diện kia quả thực là khai thiên tích địa. Sau đó thì sao? Tần Diễm kích động, Tinh Ngấn Chi Chu không thể nào vô duyên vô cớ giới thiệu loại tình huống này, khẳng định đạt được một loại bảo vật nào đó. Tinh Ngấn Chi Chu quay đầu quan sát cái kén kéo sau lưng, nói. Hỗn độn chiến khu thiên đế muốn rời đi hỗn độn thụ kia, nhưng bị mãnh liệt chống cự, còn tiếp nhận thiên uy, tuy nhiên thời khắc cuối cùng, vẫn cuốn đi ngũ hành linh nguyên phía trên. Cho hết ta. Tần Diễm kích động, hỗn độn đế thụ, đế cấp tinh cầu, những ngũ hành linh nguyên có thể xưng là bảo vật tạo vật, giá trị vượt qua xa đế vật ngang cấp. Không cần quá mức, thiên đế cân nhắc đến người muốn xung kích chí tôn, đặc biệt nhịn đau, tặng cho ngươi kim nguyên cùng thổ nguyên bên trong ngũ hành đế nguyên. Đại địa không chỉ kim cùng thổ. Vừa mới bắt đầu chỉ muốn cho ngươi thổ, ta đều xuất phát, lại ta hô trở về, cho thêm kim. Nói thêm một câu, viên này là thay Khương Phàm tặng ngươi. Còn gì khác nữa không? Tần Diễm ngược lại càng kích động, có thể làm cho thiên nguyên không bỏ như vậy, còn nói thay Khương Phàm lấy lòng, những ngũ hành đế nguyên này chỉ sợ càng đặc thù hơn tưởng tượng. Có thể được đến hai viên, cũng đáng. Đông Hoàng Thiên Du suy nghĩ viển vông. Hồi tưởng đến lúc ấy tiến vào nơi này, nhìn thấy những tinh thần nằm trên cành lá đại thụ vũ trụ. Số lượng tinh thần vô cùng khổng lồ, mấy trăm hơn ngàn viên. Ở trong đó có bao nhiêu đế cấp thế giới ngũ hành? Những thế giới ngũ hành này yên lặng diễn biến, cuối cùng lại biến thành đế cấp tinh cầu. Lại sau đó thì sao? Tiếp tục ở lại nơi này, yên lặng đi khắp vũ trụ. Đông Hoàng Thiên Du nghĩ đến cái sau, trong lòng có chút run lên. Như là nhìn trộm đến bí mật tầng sâu vũ trụ. Cây này, chỉ sợ không phải nhìn thấy đơn giản như vậy. Cửu Thiên Tinh Toản. Tinh Ngấn Chi Chu còn chưa dứt lời, Tần Diễm cùng bọn người Triệu Tử Mạt đều phát ra quái khiếu, còn kém đấm ngực dậm chân. Đúng vậy, làm sao không nghĩ tới loại bảo vật kia. Cửu Thiên Tinh Toản không phải đặc hữu tinh vực truyền thuyết, mà là kim cương quý giá tất cả tinh cầu đều sẽ sinh ra. Sau khi nguyên tố tinh cầu tàn lụi, dưới tình huống bình thường đều sẽ xuất hiện đổ sụp, có chút trực tiếp đổ sụp thành mảnh vỡ, một số nhỏ hình thành lỗ đen, nhưng còn có vài số ít nguyên tố tinh cầu trong quá trình đổ sụp áp xúc đến cực hạn, phát sinh cô đọng cùng dung hợp hiếm thấy. Biến thành kết tinh một ngôi sao. Chính là tinh toản. Nguyên tố tinh cầu đường kính mười mấy vạn dặm, nếu như cô đọng thành tinh toản, chỉ có chừng 5 mét. Bởi vậy có thể tưởng tượng bất kể là độ cứng hay năng lượng, đều cực kỳ khủng bố. Mỗi lần tinh toản rơi xuống, cũng đều sẽ dẫn phát oanh động ở tinh cầu mình. Tuy nhiên, đa số tinh toản đều sẽ bị chủ nhân tinh vực trực tiếp lấy đi, bởi vì loại vật này có thể trưởng thành. Nếu như thả trong hỗn độn hư không, nó có thể hướng về vũ trụ mịt mờ hấp thu năng lượng nguyên tố đồng loại, không ngừng phát triển, không ngừng mà mạnh lên. Bên trong thế giới Tu La của Tần Diễm, tinh thần chiến đao hay bất diệt ma đao đều được một viên tinh toản cực kỳ cường hãn chế tạo thành. Trong thế giới Long Quỳ, thành chủ võ đế thành một trong tam sát Kha Tôn Sơn, sau khi hoàn thành cửu thế luân hồi, lấy lại ký ức, Đường Diễm tặng hắn một thanh đao mới, chính là tinh toản chế tạo thành. Bọn hắn thật sự ảo não, tại sao không có đến bên trong hỗn độn hư không siêu tập cửu thiên tinh toản? Thế giới này không chỉ là thế giới chúa tể, còn là thế giới năng lượng tự nhiên nhất mênh mông,
trên lá cây chiếm cứ đông đảo nguyên tố tinh cầu, ước vạn năm trải qua, khẳng định ngưng luyện rất nhiều tinh toản. Tinh toản nơi này không chỉ có sẽ hướng vũ trụ hấp thu năng lượng, sẽ còn hấp thu từ trong tinh cầu, độ cứng kia. Năng lượng kia, đơn giản không dám tưởng tượng. Tinh ngấn chi chu nói. Không hổ là tinh vực cấp chúa tể, tinh toản chính là mạnh, mạnh đến vượt quá tưởng tượng. Thiên đế nhà ta xác thực tìm được mấy viên. Lần này đặc biệt lấy ra một viên tinh toản do thổ nguyên tố tinh cầu sụp đổ hình thành, đưa cho ngươi. Thiên đế các ngươi tìm được mấy viên. Triệu Tử Mạt không bình tĩnh, trước đó còn khẳng định thiên nguyên ở chỗ này đại phát tài, không nghĩ tới quả thực phất nhanh. Chương 3472 cuồng ngạo. Không có kẻ địch, không có oan gia, cũng không ai dám trêu chọc, cảnh giới lại mạnh, còn mang theo không võ. Bảo vật thiên nguyên siêu tập khẳng định càng nhiều hơn bọn hắn tưởng tượng. Lần này tinh vực truyền thuyết mở ra, bên thắng chân chính rất có thể chính là thiên nguyên. Cái này không tiện nhiều lời. Đại địa mẫu kim, hỗn độn đế nguyên, cửu thiên tinh toản, đều cho các ngươi. Đều là bảo vật cấp chúa tể bên ngoài có thể ngộ nhưng không thể cầu, hẳn là có thể đủ để ngươi trùng kích chí tôn cảnh giới. Về phần vùng đất Thái Âm ngươi nói, chủ nhân nói hắn đã xác định ba khu. Cách các ngươi gần nhất chỉ có 13 vạn dặm, thẳng theo hướng đông là được. Sau khi hoàn thành, lại di chuyển hướng về phía nam, khoảng 100 vạn dặm, nơi đó là phiến hoang hải phạm vi rất lớn, phía dưới hoang hải chính là vùng đất Thái Âm. Về phần chỗ thứ ba, sau đó sẽ nói cho các ngươi biết. Hoang hải. Triệu Tử Mạt cúi đầu đụng đụng ánh mắt cùng Tam Thúc Thiềm, không tệ, là chiến trường của bọn hắn. Tinh ngấn chi chu nói. Sau khi bàn với các ngươi về trình tự hành động tiếp theo, các ngươi nhất định phải trong khoảng 1 tháng rưỡi, phá vỡ vùng đất Thái Âm ở đông bộ, tận lực náo ra động tĩnh lớn, sau đó nhanh chóng rút lui. Chúng ta sẽ ở lúc này truy tung các ngươi, cũng thông cáo cho Thanh Đồng Quỷ Tượng. Các ngươi tận lực thay đổi quỹ tích, tuyệt đối không nên để chúng ta bắt kịp. Thẳng tắp đi về phía nam, như thế quá rõ ràng. Tần Diễm tiếp nhận hư không kén nhện đưa tới, có chút ngẩng đầu, kiêu ngạo bức người. Mời chủ tử các ngươi nhìn một trò hay, nhìn ta như thế nào đại phá Thanh Đồng Quỷ Tượng. Nửa tháng sau, bọn người Tần Diễm đi tới vùng đất Thái Âm do Tinh Ngấn Chi Chu phát hiện. Nửa tháng dốc lòng bế quan, cảnh giới Tần Diễm tăng lên hết sức rõ ràng. Đại địa mẫu kim, hỗn độn đế nguyên, cửu thiên tinh toản đúng là bảo vật rất tốt, dung hợp bọn chúng để huyền hoàng hải càng thêm mênh mông, giống như là sôi trào giống như bành trướng nhấc lên, càng làm cho độ cứng mẫu đỉnh phát sinh biến đổi về chất. Hiệu quả đại địa mẫu kim trong dự liệu, hỗn độn đế nguyên cùng cửu thiên tinh toản quả thực mang cho Tần Diễm vui mừng. Tần Diễm không khỏi không rung động, tinh cầu chúa tể không hổ là tinh cầu cấp 7, cũng chỉ có quà tặng ở nơi này mới có thể để cho hắn đạt được cơ hội biến đổi. Tuy nhiên, đột phá chí tôn đế cảnh vẫn quá khó khăn. Hắn rõ ràng tới gần vô hạn, tựa như là tăng lên 9/9, nhưng dù sao cảm thấy còn kém một điểm như vậy. Lấy tình huống Tần Diễm bây giờ, có lẽ có thể đối kháng chính diện cùng chí tôn, nhưng cũng chỉ có thể là đối kháng mà thôi, rất khó thể hiện ra lực lượng mạnh hơn. Mục tiêu Tần Diễm một lần nữa tập trung vào bên trên, Thái Cực Nội Hải, cái này không chỉ là mấu chốt tăng lên, càng có thể là phương hướng hắn tương lai trưởng thành đến. Oanh, oanh! Tần Diễm đánh rách tả tơi sơn hà, khởi xướng bạo kích mãnh liệt xuống địa tầng cứng rắn. Cảnh giới tăng vọt, để thế công của hắn đạt tới trình độ kinh người, uy lực một quyền tùy tiện có thể vỡ nát vạn dặm sơn hà, cuồng lực cuồn cuộn, có thể lật tung địa tầng nặng nề, ý thức bộc phát, càng có thể di sơn đảo hải, sửa đổi địa lý. Tuy nhiên Tần Diễm vẫn cố ý bay vụt lên cao, thẳng đến 500 dặm bên ngoài hỗn độn hư không, lại hóa thành siêu cấp thiên thạch, đánh về phía vùng đất Thái Âm. Đại địa lún xuống, địa tầng đứt gãy, cuồng phong cuồn cuộn thiên địa, phóng lên tận trời 10 vạn mét, giống như chiều dâng lao nhanh giận đụng màn trời, thảm liệt địa chấn lan tràn địa tầng, tách rời sơn lâm, cuồng dã cuồn cuộn 10 vạn dặm, đưa tới thanh thế hỗn loạn thật lớn. Hắn muốn ồn ào lên tiếng. Hắn càng phải trước phóng thích khí tức Thái Âm bên trong, sau đó đi đến tìm kiếm loại hình âm mộc, còn có huyết tinh. Bọn người Triệu Tử Mạt ở trong phế tích sơn hà bạo động chờ mong đầy cõi lòng, huyết tinh. Huyết tinh, đó là bảo vật bọn họ chân chính cần. Hơn 6 tháng, Tần Diễm đâu? Lưu Quang Thiên Tinh Viên vừa tìm được thiên nguyên hỗn độn chiến khu, nghiêm khắc quát tháo. Người đường đường là thiên đế, hẳn là có thể nhìn thấu tình thế, đã hiểu chúng ta quyết tâm tìm kiếm Tần Diễm. Chỉ cần có thể tìm tới hắn, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, nếu như tìm không thấy.
chúng ta không từ thủ đoạn. Thiên Nguyên lãnh đạm nói. Ta đã điều động toàn bộ tộc dân không gian, cũng cho phát đi tin tức đến các thần tộc đế tộc tín nhiệm khác. Nhưng Tần Diễm có thể dung hợp cùng địa tầng, còn được đến hai tôn không gian đại đế thủ hộ, ẩn tàng quá sâu. Kiên nhẫn một chút đi, nếu như bọn hắn thật đơn giản có thể tìm tới, các ngươi sẽ không đến uy hiếp ta. Thái độ Lưu Quang Thiên Tinh Viên cực kỳ hung ác. Hơn 6 tháng rồi. Chúng ta tìm kiếm 2 năm mà không được, có thể thông cảm được. Không gian thần tộc cùng đế tộc của ngươi tìm kiếm hơn 6 tháng cũng không tìm thấy, không thể tiếp nhận. Thiên Nguyên vẫn là một bộ dáng lãnh đạm. Chúng ta ước định chính là 6 + 1, ta còn có thời gian nửa tháng. Lưu Quang Thiên Tinh Viên cuồng dã bước lên mấy bước, tới gần Thiên Nguyên hỗn độn chiến khu. Ta nhắc nhở ngươi, trong vòng 6 tháng tìm tới, chúng ta nguyện ý cho ngươi thù lao. Nếu như là 7 tháng, các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Thiên Nguyên hỗn độn chiến khu đều cười. Vô sỉ đến loại trình độ này, thật cho các ngươi chủ tử mặt. Hay là nói, chủ tử các ngươi chỉ có chút đức hạnh này. Thanh đồng chiến khu của Lưu Quang Thiên Tinh Viên phát ra kim loại tranh minh chói tai, hung tợn nói. Ngươi còn chưa xứng khiêu khích chủ tử chúng ta, nhớ kỹ chúng diệu thiên không, thiên đế tinh cầu mấy triệu năm còn không phải bị chủ tử chúng ta đánh chạy trốn khắp vũ trụ. Nếu như ngươi không phục, chủ tử chúng ta không sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Thiên Nguyên hỗn độn chiến khu không chấp nhặt với đám nô tài này, chỉ nói. Ta chỉ có 2 yêu cầu. Đầu tiên, sau khi phát hiện bọn người Tần Diễm, tận khả năng các ngươi có giải quyết toàn bộ bọn hắn. Thứ hai, tuyệt đối không nên bại lộ chúng ta. Ngươi một mực làm tốt chuyện của ngươi, đừng quản chúng ta. Chương 3473 Thiên Nguyên tâm tư. Thiên Nguyên âm thầm lắc đầu, đám gia hỏa kia thật tùy tiện. Nhưng không có cách, ai bảo người ta là do con trai quỷ bí sáng tạo ra, con trai quỷ bí càng là lưng tựa quỷ bí cấm khu, hắn không thể trêu vào. Nửa tháng, liền nửa tháng, nếu như tìm không thấy, chờ lấy sự trả thù của chúng ta đi. Thiên Tinh Viên hừ hừ, hóa thành lưu quang, biến mất ở chân trời. Thiên Nguyên nhíu mày, lại có loại ảo giác, rốt cuộc là Tần Diễm chọc bọn hắn, hay là ta? Đây là đang tìm ta hỗ trợ, hay để ta chuộc tội? Phương thức tư duy của những quỷ đồ này, thật sự làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên, tính toán thời gian, Tần Diễm hẳn đến chỗ vùng đất Thái Âm kia rồi, chỉ cần gây nên oanh động, không võ của hắn khóa chặt nơi đó sẽ không quá đột ngột, mà là hợp tình có hợp lý. Vùng đất Thái Âm. Tần Diễm tìm nơi kia có mục đích gì sao? Tại tinh vực truyền thuyết, vùng đất Thái Âm tương đương với địa ngục, mặc dù không có luân hồi, nhưng ảnh hưởng âm dương thế giới hòa hợp, duy trì lấy mục nát cùng hắc á ưng các loại pháp tắc vận chuyển. Theo lý thuyết không phải rất thích hợp với loại phân thân, vũ khí, như Tần Diễm. Huống chi, loại nơi kia đối với viên tinh cầu này mà nói vô cùng đặc thù, phá hư nơi đó tương đương mạo phạm chúa tể truyền thuyết. Hắn chính là cân nhắc đến vấn đề này, từ đầu đến cuối đều không có đụng Thái Dương cấm khu cùng Thái Âm cấm khu, để tránh chọc giận chúa tể, liên lụy đến thần ma cùng đại đế tinh vực bọn hắn. Ngay cả lần cưỡng đoạt hỗn độn thụ kia, đều là thu tay lại ngay thời khắc sống còn, chưa từng có ý muốn nhìn trộm bí mật tầng sâu viên tinh cầu này. Ai, bối cảnh a bối cảnh. Thiên Nguyên lại có một loại hoang đường, cảm giác nhỏ yếu, quái dị. Trước đó đều là chiếm cứ tại tinh vực mình, từ trước tới giờ không đi ra bên ngoài xen vào một ít sự kiện. Đại biểu những tinh cầu ngoại giới kia đến chỗ của hắn, cũng là khách khí, duy trì tôn trọng. Nhưng đến nơi này, sau khi tự mình trải qua, trong lúc bất chợt cảm thấy chúa tể cùng cấm khu có tư thái cao cao tại thượng, cùng bá khí không sợ hãi. Thanh đồng quỷ tượng, sở thuộc cấm khu, dám khoa tay múa chân đối với hắn. Tần Diễm, con trai Tu La, dám không chút kiêng kỵ thăm dò khắp nơi. Hoàng kim chiến tộc, đều có liên lụy cùng cấm khu và chúa tể, dám công khai treo giải thưởng Tần Diễm. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực, cũng coi là lưng tựa cấm khu, trực tiếp liên hợp cùng Tần Diễm, khiêu chiến thanh đồng quỷ tượng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như cường giả thương thiên tinh vực phía sau đến nơi này, trực tiếp đều có thể bắt giết cường giả sớm đến nơi này, thu hoạch bảo vật phong phú. Bên trong thiên nguyên tinh vực hắn mặc dù có rất nhiều cấm khu cùng chúa tể phụ thuộc, nhưng chủ yếu là lợi dụng một mẫu 3 phần đất kia của hắn, mà không phải tôn trọng chân chính. Thiên Nguyên đột nhiên nghĩ đến Khương Phàm. Lần này đánh cực kỳ thật vẫn có chút cần thiết. Nếu như thất bại, đối với mình không có tổn thất, coi như là nhận mệnh. Nếu như thành công thì sao?
mặc dù hy vọng Khương Phàm thành tựu chúa tể rất xa vời. Nhưng nếu như biến thành cấp bậc đại thiên đế, lại thoát khỏi thương thiên uy hiếp, hai bên bọn hắn kết minh cũng là một cỗ lực lượng cực mạnh. Thiên Nguyên bỗng nhiên lắc đầu cười khẽ, tư thái trước đó kiên định vậy mà dao động. Nhưng không thể phủ nhận, lần này tinh vực truyền thuyết xuất hiện gần chỗ hắn, sau này mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, Thiên Nguyên tinh vực hắn đều có thể sẽ trở thành tiêu điểm. Trong mắt những cường giả kia, Thiên Nguyên tinh vực khẳng định thu hoạch to lớn, không chỉ có vị thiên đế này là hắn, thần tộc ma tộc cùng đế tộc dưới trướng hắn càng có thể tìm được bảo vật cấp chí tôn. Cho nên, bên trong trăm ức giảm, thậm chí mấy chục tỷ giảm phạm vi xung quanh, cường tộc thuộc các chòm sao khác nhau đều tràn vào tinh vực hắn, tiến hành điều tra cùng giao dịch. Thiên Nguyên tinh vực, không thể nào lại an tĩnh. Làm không tốt thật có khả năng xuất hiện hỗn loạn. Hắn không thể không làm sớm dự định. Thiên Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu đột nhiên hiện lên suy nghĩ. Có phải hay không, tinh vực hắn nên kéo về nơi này thêm một khoảng cách. Nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn hoặc cần, cũng có thể phối hợp tác chiến. Thiên Nguyên chậm rãi gật đầu, nên như thế. Rất tất yếu. Từ thái độ thanh đồng quỷ tượng đến xem, con trai quỷ bí sau đó đều có thể ngăn hắn lại, yêu cầu bảo vật từ trong tay hắn. Sau 5 ngày, tin tức Tần Diễm công nhiên xuất hiện. Lần nữa hủy diệt 10 vạn dặm Sơn Hà đưa đến trước mặt Thiên Nguyên. Thiên Nguyên lập tức an bài không gian yêu thú, Thiên Diệu Tham Lang, thông báo Thanh Đồng Quỷ Tượng, nói phát hiện tung tích Tần Diễm, đang truy tung. Thanh Đồng Quỷ Tượng khống chế Hoàng Kim Chiến Thuyền, đi đến trước mặt Thiên Nguyên. Thiên Nguyên, cảm tạ ngươi có thể giúp đỡ. Thái Thản Cự Ưng dương cánh hơn 500 dặm, che khuất ánh nắng, phẩy xuống khuất bóng, trọng lượng ngàn vạn tấn mang đến áp bách đến ngạt thở. Đại Huyền Thiên Kim Dịch mặc dù áp chế khí tức, nhưng Hoàng Kim Chiến Thuyền vẫn như mặt trời rơi xuống, không gian ở xung quanh đều ba động kịch liệt, như là bất cứ lúc nào đều muốn bị hòa tan. Thiên Nguyên chiến khu khuấy động hỗn độn thủy triều mênh mông như biển, nghiêm túc cho thấy thái độ. Ta chỉ đồng ý hỗ trợ tìm kiếm, không thể trực tiếp nhúng tay. Sau khi truy tung đến bọn người Tần Diễm, chúng ta lập tức rút lui. Thái Thản Cự Ưng khô cằn mà nói. Ta và Hoàng Kim Chiến tộc liên thủ. Đã đứng ở thế bất bại, không cần ngươi nhúng tay. Ta nhắc lại một lần, không cần mưu toan tính toán ta, nếu không. Nếu không như thế nào, tuyên chiến với chúng ta, chủ tử nhà ta ở bên ngoài đang rất nhàn đến nhàm chán đây. Long Quỷ Thiên Đế sắp tới, Thiên Nguyên tinh vực ta cách Cực Lạc cấm khu rất gần, nếu như các ngươi dám can đảm tính toán ta, ta không để ý làm trận giao dịch cùng Cực Lạc cấm khu. Chương 3474 tuyến đường. Ha ha. Tỉnh lại đi, nếu như ngươi thật có ý hợp tác cùng Cực Lạc cấm khu, mấy trăm vạn năm kia có rất nhiều cơ hội. Nếu trước đó nhiều nguy hiểm như vậy đều không có, bây giờ càng không có khả năng. Thái Thản Cự Ưng cúi đầu quan sát Thiên Nguyên hỗn độn chiến khu, Thanh Đồng Vũ Ma sát ra âm thanh chói tai. Ta lặp lại một lần nữa, ta không cần ngươi nhúng tay chiến đấu, nhưng, nếu như ta phát hiện ngươi âm thầm nhúng tay, hiệp trợ bọn hắn rút lui, đừng trách ta không khách khí. Kim Dịch biết Thiên Nguyên đang đè nén lửa giận, cũng biết Thái Thản Cự Ưng cao ngạo bá đạo, để tránh hai bên náo thật, không thể không ra mặt nói. Nếu quả thật có thể tìm thấy được bọn người Triệu Tử Mạt, cũng thành công trấn áp, tinh vực thần thoại ta tất sẽ thâm tạ Thiên Nguyên tinh vực. Thiên Nguyên hừ một tiếng, không còn dây dưa cùng Thái Thản Cự Ưng, ra hiệu đám yêu thú không gian dẫn đường. Đám yêu thú không gian trải rộng ra tầng tầng không gian đại mạc, che mất Thiên Nguyên, Hoàng Kim Chiến Thuyền. Cùng toàn bộ Thanh Đồng Quỷ Tượng, nhào về phía nơi Tần Diễm dẫn phát hỗn loạn. Cùng ngày, bọn người Tần Diễm phá vỡ vùng đất Thái Âm, cùng ngày trực tiếp rời khỏi. Thái Âm thụ chỗ này rất táo bạo, suýt chút nữa nhốt Tần Diễm ở bên trong. Tần Diễm thô bạo vơ vét đồ Thái Âm rộng lượng bên trong, chỉ cứu hai đế hồn, đào đi ba viên huyết tinh. Vì để tránh cho Thanh Đồng Quỷ Tượng sớm phát hiện bí mật, trước khi bọn hắn đi còn diễn biến ra Minh Mông Sơn Hà, một lần nữa mai táng vùng đất Thái Âm. Cũng tận hết khả năng xua tán đi khí tức Thái Âm. Hoàng Kim Chiến khu nóng lòng tìm kiếm bọn hắn, hẳn là sẽ không lưu lại quá nhiều ở chỗ này, cũng sẽ không chú ý tới bọn hắn đang đào móc cái gì, sẽ không làm chuẩn bị tương ứng. Bọn người Tần Diễm dựa theo kế hoạch cố định, nhanh chóng xuôi nam, tìm kiếm Hoang Hải. Nhưng không có thẳng tắp di động, mà la tán loạn khắp nơi, còn vọt lên hướng bắc một đoạn khoảng cách, dùng chuyện này để lẫn lộn sự truy đuổi của bọn họ. Thuận tiện để Tam Thúc Thiềm cùng lỗ thú đều luyện hóa hai viên huyết tinh, tận hết khả năng tăng lên sức chiến đấu.
còn lại viên kia huyết tinh tạm thời phong tồn trong thân thể Tần Diễm. Bởi vì lỗ lỗ thú bế quan ngủ say, Chu Cổ Lực gánh vác trách nhiệm đi đường. Hắn thật sự sử xuất tất cả vốn liếng, không chỉ có tốc độ nhanh kinh người, còn không ngừng bố trí bẫy hư không, xen lẫn hư không mê trận, làm không gian thần tộc cùng đế tộc bên Thiên Nguyên khổ không thể tả, nhiều lần đều mất dấu, nếu như không phải số lượng đủ nhiều, cuối cùng vẫn phát hiện dấu vết để lại, bọn hắn chỉ sợ đều muốn mất mặt. Không gian cường giả Thiên Nguyên bị khơi dậy lòng háo thắng, bọn hắn thế nhưng đại biểu cho đỉnh cấp cường tộc Thiên Nguyên, càng là mặt mũi Thiên Nguyên đại thiên đế, ngay trước mặt Hoàng Kim chiến tộc cùng Thanh Đồng quỷ tượng, nếu như lộ ra quá vô năng, rất dễ dàng làm cho đối phương sinh ra sự khinh thường đối với Thiên Nguyên cường tộc. Sau mười mấy ngày, bọn hắn bắt đầu toàn lực lùng bắt, thảo luận cùng dự phán phương hướng đối phương rút lui, thậm chí bởi vì một ít quan niệm mà gầm thét cãi lộn. Cũng chính là bởi vì như thế này, thành công mê hoặc Thanh Đồng quỷ tượng cùng Hoàng Kim chiến tộc. Kim Dịch cùng bọn người Thái Thản cự ưng là sốt ruột thật, thật vất vả chờ đến cơ hội, nếu như lại mất dấu, bọn hắn thật sự gánh không nổi người kia, nhưng nhìn thái độ mấy người Thiên Nguyên cường tộc, cũng biết đám gia hỏa kia xác thực tận lực, bất đắc dĩ đám cường giả Tần Diễm kia quá xảo quyệt. Ngẫm lại đúng là thế, đây chính là hai vị không gian đại đế, lại phối hợp một Sơn Hà trọng binh, không thua gì ba hư không đại đế phối hợp. Nếu quả thật dễ dàng liền đuổi tới, bọn hắn cũng không chật vật mấy năm như thế, càng không đến mức không biết xấu hổ ép buộc Thiên Nguyên. Bọn người Tần Diễm dẫn theo đám Thanh Đồng quỷ tượng một tháng, đi tới mảnh hoang hải mà Tinh Ngấn Chi Chu nói tới. Hoang hải không hổ là hoang hải, vạn dặm phạm vi, giá lạnh tĩnh mịch, không còn sinh cơ, từ trên cao quan sát chính là u đàm to lớn, đen kịt âm trầm, sâu không thấy đáy. Mặt biển kéo dài vạn dặm, vậy mà không thấy bất kỳ gợn sóng, quỷ dị không nói lên lời. Xung quanh hoang hải, dãy núi mênh mông chịu ảnh hưởng, hoang vu, tĩnh mịch, trừ núi đá chập trùng, không có bất kỳ hoa cỏ cây rừng gì, mà phạm vi cực lớn, kéo dài không biết mấy vạn dặm. Tại thời điểm bọn hắn đến nơi này, trong hoang dã còn có rất nhiều cường giả chiếm cứ. Dù sao hoàn cảnh nơi này quá rõ ràng. Xem xét chính là vùng đất âm ác. Đối với những ma tộc cùng cường giả đặc thù mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là bảo địa đáng giá thăm dò. Cái này mặc dù là biển, nhưng các ngươi có thể sử dụng. Đông Hoàng Thiên Du từ trong hư không ngóng nhìn hoang hải, nơi đó khẳng định là nhận lấy khí tức thái âm ảnh hưởng, không nói hoàn toàn biến thành thái âm thủy, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Thái âm thủy, chí âm chí tà, phá hủy sinh cơ, nghịch loạn luân hồi. Thứ này không chỉ có thể để cơ thể hóa bạch cốt, còn có thể tổn thương linh hồn, thật sự rất đáng sợ. Triệu Tử Mạt lắc đầu, hoang hải này không biết bị thái âm uy lực ảnh hưởng tới mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy triệu năm, bên trong khẳng định chiếm cứ uy lực thái âm kinh khủng. Tam Túc Thiềm miệng nói tiếng người. Chúng ta không phun ra nuốt vào nước biển nơi này, chỉ thao túng nước biển là có thể. Các ngươi chuẩn bị xong. Tần Diễm nhìn trái phải một cái. Bốn tôn đế cấp Thanh Đồng quỷ tượng, sáu tôn đế cấp Hoàng Kim chiến đế, các ngươi có thể gánh vác được sao? Triệu Tử Mạt nói. Nơi này là vùng đất thái âm, được chúa tể chiếu cố đặc thù, thiên uy thịnh long, thực lực của ta có thể tăng mạnh mấy lần. Nơi này là vùng đất thái âm, một khi xuyên suốt địa tầng, khí tức thái âm cuồn cuộn, có thể áp chế thực lực Hoàng Kim chiến đế cực lớn. Chương 3475 Thái âm chi loạn 1. Chúng ta không nói có thể giết ai, nhưng bảo mệnh không có vấn đề. Ngươi thì sao, nếu như tam âm tam dương không thể để cho ngươi tấn thăng chí tôn, nơi này chỉ sợ sẽ là nơi chôn thây của ngươi. Ta là phân thân con trai Tu La, ta sẽ chỉ mai táng tại tinh cầu Tu La. Tần Diễm bước ra hư không, tiếp cận Đông Hoàng Thiên Du. Rời khỏi nơi này, đi về phía đông 10 vạn dặm. Sau khi đánh xong, ta đến đó tiếp các ngươi. Đông Hoàng Thiên Du đơn giản căn dặn, mang theo đám vạn đạo thần thụ rời khỏi hư không, di chuyển từ núi hoang. Sau khi bọn hắn rời khỏi, mấy người Triệu Tử Mạt đánh tới hoang hải âm tà. Nơi này xác thực nguy hiểm, nhưng đối với những cường giả Hoàng Kim chiến tộc kia thì còn nguy hiểm. Huống chi, bọn hắn vừa mới dùng huyết tinh tăng lên thực lực, vừa vặn đi thử hiệu quả một chút. Tần Diễm lần này không có tăng lên đến cao mấy trăm dặm lại va chạm bọt biển, mà là xông vào hoang hải, muốn trực tiếp phá hư từ địa tầng, sau đó xuyên qua vùng đất thái âm cùng hoang hải. Hắn muốn giữ lại hoàn cảnh nơi này, mức độ lớn nhất kích phát uy lực uy thế thái âm, áp chế Hoàng Kim chiến tộc. Oanh! Ầm ầm! Rầm rầm rầm! Va chạm kịch liệt, lung lay hoang hải yên lặng, từ nơi cực sâu đáy biển nổi lên kịch liệt ba động,
sau khi trùng kích mấy vạn mét biển sâu, thẳng tới mặt biển, hình thành bọt nước mênh mông. Hoang hải trước đó bình tĩnh không lay động giống như bị đun sôi, mặt biển cuồn cuộn, bọt nước cuồn cuộn, phạm vi biển rộng bao trùm trong vạn dặm, thậm chí tác động đến núi hoang xung quanh. Cường giả đang thăm dò dưới đáy biển kinh hồn chạy trốn, còn tưởng rằng là đánh thức quái vật gì. Các cường giả đào móc bảo vật thái âm trong hoang dã xung quanh nhao nhao bay lên không, ngắm nhìn đột nhiên hoang hải sao động. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có bảo vật xuất thế sao? Răng rắc. Lúc này, tiếng vỡ vụn trầm muộn vang lên từ đáy biển, chấn động cả trời đất, để các cường giả đang vây xem bỗng nhiên biến sắc, vô cùng chấn kinh. Đáy biển âm lãnh, địa tầng cứng rắn, trước đó bọn hắn đều từng nếm thử xuống dưới đáy biển đào móc, nhưng từ đầu đến cuối đều không có ai phá vỡ bao nhiêu, càng không có ai đợi quá lâu ở nơi đó. Thanh âm xảy ra bất ngờ giống như có ai đang va chạm đáy biển, lại còn phá toái rồi. Vị đại đế nào, dũng mãnh như vậy? Oanh, oanh! Tiếng oanh minh kịch liệt càng ngày càng mãnh liệt, lung lay hoang hải, oanh động dãy núi, địa tầng đứt gãy liên tiếp vang lên âm thanh, giống như đáy biển muốn sụp đổ. Các cường giả vây xem sao động lại khiếp sợ, hận không thể vọt tới đáy biển nhìn tình huống, nhưng bọn hắn thăm dò đến bây giờ cũng không phát hiện nguyên nhân cụ thể khí tức thái âm xuất hiện, chỉ là hoài nghi từ đáy biển tiêu tán đi ra. Nếu như phía dưới thật có đồ, một khi phá vỡ, khí tức thái âm mãnh liệt mà lên để hoang hải minh mông biến thành thái âm chi hải, năng lượng kinh khủng kia nói không chừng có thể trực tiếp chôn vùi linh hồn thần ma. Ầm ầm, răng rắc, mỗi lần va chạm mãnh liệt, đều giống như đại địa mẫu khí gầm thét, ba động sôi trào vạn dặm hoang hải, trùng kích mấy vạn dặm hoang dã. Mỗi lần va chạm cuồng bạo đều nương theo tiếng vỡ vụn một ngạt đến cực điểm, giống như xuyên qua địa tầng nặng nề. Các cường giả vây xem dù rất sao động vẫn nhao nhao lui lại, cũng không phải thật rời khỏi, mà sáng suốt kéo dài khoảng cách, bảo đảm thời điểm ngoài ý muốn xuất hiện không bị tác động đến. Tần Diễm không ngừng va chạm đáy biển, một lần lại một lần. Cố ý áp chế lực lượng, hãm lại tốc độ, cho võ giả không gian thiên nguyên đuổi bắt thời gian. Nhưng, năm ngày trôi qua, Tần Diễm nơi này gõ gõ, nơi đó nện nện, chặn đánh trải rộng vạn dặm đáy hồ, toàn bộ đáy hồ đều gõ đến phá thành mảnh nhỏ, cũng chọc giận thái âm thụ bên trong vùng đất thái âm. Người nhà sao không gõ cửa? Người ngược lại là đi xuống tới. Nếu như không phải chúa tể vừa mới truyền lệnh, không thể nào rời khỏi vùng đất đóng giữ, nó hận không thể tự mình phá vỡ bình chướng, đi ra bên ngoài giáo huấn tên hỗn đáng kia. Tần Diễm không ngừng gõ, không ngừng nhảy vào, còn nở rộ ánh sáng, nằm nhoài lên bình chướng chăm chú nhìn vào. Thái âm thụ nổi giận. Lay động trà cây mãnh liệt, điều động lấy khí tức thái âm minh mông. Hỗn đản này nếu đi xuống, dồn hắn vào chỗ chết. Thẳng đến sau 5 ngày, Chu Cổ Lực đang ẩn núp bắt được không gian ba động mãnh liệt đang nhanh chóng tới gần phía nơi này. Đến rồi, Chu Cổ Lực cùng Lỗ Lỗ Thú phóng thích gợn sóng không gian minh mông, bao vây lấy bọn hắn cùng Triệu Tử Mạt Tam Túc Thiềm, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Các ngươi đến bên cạnh ta, ta phá vỡ trước tiên mang ta giấu kỹ. Tần Diễm lay động chiến khu, hóa thành đại địa mẫu đỉnh, ép đến phía trên địa tầng tràn đầy vết nứt, chỉ cần một kích cuối cùng, vạn dặm đáy biển nhất định sụp đổ, triệt để xuyên suốt vùng đất thái âm. Hắn còn tập hợp đồ thái dương một cấm khu, bất cứ lúc nào chuẩn bị phối hợp với đồ thái âm, bổ khuyết tăng cường thái cực nội hải. Bây giờ là tài nguyên hai cấm khu, sinh ra trùng kích cực lớn đối với cảnh giới, chỉ cần lại thêm một đôi, hẳn là có thể làm được. Giờ khắc này, Tần Diễm thật kích động. Chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, có thể có cơ hội bước lên vấn đề chí tôn. Nhưng một ngày này vẫn thật sự là tới. Dừng lại, ngừng. Phía trước là nơi nào? Trong hư không, đội lục soát còn không có đến hoang hải, hoàng kim chiến tộc trong đội ngũ đã cưỡng ép bước ngừng trước mặt cường giả không gian. Tản ra, cha. Thiên nguyên hỗn độn chiến khu ra hiệu bọn người không võ toàn bộ dừng lại, sau đó an bài đế cấp tham lang cùng đế cấp âm ảnh đến xung quanh hoang hải dò xét. Uy lực thái âm thật mạnh. Phía trước là phía nội hải sao? Bên trong cất giấu cái gì? Sắc mặt bọn người Kim Thái Thiên nghiêm túc, làm hoàng kim chiến tộc, tu luyện uy lực thái dương, bọn hắn vô cùng mẫn cảm đối với năng lượng thái âm. Chương 3476 Thái âm chi loạn 2. Tần Diễm lần đầu tiên phá toái địa tầng, thời điểm dẫn phát tai nạn, trong không khí đã có cỗ uy lực thái âm. Tần Diễm hơn 2 tháng trước phá toái nơi kia, trong không khí cũng có uy lực thái âm. Bọn hắn đồng thời nhớ tới Tần Diễm trước đó chủ động bại lộ hai nơi,
nhưng khí tức thái âm nơi đó đều rất yếu ớt, bọn hắn vội vã đuổi bắt, cũng không có cẩn thận điều tra, nhưng nơi này. Ở hai bên vạn dặm hải dương chiếm cứ khí tức thái âm kinh khủng, mấy vạn dặm sơn hà xung quanh đều bị ăn mòn. Điều này nói rõ dưới mặt đất khẳng định có cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thái âm thụ. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên đột nhiên nghĩ đến tình cảnh lúc trước gặp được Tần Diễm trong cấm khu Thái Dương. Tên điên này đang thăm dò thái âm cùng vùng đất Thái Dương khắp nơi. Không đúng, hắn là vũ khí, không thể nào tu luyện, hắn càng là uy lực sơn hà, tìm âm dương không có ý nghĩa. Toàn thể cảnh giới, một khi phát hiện, đánh cho đến chết cho ta. Thái Thản Cự Ưng mặc kệ đây là nơi nào, ra hiệu tất cả thanh đồng quỷ tượng chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cuộc cũng tìm được tung tích của Tần Diễm, lần này nói cái gì cũng không thể để hắn chạy trốn. Thanh đồng quỷ tượng lên cơn giận dữ, ấn ký, trong thân thể cũng bắt đầu thiêu đốt, một khi xác định là Tần Diễm, bọn hắn không tiếc hết thảy đánh giết. Nhất định phải bảo vệ uy danh thanh đồng quỷ tượng thế hệ này, tuyệt đối không thể lại hủy trong tay Tần Diễm. Cũng không lâu lắm, Tham Lang cùng Âm Ảnh lần lượt trở về. Phân biệt mang về hai tin tức. Có người đang va chạm đáy biển, tiếp tục 5 ngày. Trong 5 ngày, trong hải dương tràn ngập uy lực thái âm đang không ngừng tăng cường. Tần Diễm ở chỗ này, nhưng, giống như phát hiện chúng ta, đột nhiên liền ngừng. Sắc mặt Thiên Nguyên hơi biến đổi. Phát hiện, là thông qua không gian, hay thông qua cái gì? Rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Không đợi thanh đồng quỷ tượng cùng hoàng kim chiến tộc kịp phản ứng, toàn bộ cường tộc không gian Thiên Nguyên lấp lóe đến bên cạnh Thiên Nguyên, trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Lý do rút lui rất sung túc. Bọn hắn không thể để cho Chu Cổ Lực phát hiện là bọn hắn đang phối hợp cùng thanh đồng quỷ tượng. Nhưng, không võ rút lui quá đột nhiên, thanh đồng quỷ tượng cùng hoàng kim chiến thuyền đều vội vàng không kịp chuẩn bị quăng ra hư không tại chỗ. Hơn 10 vị thần cấp thanh đồng, 4 vị đế cấp thanh đồng, cộng thêm Thái Thản Cự Ưng dương cánh mấy trăm dặm để mấy thiên địa vạn dặm đột ngột tiếp nhận một cỗ trọng áp, mặt biển sôi trào đều bỗng nhiên trầm xuống mấy phần. Mà năm chiếc hoàng kim chiến thuyền hiển hiện để kim quang chói mắt rọi khắp thiên địa, để thái dương khí tức mênh mông trùng kích thái âm. Trong nháy mắt khí tức thái âm chiếm cứ giữa thiên địa sôi trào, mênh mông nội hải đều nhấc lên sóng cả, chủ động chống cự uy lực thái dương xâm nhập. Bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện để cho mình vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng giống như chọc giận vùng đất thái âm. Sâu trong đáy biển, Tần Diễm không chần chờ chút nào, phóng thích siêu cấp trọng áp mấy trăm vạn dặm sơn hà. Gần như dã man ép vỡ đáy biển. Đáy biển đến vùng đất thái âm, còn có mấy vạn mét chiều sâu, sớm đã trải rộng các vết nứt thô to đến hàng vạn mà tính, như là như vực sâu răng khắp nơi, thời khắc này bạo kích để đáy biển sụp đổ toàn diện, xé rách bình chướng thái âm. Ầm ầm, hải triều chảy ngược vùng đất thái âm, mang theo cự thạch nặng nề xâm lấn toàn diện. Vùng đất thái âm yên tĩnh kéo dài thời gian vô tận bị triệt để đánh vỡ. Khí tức thái âm phong tồn thời gian vô tận cũng theo hải triều nghịch đảo rót vào đại dương mênh mông. Thái âm thụ bị đại dương mênh mông xâm nhập, còn bị cự thạch trùng kích, triệt để bạo nộ. Không lo được chúa tể nhắc nhở, nó rút ra rễ cây thô trọng, quơ chạc cây chí âm chí hàn, điều khiển tính ra hàng trăm thái âm chi hà, đón hải triều chảy ngược cùng rơi xuống cự thạch, lao thẳng đến hải dương. Tên hỗn đản kia đâu? Cái tên không biết sống chết kia đâu? Thái âm thụ phát ra hắc ám tê khiếu kinh khủng, xâm nhập mênh mông hải dương. Tần Diễm đâu, chạy, trước khi phá vỡ địa tầng, hắn đã xúc thế để cuốn Chu Cổ Lực đi. Mà thái âm thụ không biết cụ thể là ai đang gõ cửa. Cho nên, khi thái âm thụ huy động dây leo tráng kiện, dẫn dắt thái âm chi hà giống như hắc long nghịch hành giết ra mặt biển, trước tiên liền khóa chặt năm viên thái dương trên không trung. Thậm chí không kịp phán đoán. Cỗ uy lực thái dương để hắn chán ghét cùng tức giận, để tất cả lửa giận của hắn có nơi để trút xuống. Thái âm thụ. Bọn người Kim Hàn Thiên bỗng nhiên biến sắc, quả nhiên là thái âm thụ. Cỗ khí tức âm u đập vào mặt để bọn hắn đau đớn khó chịu, mà uy lực thái dương trong thân thể giờ phút này không bị khống chế bộc phát toàn diện, giống như từng vòng mặt trời sáng chói, từng kim ô vỗ cánh, chống đỡ thái âm chi hải như đang phát điên, chấn áp tràn ngập đất trời. Phản ứng mãnh liệt vừa ra đối với thái âm chi thụ mà nói không khác gì tuyên chiến trực tiếp nhất. Chính là ngươi. Chết. Thái âm thụ cao tới vạn mét, dễ dàng như rồng, chạc cây như sấm, bộc phát ra uy lực và năng lượng chí tôn cấp siêu cấp, thẳng đến hoàng kim chiến thuyền. Tản ra, lùng bắt bọn người Triệu Tử Mạt, không cần phải để ý đến chỗ này của ta. Kim Dịch khẽ nhíu mày, lùi ở hai bên,
tự mình nghênh đón Thái Âm Thụ. Đại Huyền Thiên, ngàn vạn coi chừng. Vẻ mặt bọn người Kim Hàn Thiên vô cùng nghiêm trọng, đây chính là Thái Âm Thụ, tương đương với Thái Âm chi nguyên thế giới chúa tể, thực lực tuyệt đối khủng bố, mà giờ khắc này bộc phát khí tức càng làm cho huyết mạch của bọn hắn đều cảm nhận được áp chế khó nói nên lời. Thái Thản Cự Ưng rất nhanh ổn định, gào thét động thiên. Kim Dịch, cần phải ngăn lại Thái Âm Thụ, Hoàng Kim chiến tộc, thiêu đốt không gian cho ta, ngăn chặn Chu Cổ Lực. Thanh Đồng Quỷ Tượng còn lại theo ta, trấn áp Tần Diễm. Chương 3477 Cuộc chiến chí tôn 1. Thanh Đồng Quỷ Tượng tản mát liên tiếp gầm thét, toàn thân căng cứng, Thanh Đồng chiến khu bộc phát ra khí thế áp bách nặng nề, lưu chuyển lên ý lạnh không thể phá vỡ, nhao nhao đánh tới Hoang Hải đang sôi trào. Trong hải dương tràn ngập khí tức Thái Âm cực lạnh, nhất là giờ phút này khí tức Thái Âm nghịch tập xâm nhập trong địa tầng, để mênh mông hải dương cơ hồ biến thành Thái Âm chi hải, sinh ra cực lớn xâm nhập đối với Thanh Đồng Quỷ Tượng bọn hắn. Mặc dù bọn hắn không có linh hồn cùng luân hồi, nhưng khí tức Thái Âm rõ ràng đang ăn mòn Thanh Đồng chiến khu bọn hắn, càng xâm nhập quỷ nguyên trong thân thể bọn họ. Thần cấp Thanh Đồng Quỷ Tượng đều cảm nhận được uy hiếp cực lớn, nhưng, ấn ký, trong thân thể thức tỉnh, bọn hắn dần dần lâm vào cuồng nộ, gần như bạo tẩu trùng kích hải triều, đuổi giết đáy biển. Thái Thản Cự Ưng dương cánh hơn 500 dặm huy động hai cánh, nhấc lên vòng xoáy hoành kích hoang hải, cơ hồ muốn lật tung toàn bộ đại dương mênh mông. Nơi cực sâu địa tầng, vùng đất Thái Âm. Sau khi Thái Âm Thụ rời khỏi mặt biển, Tần Diễm trước tiên vọt tới nơi này. Mặc dù hải triều cuồn cuộn đảo loạn nơi này, cự thạch rơi xuống vùi lấp nơi này, nhưng những Thái Âm huyền thiết, Thái Âm tinh túy các loại hình bảo vật, vẫn vô cùng đáng chú ý, tùy tiện liền bị khóa chặt. Thời gian cấp bách, Tần Diễm ra tay quả quyết, phát hiện một viên cuốn đi một viên, trực tiếp nhét vào trong đỉnh lô. Sau khi mỗi một viên Thái Âm bảo vật tiến vào, hắn đều sẽ trước tiên điều động năng lượng Thái Dương đồ tương ứng, chìm đến đáy biển Thái Cực trong nội hải. Bởi vì Thái Cực đã thành hình, đối kháng biến thành trung dung, đồng thời bắt đầu diễn biến, cho nên không cần lại một lần nữa diễn biến, Thái Âm cùng Thái Dương đồ không ngừng rơi xuống, tương đương với đang tẩm bổ cùng phong phú Thái Âm nội hải. Thái Cực nội hải dung chuyển cùng mãnh liệt, bắt đầu diễn biến ra uy lực lưỡng nghi cực mạnh, trùng kích Huyền Hoàng Hải Dương. Hai tháng trước quá cực động đáng đã trợ giúp Tần Diễm tăng lên một lần thực lực, chỉ còn kém một chút xíu như vậy. Bây giờ theo càng ngày càng nhiều năng lượng rót vào, Thái Cực mãnh liệt, Huyền Hoàng sôi trào, cảnh giới đang mãnh liệt lắc lư, rốt cuộc cũng hoàn thành đột phá chí tôn. Tần Mệnh tạo nên 9 bộ phân thân cho Tần Diễm, bởi vì thời gian thành hình có hạn, cho nên cảnh giới có mạnh có yếu. Theo lý thuyết, sau khi Tần Mệnh biến đổi đến chúa tể, hoàn toàn có thể cho mẫu đỉnh trở lại đại địa, tăng lên cảnh giới, nhưng Tần Mệnh không làm thế. Một là không hy vọng tất cả mẫu đỉnh đều hoàn toàn do thế giới của hắn tạo nên, cái này bằng với ép khô uy lực cửu châu, cho nên hy vọng mẫu đỉnh ở bên ngoài cướp bóc năng lượng, tự mình trưởng thành. Hai là tạo nên chí tôn tiêu hao năng lượng quá kinh khủng, hắn không hy vọng quá nhiều năng lượng đều giao cho hài tử mình. Thứ ba, Tần Mệnh không hy vọng Tần Diễm quá cường đại, dễ dàng sinh sôi vốn là lòng kiêu căng khác hẳn với người bình thường. Cho nên bên trong 9 bộ phân thân, chỉ có bộ thứ 9 là chí tôn chân chính, 8 bộ còn lại để bọn chúng mình trưởng thành. Nhưng, muốn tăng lên tới chí tôn, khó khăn cỡ nào, Tần Diễm cho đến bây giờ, chỉ là thứ 8 cùng thứ 7 tăng lên tới chí tôn, sau đó không ôm hy vọng. Nhưng bây giờ, phân thân mẫu đỉnh thứ 5 vậy mà sớm hơn phân thân thứ 6, hoàn thành đột phá cuối cùng ở nơi này. Tần Diễm, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Là bị Thanh Đồng Quỷ Tượng sỉ nhục mà chết, vì ngươi cuồng ngạo mà chết. Lưu Quang Thiên Tinh Viên xông lên phía trước nhất. Mặt ngoài chiến khu cứng rắn giá lạnh lóe ra lưu quang chói mắt, khuấy động ba động thần bí cùng loại với thời không. Giờ khắc này bộc phát, quỷ nguyên phun trào năng lượng, tốc độ đạt tới cực hạn. Hắn đánh xuyên Thái Âm triều dâng, người đầu tiên giết vào sâu trong đáy biển. Làm cường giả nhanh nhất trong đội ngũ bây giờ, nhất định phải phát huy ra ưu thế. Mà như huy hoàng thế này cũng hẳn là do hắn đến dẫn dắt. Lưu Quang Thiên Tinh Viên liều mạng thôi động quỷ nguyên, như đang xuyên qua thời không, mạnh hơn hết thảy, cắt đứt hết thảy. Hắn không phải Thiên Tinh Viên chân chính, cho nên quỷ nguyên dùng bao nhiêu ít hơn bấy nhiêu, mà Lưu Quang Thiên Tinh Viên chân chính cực kỳ hiếm thấy, rất khó bổ sung quỷ nguyên, cho nên dưới tình huống bình thường, hắn cơ hồ từ trước tới giờ không vận dụng quỷ nguyên, nhưng hôm nay, hắn triệt để phóng thích quỷ nguyên của mình. Chỉ vì dây dưa kéo lại Tần Diễm, chỉ vì bắt lấy công đầu vô hạn vinh quang.
ở nơi đó. Tần Diễm, cùng ta chiến một trận. Đừng lại chạy trốn giống như chuột. Xuất ra đảm phách con trai tu la của ngươi. Đến đây. Lưu Quang Thiên tinh viên xa xa nhìn thấy cường quang cuồn cuộn sâu trong hải triều, tinh thần phấn chấn, tốc độ càng nhanh, xua tan thái âm hải triều sôi trào, thẳng đến đầu nguồn cường quang. Tần Diễm biến thành mẫu đỉnh đang chấn áp vùng đất thái âm, hoàn thành đột phá cuối cùng. Huyền hoàng cuồn cuộn bên trong mẫu đỉnh, sơn hà diễn biến, khi thì như khai thiên tích địa, vạn vật mới sinh, khi thì như sơn hà tiêu tan, vạn vật quy hư. Tại chân thực cùng trong hư vô, một cỗ khí tức âm dương đang chảy, đang diễn biến cùng tiêu tan, một đạo ánh sáng hồng mông đang lóe lên. Tần Diễm, cùng ta chiến một trận. Lưu Quang Thiên tinh viên nhanh chóng giết tới, toàn thân bộc phát lưu quang như là khai phách không gian, rối loạn thời gian, lực lượng thời không tại thời khắc này nghịch loạn cuồn cuộn. Trong chớp mắt, bên trong mê quang vậy mà xuất hiện 9 vị Lưu Quang Thiên tinh viên, bộ dáng, năng lượng, lại đồng thời bạo phát ra thế công. Đây không thể nghi ngờ là thế công tựa như hủy diệt. Đây là năng lực khủng bố có thể trực tiếp oanh sát đại đế. Nguyên lý đơn giản, chính là bộc phát một quyền, sau đó ngược dòng thời gian, trở lại lúc ấy, sau đó tiếp tục bộc phát. Như thế lặp lại, nhưng, muốn ở trong chớp mắt, lực lượng thời không diễn biến đến trình độ như vậy, hình thành 9 bản thân cường lực điệp ra, vẫn cực kỳ khảo nghiệm lực khống chế của hắn, đối với tiêu hao quỷ nguyên càng là kinh người. Chương 3478 Cuộc chiến chí tôn 2. Cho dù là Lưu Quang Thiên tinh viên chân chính cũng rất khó làm đến một bước này. Tại thời khắc này tập kích, tại chiến trường huy hoàng này, Lưu Quang Thiên tinh viên làm được. Tương đương với 9 bản thân mình, bạo phát trọng quyền đế cấp vào mẫu đỉnh đang chấn áp địa tầng. Thời không rối loạn, thanh đồng chiến khu bộc phát ra trọng quyền mang theo lực trùng kích cùng lực phá hoại không có gì sánh kịp, đủ để băng diệt sơn hà. Dưới điệp ra gấp 9 lần, rắn rắn chắc chắc đánh vào bên trên mẫu đỉnh. Ầm ầm, giống như hai viên tinh cầu đụng vào nhau. Mẫu đỉnh chấn động mãnh liệt, ánh sáng huyền hoàng mất khống chế sôi trào, tràng diện bên trong như thiên địa sụp đổ, không gian rối loạn. Nhưng, sau khi mẫu đỉnh lướt ngang hơn trăm dặm, lại lù lù không ngã, vững vững vàng vàng chống đỡ cỗ bộc phát cực hạn. Ngược lại là cánh tay Lưu Quang Thiên tinh viên tại một khắc cuối cùng vỡ vụn, chật vật tháo chạy. Không thể nào. Lưu Quang Thiên tinh viên bỗng nhiên biến sắc, phát ra gầm thét không thể tưởng tượng nổi. Hắn là thanh đồng quỷ tượng, thanh đồng chiến khu đế cấp, tuyệt đối có thể đối kháng cùng mẫu đỉnh, huống chi còn là 9 đạo liên kích, không nói đánh nát mẫu đỉnh, chí ít có thể nhấc lên 10 mấy vòng. Kết quả, bình yên vô sự. Oanh! Thái cực luân chuyển bên trong mẫu đỉnh, huyền hoàng bạo động, cỗ âm dương khí tức cùng hồng mông ánh sáng va chạm mãnh liệt, hóa thành một dòng lũ kinh thế. Như là một cỗ thế giới chi nguyên, một uy lực sáng thế, mãnh liệt xoay chuyển, đánh về phía Lưu Quang Thiên tinh viên. Lưu Quang Thiên tinh viên ý thức được là lạ, nhưng, nếu giết tới liền liều chết dây dưa, tuyệt đối không thể lùi bước nửa bước. Ấn ký bộc phát, quỷ nguyên nở rộ. Lưu Quang Thiên tinh viên lần thứ 2 bộc phát tuyệt kỹ, rối loạn thời không, thể hiện ra đỉnh cấp sát chiêu 9 quyền liên kích. Nhưng, bên trong thế công của Tần Diễm có âm dương, có hồng mông, tức có thể diễn biến thời không. Càng có thể ổn định thời không. Trước khi Lưu Quang Thiên tinh viên đối mặt công kích, lực lượng thời không bỗng nhiên ổn định, 8 quyền sau hoàn toàn không có cơ hội thi triển. Keng, dòng lũ kinh thế bạo kích Lưu Quang Thiên tinh viên, cỗ uy lực sáng thế, sơn hà trọng thế, vỡ nát nó tại chỗ. Thanh đồng chiến khu không thể phá vỡ của Lưu Quang Thiên tinh viên phá thành mảnh nhỏ, giống như thiên thạch va vào địa tầng phá toái. Mẫu đỉnh sôi trào lên ánh sáng huyền hoàng minh mông, hóa thành trăm ngàn dặm chiến khu. Lật tung đại địa, đuổi kịp Lưu Quang Thiên tinh viên. Ngươi, chí tôn. Lưu Quang Thiên tinh viên kinh hãi muốn tuyệt, điên cuồng muốn thôi động năng lượng quỷ nguyên. Nhưng trước đó cực hạn tiêu hao đã để quỷ nguyên khô kiệt, vội vàng phóng thích hoàn toàn không có đạt tới hiệu quả như dự đoán. Ầm ầm, Tần Diễm đánh nát Lưu Quang Thiên tinh viên, đạp tan địa tầng, bay thẳng lên trời. Mục tiêu là Thái Thản Cự Ưng, hắn muốn kiểm tra siêu cấp chiến lực chí tôn chiến khu của mình. Rầm rầm rầm. Thái Thản Cự Ưng dương cánh mấy trăm dặm, hình thể cực lớn đến khủng bố, hắn hoắc loạn hải triều, cuồn cuộn đáy biển, tiếng gáy to nhào về phía ánh sáng vô tận đang dâng lên từ phía dưới. Tần Diễm, tên điên này vậy mà không có chạy trốn, quả nhiên có chút đảm phách. Nhưng, ngu xuẩn, Thái Thản Cự Ưng bỗng nhiên thu liễm hai cánh, tốc độ tăng vọt, thanh đồng chiến khu như biến thành chiến binh tuyệt thế. Thời điểm viễn cổ thanh đồng được dựng dục ra là thần cấp,
muốn tăng lên tới đế cấp, cần quỷ bí cấm khu không ngừng rèn luyện, càng cần hơn hấp thu càng nhiều kim loại quý giá cấp vũ trụ, có thể tới chí tôn cấp, trình độ cứng cáp đã có thể đâm cháy một viên tinh cầu đế cấp. Cường quang nở rộ, bành trướng lóa mắt. Giống. Tần Diễm phóng lên tận trời, huyền hoàng thủy triều tràn ra từ toàn thân, như thác nước lao nhanh, như giang hà vần quanh. Hắn nắm chặt nắm đấm, gầm thét như sấm, ngang nhiên đánh tới móng vuốt Thái Thản Cự Ưng, trong chớp mắt, thái cực nội hải trong cơ thể oanh minh, khí tức âm dương dẫn động huyền hoàng diễn biến hắn như muốn triệt để biến thành mấy trăm vạn dặm sơn hà. Mà lực lượng mấy trăm vạn dặm sơn hà cũng tại thời khắc này hội tụ ở cánh tay. Oanh, răng rác, cực hạn va chạm, dị thường một ngạt, như là hai viên tinh cầu đế cấp đối oanh. Khu vực va chạm đổ sụp tại chỗ, không gian phá thành mảnh nhỏ, như vết nứt hư không xé rách hảo hãn huông dương, tách rời mấy vạn dặm núi hoang, ngay sau đó năng lượng bạo tạc và sóng âm dọc theo vết nứt trùng kích mấy vạn dặm, để chiến trường đang muốn khởi xướng đối chiến đều lọt vào tàn phá thảm liệt. Hoàng kim chiến thuyền bị vết nứt xé rách, bị năng lượng trong cái khe trùng kích, toàn bộ bạo tạc, chiến thần cùng đại đế phía trên đang muốn bay lên không đều bị nổ tung bao phủ. Chu Cổ Lực cùng lỗ thú vừa mới xông ra hư không, xúc thế săn giết hoàng kim đại đế, cũng bị vết nứt đột nhiên xuất hiện cùng năng lượng bao phủ. Triệu Tử Mạt cùng Tam Túc Thiềm đang dẫn phát thiên kiếp cũng bị đại dương mênh mông nghịch loạn nuốt hết, bị năng lượng xé nứt thiên địa bạo kích. Kim Dịch cùng Thái Âm Thụ lập tức dừng lại chiến đấu, phóng thích chí tôn uy lực, ngạnh kháng cỗ ba động cường đại để bọn hắn cảnh giác. Ầm ầm, vạn dặm đại dương mênh mông trực tiếp sôi trào, nổ tung từ bên trong, hải triều ngập trời ngàn vạn trọng, khuấy động bốn phương tám hướng, trùng kích mênh mông mây mù, càng có hải triều bị vết nứt hư không nuốt hết, bị lỗ đen quét sạch. Mà bên trong rung động do hoang hải bạo động, còn có một cảnh tượng càng rung động. Một đầu cự ưng cất tiếng gáy to lấy cánh lớn triển khai mấy trăm dặm tạo nên thanh đồng cuồng phong, giống như muốn ổn định thân thể, nhưng vẫn bị một người khổng lồ trăm dặm chấn vỡ móng vuốt, đánh về phía ngực. Xung quanh hai siêu cấp cự linh là vết nứt không gian đổ sụp cùng lỗ đen, là hải triều xoay loạn, cùng số lượng lớn thanh đồng cự thú đang gào thảm. Rung động, thảm liệt, Tần Diễm gầm thét giận bắn khung trời, đánh nát móng vuốt Thái Thản Cự Ưng trước đó nắm qua hắn, đánh về phía lồng ngực cự ưng. Một cỗ sơn hà đại thế không có gì sánh kịp nổ tung từ toàn thân, sôi trào, diễn biến, phóng lên tận trời, che mất Thái Thản Cự Ưng. Chương 3479 Cuộc Chiến Chí Tôn 3. Móng vuốt Thái Thản Cự Ưng vỡ vụn, lồng ngực lõm, ngay sau đó bị năng lượng khủng bố va chạm, toàn thân mất khống chế, tháo chạy khung trời. Một chí tôn 100.000 năm, một tân tấn chí tôn. Theo lý thuyết rất khó phân ra thắng bại. Nhưng, Thái Thản Cự Ưng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Diễm vậy mà lên tới chí tôn. Đây hoàn toàn là vấn đề khác biệt cảnh giới, cùng loại với chênh lệch đế và thần, cho nên hắn chỉ chăm chú, chỉ dùng sức, mà Tần Diễm thì bộc phát toàn diện, phóng thích không giữ lại chút nào. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tần Diễm hoàn toàn không cho Thái Thản Cự Ưng cơ hội phản kích, tiếp múa loạn, khẩn thiết thông thiên, cuồng lực vô biên, đánh Thái Thản Cự Ưng nhanh lùi lại gần nghìn dặm, cơ hồ muốn xô ra hỗn độn hư không. Giống. Đến lúc này Thái Thản Cự Ưng mới miễn cưỡng ổn định, lông vũ toàn thân đều bộc phát. Mặc dù lông vũ rời khỏi hơi có vẻ chật vật, nhưng đều tiến đến hư không, nói không chừng muốn để cho chủ nhân chú ý, nhất định phải thay đổi cục diện. Hắn đại biểu cho sức chiến đấu một tầng cao nhất của nhóm thanh đồng quỷ tượng mới, thời gian qua đi 300.000 năm lần nữa giao phong cùng mẫu đỉnh Tần Diễm, há có thể dẫm vào vết xe đổ cũ. Oanh! Rầm rầm rầm! 100.000 chiếc lông vũ âm vang tranh minh, toàn bộ nổ tung, dâng lên thủy triều cương khí cuồng liệt, xua tan vạn dặm mây mù. Mỗi sợi đều tầm chừng trăm thước, trình độ cứng cáp có thể so với áo giáp, cũng là bảo vật hộ thể mạnh nhất của Thái Thản Cự Ưng. Nương theo khí tức nặng nề tràn ngập đất trời, 100.000 sợi lông vũ bay loạn trụ, lít nha lít nhít đánh vào Tần Diễm. Thân thể Tần Diễm tiếp tục bộc phát sốt cuộc cũng bị ngăn chặn, quả thực là đứng ở không trung. Mà những sợi lông vũ kia cứ như là có sinh mệnh, trong quá trình bạo kích, mảng lớn đều là bám vào đến trên người hắn. Mặc dù số lượng tán loạn đến mấy vạn, nhưng vẫn hơn 3 vạn thành công cận thân. Tần Diễm vừa muốn điều động huyền hoàng xua tan, kết quả ầm ầm tiếng vang. 30.000 sợi lông vũ này lại đột nhiên giao hòa, ngưng tụ thành đôi cánh, mãnh liệt mở rộng ra. Tràng diện oanh oanh liệt liệt giống như là tăng thêm cho Tần Diễm một đôi cánh. Nhưng cánh thao túng quyền, không phải tại mình Tần Diễm, mà là Thái Thản Cự Ưng, tương đương với cưỡng ép khống chế Tần Diễm.
chiến khu thẳng tắp của Tần Diễm mất khống chế, bị đôi cánh lớn cuồng kích, mang theo sông về Thái Thản Cự Ưng. Tần Diễm, ta thay tộc dân đã từng của ta, lấy mạng ngươi. Quỷ nguyên trong thân thể Thái Thản Cự Ưng kịch liệt bộc phát, giống như dung nham lao nhanh trùng kích toàn thân, thanh đồng chiến khu trở nên nóng hổi, cũng thực hiện lực lượng bạo tăng. Hắn căng mạnh móng vuốt còn sót lại, xoay tròn nằm ngoài gió lốc rít gào, đánh về phía Tần Diễm. Bọn hắn đều không được, người tính là cái dám gì. Toàn thân Tần Diễm bộc phát khí thế nặng nề, cưỡng ép khống chế lại cơ thể bị đôi cánh lớn kéo lấy, nắm chặt nắm đấm chính diện nghênh kích. Nhưng, trong đang lúc đối oanh, toàn bộ lông vũ phía sau lưng hắn lại hòa tan, biến thành một con cự mãng đồng xanh quay quanh, mở ra đôi cánh lớn, bỗng nhiên kéo xuống phía dưới, để Tần Diễm đang bay lên trời cưỡng bức dừng lại. Kỳ thật Tần Diễm đã làm xong bị chuẩn bị ảnh hưởng, nhưng nghĩ tới chẳng diện là hai cánh sẽ ở thời khắc sống còn mang theo hắn xoay chuyển, không nghĩ tới chính là, lại còn có thể biến thành rắn, ngăn chặn hắn. Mặc dù chỉ là ngăn chặn, tốc độ chậm lại, cục diện lại từ cường cường đối oanh, biến thành tập kích cùng phòng ngự, càng làm cho khí thế hắn mãnh liệt giành dụng bị vô tình đảo loạn. Cảnh giới, bộc phát. Một bên nắm giữ chủ động, một bên đột nhiên chật vật. Trong chớp mắt, thắng bại đã định. Ầm ầm. Cánh tay Tần Diễm run rẩy, vết nứt răng rắc lan tràn, nương theo sự run rẩy, chiến khu hùng vĩ của hắn giống như viên thiên thạch phá vỡ tầng tầng màn trời, đánh tới sơn hà rộng lớn. Mà thanh đồng cự xà lại lần nữa diễn biến, hóa thành một đôi cánh lớn, bạo kích tới trời, nhấc lên cuồng phong cương khí vô tận. Đây là kim loại có sinh mệnh, có thể tùy tiện chuyển hóa giữa chất lỏng cùng thể rắn. Tần Diễm vừa muốn thừa cơ tránh khỏi, kết quả bị cưỡng ép xé rách, bị ép nghênh kích. Thái Thản Cự Ưng nhanh chóng đánh giết, như thiểm điện to lớn, đối diện lao tới, khí thế nặng nề giống như thiên uy giáng lâm, che đậy trời đất, tăng vọt lực lượng đánh rách tả tơi bầu trời, như là phá toái thời không vạn cổ. Nhưng, kinh nghiệm chiến tranh của Tần Diễm quá phong phú, dù là đang bị cưỡng ép khống chế, nhưng hỗn loạn mất khống chế cũng chỉ trong chốc lát, hắn thuận thế gia tốc, thời khắc đối diện chạm vào nhau, xảo diệu dựa thế dùng thế, cùng móng vuốt sượt qua người, hai tay xuất kích, đánh về phía cổ Thái Thản Cự Ưng. Thái Thản Cự Ưng kinh hồn né tránh, đồng thời thôi động hai cánh trên người Tần Diễm mãnh liệt nhấc lên. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Thái Thản Cự Ưng tránh khỏi đả kích chí mạng của Tần Diễm. Tần Diễm không thể bóp lấy Thái Thản Cự Ưng, lại tạm thời thoát khỏi đánh giết. Thiết bì kê, chỉ cần vật liệu không thay đổi, chủ tử ngươi làm đồ ăn, lão tử theo gặm đến. Tần Diễm hét lớn, tiếng như lôi đình, cuồng kích bầu trời, huyền hoàng toàn thân hắn kịch liệt trùng kích hai cánh đồng xanh. Hai cánh quả quyết muốn rời khỏi, nhưng huyền hoàng sau khi che mất bọn chúng, uy lực thái cực ẩn tàng lập tức bên trong, khôi phục, để mê quang huyền hoàng trực tiếp biến thành sơn hà nặng nề, lan tràn hơn vạn dặm. Răng rắc giòn vang, vạn dặm sơn hà đè sập hai cánh trăm dặm, mang theo bọn chúng nhanh chóng rơi xuống. Tần Diễm cường thế thoát khỏi hai cánh kim loại, gầm thét đuổi giết Thái Thản Cự Ưng. Thái Thản Cự Ưng khó có thể tưởng tượng, gia hỏa này lại thật biến thành chí tôn cấp. Đế cấp đến chí tôn, tuyệt đối không chỉ là bằng vào năng lượng tẩm bổ liền có thể làm được, huống chi loại vũ khí như Tần Diễm này lại chỉ là phân thân, bất luận là tiềm lực hay là tư chất, kỳ thật đều đã là định hình, đột phá bình thường so với sinh ra sinh linh bình thường đều muốn khó hơn rất nhiều. Chương 3480 cuộc chiến chí tôn 4. Nhưng, từ cục diện trước mắt đến xem, một khi loại binh khí này đột phá, mẫu thân nó, thực lực thật không phải chỉ là mạnh bình thường. Oanh! Dầm dầm dầm. Tần Diễm cùng Thái Thản Cự Ưng giết tới điên cuồng. Dù sao cũng đều là kẻ địch sống còn, càng là chí tôn cao ngạo, đánh nhau đều là không chút nào mập mờ. Càng ngày càng nóng nảy, càng ngày càng điên cuồng. Trọng quyền bạo kích, đó là viễn cổ thanh đồng cùng vô tận sơn hà va chạm, khung trời cuồn cuộn, không gian vỡ vụn, âm thanh khủng bố như thiên nộ, khuấy động mấy vạn dặm đất trời. Đại thế khuấy động, uy lực đồng xanh pháp lệnh kim loại thế gian. Uy lực sơn hà hiệu lệnh 10 vạn dặm đại địa. Đánh gọi là thiên băng địa liệt, sơn hà lật úp. Bên ngoài vạn dặm, kim dịch cùng thái âm thần thụ giết tới cực hạn. Thái dương cùng thái âm va chạm cực hạn, để âm dương nghịch loạn, đất trời thất sắc, thế giới đại đạo như muốn sụp đổ. Giữa không gian mênh mông, như là không ngừng tại chuyển đổi giữa ban ngày cùng ban đêm, càng bộc phát ra bát quái quét sạch sơn hà vô tận, như là muốn nghịch biến càn khôn, rời khỏi thế giới đại đạo. Bốn chí tôn ác chiến, để mấy vạn dặm triệt để biến thành chiến trường.
tất cả hoàng kim chiến tộc cùng thanh đồng quỷ tượng muốn nhúng tay đều bị chật vật lật tung, không thể không kéo ra khỏi khu vực vạn dặm, mà còn đều bị bạo động trùng kích đến kinh hồn lạc phách. Tập kết, tập kết! Đà Thiên Quy, Kim Hàn Thiên và cả đám nhao nhao la lên, kêu gọi các cường giả bị tách ra tập kết. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Dựa theo phỏng đoán, đây chỉ là một cuộc chiến trấn áp, ngoài ra còn là bao vây chặn đánh. Chính Thái Thản Cự Ưng đã có thể trấn áp Tần Diễm, hơn nữa là mấy hiệp sẽ liền kết thúc. Sau đó bọn hắn phụ trách giam cầm không gian, săn bắt bọn người Triệu Tử Mạt đang chạy trốn. Mẫu thân nó, ai có thể nghĩ đến, vậy mà lại bạo phát cuộc chiến chí tôn. Lại còn là bốn vị chí tôn. Chí tôn nha, siêu cấp tồn tại phía trên đế cấp, cường giả khủng bố cấp vũ trụ. Vậy mà lại đánh nhau tại nơi này, mà còn là cuộc chiến âm dương cùng cuộc chiến sơn hà cực đoan nhất. Mấy vạn dặm đều triệt để biến thành chiến trường, còn không ngừng mở rộng. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ đều bị tách ra. Mặc dù bọn hắn có ưu thế số lượng cùng cảnh giới, nhưng bọn hắn vẫn bị tản ra, mà khoảng cách tản ra lại rất xa, bộ phận đều gặp nhau trong mấy trăm đến hơn ngàn dặm, một ít càng là ở ngoài mấy ngàn dặm. Một tôn hoàng kim chiến đế đang khiêng một chiếc chiến thuyền phá toái nhanh chóng bay đi. Không gian đất trời lọt vào chí tôn trùng kích, lay động mãnh liệt. Hắn trông rất chật vật, vẻ mặt lại kiên nghị, bộc phát uy lực thái dương, thô lỗ đánh vỡ nát không gian, phóng tới chân thực cùng hư vô, thoát khỏi phạm vi chiến trận trước lại nói. Bên ngoài mấy trăm dặm, Triệu Tử Mạt đứng tại giữa thiên địa hỗn loạn, trường bào bay phần phật, tóc mai bay lên, hắn có chút ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh bầu trời. Vô ý thức vuốt vuốt cần câu trong tay. Bốn tôn đại chiến, thiên băng địa liệt. Càng dính đến thái âm thái dương, càn khôn nghịch loạn. Cái này đã không chỉ đơn giản là chiến đấu, rất rõ ràng là đã xúc động thiên thế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ý thức chúa tể truyền thuyết đã truyền đến nơi này. Ý thức truyền lại, nhất định nương theo pháp tắc vần quanh. Đây là những gì Đường Diễm giải thích cho hắn. Ở bên trong một hệ thống thế giới. Kỳ thật ý thức chủ nhân thế giới phân tán ở các ngõ ngách thế giới, bao phủ toàn diện, chiếu cố toàn diện. Giống như đang giám thị toàn diện, lại như là đang bỏ mặc toàn diện, bởi vì không có thiên về. Nhưng, một khi chỗ nào xuất hiện vấn đề, để chủ nhân thế giới đặc biệt chú ý, thiên về, liền xuất hiện. Ý thức chút xuống tại nơi đó, sẽ càng nhiều. Phân bố uy lực pháp tắc cân đối, cũng sẽ nhận dẫn dắt hội tụ tới nơi đó. Để khu vực này bao phủ dưới thiên uy càng cường liệt càng rõ ràng hơn. Chúa tể truyền thuyết, mượn thiên uy của ngài dùng một lát. Triệu Tử Mạt khẽ vuốt cằm đối với đỉnh bầu trời phương xa, thành kính hành lễ, cung kính nói nhỏ. Triệu Tử Mạt ngẩng đầu, chỉnh lý vạt áo, trang trọng uy nghiêm. Hắn xếp bằng ở giữa không gian, nắm lấy cần câu không dây, chỉ bầu trời phía xa. Ầm ầm, một mảnh lôi trận to lớn chói mắt ầm vang trải rộng ra ở quanh thân. Khuấy động hơn vạn dặm đất trời, tại biên giới chiến trường chí tôn ác chiến đưa tới bạo động, ánh sáng cùng tràng cảnh mạnh như vậy vẫn có thể khiến cho người khác chú ý đến. Long quỷ tinh cầu, Triệu Tử Mạt, ta lấy hồn ta, dâng lên trời, ta lấy thân ta, dẫn thiên kiếp. Triệu Tử Mạt thì thào khẽ nói, vạn dặm lôi trận trải rộng ra nháy mắt đã bạo động, hóa thành lôi hải khủng bố. Lôi hải sôi trào, lôi minh động trời. Cường quang hừng hực cơ hồ muốn đuổi đi cả ánh sáng thái dương ở nơi xa, uy thế hủy trời diệt đất càng là muốn tranh hùng cùng chí tôn đại chiến phương xa. Triệu Tử Mạt, bên ngoài mấy trăm dặm, hoàng kim chiến đế bị lôi hải khủng bố bao phủ, hoàng kim chiến thuyền trên người thảm tao vỡ nát, tất cả cường giả bên trong đều bị lôi hải tách rời, vỡ nát, tan rã. Triệu Tử Mạt ở chỗ này, tập kết, con cóc ngu xuẩn cũng ở chỗ này, hoàng kim chiến đế kinh mà chưa loạn. Hoàng kim chiến giáp nháy mắt đã hiện ra đường vân giống như tinh ngân, giống như là muốn tách rời mình, nhưng bên trong tinh ngân hiện ra uy lực tinh cầu mãnh liệt, như là lấy hoàng kim chiến khu xuyên suốt vũ trụ, mượn tới đại thế vô tận. Hoàng kim chiến tộc của tinh vực thần thoại, là siêu cấp cổ tộc truyền thừa ngàn vạn năm. Hoàng kim chiến tộc càng là đại biểu cho chiến lực trí cao của thập nhị tinh thiên, bọn hắn không chỉ có cảnh giới cao thâm, thực lực cường đại, còn có ưu thế huyết mạch mà cường tộc những tinh cầu khác không cách nào so sánh. Bất luận một tôn tinh thiên nào cũng đều là tồn tại cực hạn. Hắn thiêu đốt huyết mạch, huyết tế chiến giáp, bộc phát ra uy thế khủng bố tuyệt luân. Chương 3481 huyết tế. Ầm ầm tiếng vang, tiêu xạ mà đi, trong tay nhiều thêm một thanh hoàng kim chiến thương, dẫn dắt chiến uy bành trướng phun trào trên cơ thể,
cùng uy lực vũ trụ, đuổi giết Triệu Tử Mạt. Tốc độ cực nhanh, không gian chấn động, lôi chiều sao động như hải dương nhấc lên, sóng cả. Triệu Tử Mạt. Số lượng lớn cường giả bị kinh động. Phạm vi lôi hải bạo động quá lớn, 10 vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng, ba động khủng bố càng là để vạn vật hồi hộp. Kim Hàn Thiên, Kim Thanh Thiên, nhao nhao bạo phát, giết tới phía lôi chiều sôi trào. Tập kết, tập kết. Đà Thiên Quy và Cá Thanh Đồng quỷ tượng nhao nhao sao động. Trước đó không biết mục tiêu, đều vô cùng cẩn thận, sợ bị tập kích, vậy mà bây giờ Triệu Tử Mạt lại chủ động xuất hiện, bọn hắn đều có mục tiêu rõ rệt, lập tức hất ra lo lắng, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ. Triệu Tử Mạt không bị kinh động, chỉ tới phía đỉnh bầu trời, cẩn thận cảm nhận được nguồn thiên thế kia, cùng cần câu trong tay hình thành liên hệ. Đây không phải là cây cần câu kia của hắn, mà là cửu thế luân hồi, siêu cấp đế binh Đường Diễm tặng cho hắn sau khi thử lại ký ức, bên trong không chỉ có ẩn chứa thiên uy cực hạn, càng có thể sinh ra cộng minh cùng thiên thế thế giới khác. Triệu Tử Mạt, ngươi loạn tinh vực ta, giết tộc loại của ta, hôm nay chém cơ thể ngươi, nát thần hồn ngươi. Đừng lại trông cậy vào Tần Diễm hắn có tới hay không. Hoàng Kim Chiến Đế nâng thương giết tới, cường quang chói mắt, như mặt trời rơi xuống, rọi khắp lôi hải, đế uy cuồn cuộn, xuyên suốt vũ trụ, nơi đó tinh không sáng chói. Trường thương giỏi về tấn công, uy thế Hoàng Kim Chiến Thương tại thời khắc này đạt tới cực hạn, như là một vòng mặt trời mang theo tinh hà vô tận. Triệu Tử Mạt ngồi xếp bằng trong lôi hải, trầm ổn lãnh đạm, chỉ có cần câu trong tay bỗng nhiên giơ lên. Cần câu không có dây câu, lại như là vẩy xuống lưới đánh cá vạn dặm, lôi hải sôi trào trong nháy mắt bạo động, dâng lên hàng vạn con cự kình, kình minh vạn giới, vang vọng sinh tử, bọn chúng mãnh liệt đong đưa, toàn bộ lao lên trời, trong oanh minh kịch liệt hóa thành hàng vạn cự long. Vạn long lên trời, xét đánh tinh vực. Ầm ầm. Trên đỉnh bầu trời, thiên thế chiếm cứ, nương theo tiếng vang chấn thiên động địa, như truyền thuyết thức tỉnh, tinh vực tức giận. Một trận thiên kiếp khủng bố đến cực hạn ầm vang rơi xuống, để chư thiên thần ma cùng đại đế cũng vì đó mà biến sắc. Mạnh hơn thời không, vượt qua sinh tử. Trời! Địa pháp thì tại giờ khắc này đều nhường đường, nhưng lại tế hiến toàn bộ. Thiên kiếp giáng lâm, một sợi mà thôi, lại như tiếng chúa tể thở dài, mang theo tuyệt vọng thẩm phán, từ phía chân trời xa xôi phiêu nhiên mà tới, mang theo lôi chiều vô tận, từ hoang cổ thức tỉnh. Hoàng Kim Chiến Đế bỗng nhiên biến sắc. Không chần chờ chút nào, lúc này quay người, trường thương vận sức chờ phát động bỗng nhiên giơ lên, mặt trời nở rộ, tinh hà bộc phát, uy thế khủng bố tuyệt luân đạt tới đỉnh phong. Nhưng, thời khắc này bạo kích, như cùng lực người kích thiên, nghịch thiên mà đi. Nhưng, trời nơi này, là chúa tể cổ xưa nhất vũ trụ. Người nào dám can đảm nghịch thiên ở chỗ này? Răng rắc, Hoàng Kim Chiến Thương theo đó vỡ nát. Thiên kiếp vô địch. Xuyên qua Hoàng Kim Chiến Đế, chiến khu trăm mét thẳng tắp khỏe mạnh, Hoàng Kim Chiến Giáp chiếu rọi thế gian, nhưng ở trước mặt uy lực thiên kiếp này, lại đều vỡ vụn giống như pho tượng. Một đế, bỏ mình. Thần hồn câu diệt. Triệu Tử Mạt giơ cao cần câu chán nản rơi xuống, sắc mặt bỗng nhiên thảm bại, thân thể đều như mệt mỏi buồn ngủ, nhưng khóe miệng hắn lại dấy lên một vòng đường cong. Một sợi ánh sáng kia, không có dập tắt. Sau khi đánh xuyên Hoàng Kim Chiến Khu, hoành kích 3 vạn mét, đánh tới lôi hải. Trong chớp mắt, lôi hải an tĩnh, như là thời không ngưng kết, nhưng trong lúc thoáng qua, lôi hải lại bạo động, như là lôi kiếp giáng thế. Rầm rầm rầm, vạn dặm lôi hải, giống như là cỏ khô bị nhen lửa, cuồng liệt sôi trào, đạt đến cực hạn. Tuyệt thế khủng bố, lôi quang sôi trào, thông thiên đạt địa, lôi minh nổ vang, như vạn cổ rên rỉ. Giờ khắc này lôi hải, triệt để hóa thành lôi kiếp. Lôi kiếp, thẩm phán một kiếp, diệt thế một kiếp. Thế giới này, là tinh cầu cấp 8. Lôi kiếp này, là lôi kiếp thế giới chúa tể. Lôi chiều sôi trào toàn diện, bộc phát ra uy lực và năng lượng không có gì sánh kịp. Hoàng Kim Chiến Tộc cùng Thanh Đồng quỷ tượng đang phóng tới trong lôi hải, đồng thời bao phủ trong lôi kiếp bạo động. Trong chớp mắt, huyết nhục văng tung tóe, kim loại oanh minh. Bất luận là Hoàng Kim Chiến Giáp, hay là Thanh Đồng Chiến Khu, đều là kim loại. Đối với lôi điện có uy lực chỉ dẫn tự nhiên, nhận tập kích càng là nghiêm trọng. Tất cả Hoàng Kim Chiến Tộc cùng Thanh Đồng quỷ tượng đều cảm nhận được tuyệt vọng cùng sợ hãi, cảm nhận được thiên uy cùng kiếp nạn tại thời khắc này, bọn hắn nhìn lên bầu trời, như là thấy được chủ nhân thế giới này. Một màn khí tức kinh khủng để tất cả cường giả còn không có xông vào sắp nứt cả tim gan, hốt hoảng nhanh chóng lùi lại mấy trăm dặm.
giao cho các ngươi. Triệu Tử Mạt thu hồi cần câu, mỉm cười nói nhỏ. Lôi hải lập tức tiêu tan, vạn dặm lôi quang tiêu tán thành vô hình, trở lại uy lực tự nhiên. Mặc dù lôi kiếp bạo động giờ khắc này chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, nhưng bên trong phạm vi lôi triều, cường giả thần cấp, đều bị chôn vùi. Cường giả đế cấp, thảm tao trọng thương. Vừa rồi đó là uy thế gì? Thiên kiếp, đây là uy lực thẩm phán. Không phải hắn thả ra thiên kiếp bên trong vũ khí, mà là dẫn động thiên kiếp thế giới này. Các cường giả may mắn còn sống sót kinh hồn khó định, toàn thân đau nhức kịch liệt, giống như là bị lôi điện đốt cháy khét, bị thiên kiếp tàn phá, từ tiêu tán lôi quang bên ngoài, đau đớn không chịu nổi. Bọn hắn không có nhìn về phía Triệu Tử Mạt, mà là nhìn về đỉnh cuối hư không trên bầu trời. Chí tôn đại chiến, đưa tới chúa tể chú ý. Triệu Tử Mạt chính là lợi dụng cái khó có được trước mắt này, trực tiếp sinh ra cộng minh cùng thiên uy của chúa tể. Tương đương với giả mạo thiên uy, pháp lệnh thiên kiếp. Lại hoặc là, mời tới pháp chỉ chúa tể, thả ra thiên kiếp. Chương 3482 tiêu diệt từng bộ phận. Đây chỉ là uy lực vũ khí sao? Không, đây là Triệu Tử Mạt tế hiến. Gia hỏa này mạnh đến trình độ này sao? Triệu Tử Mạt là con dân tinh cầu thiên đế cấp, làm sao mời đến pháp chỉ của tinh cầu chúa tể được? Răng rắc, tạch tạch tạch, tiếng tạch tạch nhỏ xíu ở quanh quẩn trong không gian. Bởi vì nơi xa bộc phát chí tôn cấp ác chiến, thanh thế kinh thiên động địa quá mãnh liệt, đến mức các đại đế ở xung quanh đang xem cũng không có chú ý. Cho đến khi Kim Hàn Thiên, Kim Thanh Thiên, Đà Thiên Quy cùng Thiên Tổ Kiến lấy lại tinh thần, muốn lùng bắt Triệu Tử Mạt thì mới chú ý tới thanh âm đang tiếp tục quanh quẩn. Một loại cảm giác áp bách mãnh liệt đang tràn ngập ở khắp nơi, lại còn tấn mãnh tăng vọt. Bọn hắn nghĩ đến thiên uy trước tiên. Cái tên Triệu Tử Mạt đáng chết này, chẳng lẽ còn có thể dẫn phát hai lần. Loại đòn tấn công kinh khủng này mặc dù bá đạo, nhưng chính là bởi vì như thế, hẳn là sẽ tiêu hao rất nhiều, không thể nào liên tiếp phóng thích. Nhưng đây là có chuyện gì? Triệu Tử Mạt không muốn sống sao? Tế hiến toàn bộ mình, tỏa sáng lần thiên kiếp thứ hai. Không đúng, là không gian đang đè ép, là tên heo mập chu cổ lực kia đang nghiền ép không gian. Kim Thanh Thiên đột nhiên biến sắc, nghĩ đến điểm mấu chốt. Cái này cái gọi là cảm giác áp bách, để bọn hắn vừa mới rời khỏi thiên kiếp theo bản năng nghĩ đến thiên kiếp, nhưng, nàng đã từng giao thủ qua cùng Triệu Tử Mạt và chu cổ lực, biết tuyệt kỹ của chu cổ lực, nghiền ép không gian. Ầm 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 ầm, không gian đè ép đột nhiên tăng vọt. Vạn dặm không gian mãnh liệt ngưng tụ. Bởi vì vừa mới tiếp nhận lôi kiếp, không gian vô cùng suy yếu, chu cổ lực thao túng trở nên lại càng dễ. Vạn dặm không gian tấn mãnh rút về, đến mấy ngàn dặm. Ngàn dặm, trăm dặm. Chu cổ lực, người quá tùy tiện. Bọn người Kim Thanh Thiên cưỡng ép ổn định, sau đó bộc phát ra tuyệt thế đế uy. Hống hống hống. Đà Thiên Quy cùng Thiên Tổ Kiến đều lay động ra uy thế thiên băng địa liệt, muốn chấn vỡ không gian đang đọng lại. Bọn người Kim Thanh Thiên nhao nhao kích phát đế binh, chấn động không gian, muốn phá vỡ giam cầm. Bốn tôn đại đế bộc phát toàn diện, gian nan chống đỡ không gian tiếp tục đè ép, đồng thời phóng thích, không gian phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm đổ sụp. Giống như một viên tinh cầu hủy diệt, hình thành tuyệt thế phong bạo, cuồn cuộn vô tận, càng tạo thành lỗ đen thảm liệt, nuốt hết vạn vật trên thế gian. Còn thất thần làm gì, giết đi. Kim Thanh Thiên, Kim Hàn Thiên gầm thét, liên tiếp bay lên không, rơi xuống bên trên Đà Thiên Quy cùng Thiên Tổ Kiến, muốn dẫn lấy hai tôn siêu cấp chiến thú này cưỡng ép độ không, chấn áp Triệu Tử Mạt, va chạm chu cổ lực. Nhưng, bọn hắn rất nhanh đã phát hiện chuyện không hợp lý, nơi này đúng là lỗ đen đổ sụp, nhưng hoàn toàn gãy mất liên hệ cùng phía ngoài. Mặc dù không gian sụp đổ, hình thành lỗ đen rất cường đại, nhưng không đến mức để bọn hắn có loại cảm giác mê thất hư không. Không tốt. Bọn hắn đột nhiên có dự cảm mãnh liệt, trúng kế. Gặp lại. Một tiếng quái dị quanh quẩn trong bóng đêm, ngay sau đó hắc ám bạo động, lay động kịch liệt như long trời lở đất. Là chu cổ lực. Hắn nghiền ép không gian, không phải thật sự muốn giết bọn hắn, mà là an bài chiến thuật. Dù sao nơi đó cũng tồn tại siêu cấp cự thú như Đà Thiên Quy cùng Thiên Tổ nghĩ, trình độ cứng cáp không gì sánh kịp. Mà Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên càng là nổi điên, muốn bằng vào không gian nghiền ép giết chết bọn hắn là rất không thực tế. Cho nên, hắn làm bộ muốn nghiền ép không gian, để bọn hắn cưỡng ép vỡ nát, sau đó phóng xuất ra năng lượng lỗ đen trong thân thể mình, tại bên ngoài lỗ đen sụp đổ, mặc lên lỗ đen. Từng tầng,
10 tầng lỗ đen, diễn biến lồng giam hư không. Sau đó, đưa bọn hắn rời khỏi. Cùng việc hao phí tinh lực đi trấn sát bọn hắn, không bằng thừa dịp bọn hắn mệt mỏi, bọn hắn ném vào hư không, có bao xa liền cút bấy xa. Tóm lại rời khỏi vùng chiến trường này, trong thời gian ngắn về không được. Chu Cổ Lực, ngươi là tên xúc vật. Bọn người Kim Hàn Thiên giật mình tỉnh lại, mãnh liệt bộc phát, điên cuồng thôi động hoàng kim chiến huyết, trùng kích lỗ đen, muốn tránh thoát khỏi lồng giam. Nhưng, đây chỉ là tầng đầu tiên, bên ngoài còn có 9 tầng nữa. Khi đám người Kim Hàn Thiên điên cuồng bộc phát, không quan tâm phóng thích tiềm lực, cuối cùng chấn vỡ hắc ám, chạy ra hư không, xông vào thế giới hiện thực, bọn hắn đã ở ngoài 170.000 dặm. 170.000 dặm. Cơ bản tương đương đánh mất hy vọng tham chiến. Nhanh nhanh nhanh. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh không lo được để ý tới Đà Thiên Quy cùng Thiên Tổ kiến nặng nề, giống như nổi điên mà xông về phía trước. Toàn thân bọn hắn tạo nên tầng tầng gợn sóng, chấn động hư không, cưỡng ép vỡ vụn. Bọn hắn đạp tan thâm không, cuồng dã bước lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng, 170.000 dặm, cho dù tốc độ của bọn hắn có thể so với cường giả không gian, muốn trở lại chiến trường, cũng cần nửa ngày. Bọn hắn sốt ruột, bọn hắn tức giận, bọn hắn gần như điên cuồng. Vừa mới chết một chiến đế, bọn hắn lại biến mất, cục diện chiến trường liền thay đổi hoàn toàn. Đối mặt với hai không gian đại đế như Chu Cổ Lực cùng lỗ thú kia, còn có yêu đế Tam Túc Thiểm ẩn núp chưa ra, bọn hắn thật sự là lo lắng. Mà, bọn hắn có dự cảm, Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực giống như đã mạnh lên. Là ảo giác sao? Hay là bọn hắn đạt được bí bảo gì? Nhưng Triệu Tử Mạt bọn hắn rõ ràng đạt tới cực hạn, trên lý luận không thể nào càng mạnh. Đây là có chuyện gì? Nếu như là ảo giác, vẫn còn tốt, nếu như là mạnh lên thật, vậy người còn dư lại. Trên chiến trường, Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực đưa một bộ tổ hợp quyền xuống tới, cục diện xác thực đã thay đổi. Tam Túc Thiềm xuất hiện, vại nước hóa đại dương mênh mông, bao phủ phế tích, nhấc lên thao thiên cự lãng. Sóng biển sôi trào mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp trùng kích, một làn sóng tiếp theo một làn sóng bạo kích, hình thành biển động thiên tai. Chương 3483 cái giá của hẹn ước 1. Vô cực chiến hùng dẫn động quỷ nguyên, băng phong hải triều. Nhưng Triệu Tử Mạt lần nữa trở về, lấy lôi triều trùng kích, phối hợp với Tam Túc Thiềm nhấc lên chấn động mãnh liệt, vỡ vụn tầng băng, vây bắt vô cực chiến hùng. Chu Cổ Lực liên thủ với lỗ thú, khởi xướng chặn đánh đối với ba tôn hoàng kim chiến đế khác. Ba tôn hoàng kim chiến đế tạm thời còn không có tụ hợp, đang nhanh chóng vọt mạnh, chuyện này đã mang đến cho Chu Cổ Lực cùng lỗ thú cơ hội tuyệt hảo. Hai vị đại đế không gian liên thủ, lại còn là huynh đệ tốt vô cùng ăn ý. Càng là liệp sát giả xảo quyệt, đối phó với hoàng kim chiến đế cường hãn đơn giản là không chút lo lắng nào. Tên đầu tiên được đưa vào hư không, tên thứ hai bị di chuyển bên ngoài 10 vạn dặm, tên thứ ba cũng không ngoại lệ. Hèn nhát, có can đảm thì đánh với ta. Các ngươi có nửa điểm tôn nghiêm của đại đế hay không, đây là chiến đấu, ngươi xem chúng ta là cái gì. Thứ long quỷ thiên đế nuôi tất cả đều là chuột sao, các ngươi là đại đế làm bậy. Các hoàng kim chiến đế tức giận gào thét, uất ức đến điên cuồng, nhưng thật sự là không có cách nào khác, chỉ có thể điên cuồng bắn vọt, cố gắng một lần nữa trở về chiến trường. Chu Cổ Lực cùng lỗ thú thở phào, con mắt nhoáng một cái, toàn bộ tập trung vào chiến trường biển động xa xa. Triệu Tử Mạt cùng Tam Túc Thiềm đang vây bắt vô cực chiến hùng. Tuy nhiên không có nóng lòng giao phong, không ngừng phóng thích hải triều, tiêu hao quỷ nguyên của vô cực chiến hùng. Mặc dù quỷ nguyên của thanh đồng quỷ tượng chiếm cứ năng lượng rộng lượng, nhưng chỉ là giành được năng lượng mà thôi, có thể phóng thích, lại không thể không ngừng diễn biến như bọn hắn, cho nên, chỉ cần hao hết lực lượng quỷ nguyên, thanh đồng quỷ tượng liền thành chiến binh thuần túy. Mặc dù cứng rắn, nhưng không phải nguy hiểm như vậy. Vô cực chiến hùng đương nhiên đã hiểu mục đích của bọn hắn, nhưng, thủy triều cùng lôi điện không ngừng trùng kích, tràng diện hỗn loạn táo bạo, hắn ngay cả bóng dáng Triệu Tử Mạt cùng Tam Túc Thiềm đều không nhìn thấy. Lôi chiều tràn ngập đất trời cùng biển động bao phủ lấy hắn, tàn phá lấy hắn, để hắn phát cuồng đến bạo tẩu. Khi quỷ nguyên tiêu hao hầu như không còn, một khắc này, gặp lại, lỗ đen cuồn cuộn, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nó, giống như là lực lượng thôn vệ vô hình, nuốt thanh đồng quỷ tượng ra ngoài. Vô cực chiến hùng phản kích theo bản năng, nhưng quỷ nguyên không có, khó mà dùng luồng không khí lạnh băng phong không gian, chỉ có thể bị khuất nhục ném vào hư không. Thanh đồng quỷ tượng đi hết. Chu Cổ Lực thở phào,
cái thứ đồ chơi này quá cứng, đánh nhau quá tốn sức. Tranh thủ thời gian bổ sung năng lượng, bắt đầu săn giết. Chu Cổ Lực cuốn Triệu Tử Mạt cùng Tam Túc Thiểm đi, tứ đế liên thủ, nhào về phía Hoàng Kim Chiến Đế bị di chuyển. Năm vị Hoàng Kim Chiến Đế, ngoại trừ Kim Thanh Thiên cùng với Kim Hàn Thiên, còn lại đều ở các phương vị khác nhau. Bọn hắn muốn dần dần giải quyết. Bạo động thảm liệt ở nơi này hấp dẫn vô số cường giả vây xem. Mặc dù ân oán của Tần Diễm cùng Thanh Đồng Quỷ Tượng trước trước sau sau kéo dài gần 3 năm, nhưng bọn hắn đều không có trực tiếp nhúng tay, mà là vùi đầu tìm kiếm lấy bảo vật, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không chú ý. Đây chính là ân oán ở giữa tinh cầu cấp chúa tể cùng cấm khu, càng là ân oán qua 300.000 năm. Còn liên lụy đến hai thế lực đặc thù. Tinh vực thần thoại cùng tinh vực long quỷ. Một bên là liên lụy tinh vực cổ lão cực lớn, một bên là cực lạc cấm khu đi ra từ trong long quỷ tinh vực. Đại chiến chí tôn cấp, đây cũng không phải là đều có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Chí tôn cấp, thực lực tương đương với một viên tinh cầu đế cấp. Cường giả chí tôn cấp, đều là người canh giữ tinh cầu thiên đế cấp, trừ phi ở giữa tinh cầu bộc phát ân oán sinh tử thì cũng sẽ không thể tùy tiện thức tỉnh. Chí tôn cấp, cũng là cường giả tối đỉnh tinh cầu cấp chúa tể cùng cấm khu dùng để trấn nhiếp vũ trụ. Trước đó bọn hắn đều coi là Thanh Đồng Quỷ Tượng đối với Tần Diễm sẽ là một cuộc chiến săn giết, ai nghĩ đến vậy mà lại phát sinh chí tôn đối chiến. Trước đó Tần Diễm cũng không phải chí tôn cấp, hẳn là trong mấy năm này tìm ra bảo vật đặc thù, hoàn thành biến đổi đế cấp đến chí tôn cấp. Đây là trận chí tôn đầu của hắn. Đế cấp, thật có thể thông qua cơ duyên trưởng thành đến chí tôn sao? Không phải chí tôn đều là thiên đế tự mình tạo nên, hoặc là thời điểm tinh cầu thai nghén sinh ra huyết mạch đặc biệt sao? Ở giữa thần cấp cùng đế cấp đều tồn tại gông cùng xiềng xích huyết mạch khó mà vượt qua, trừ phi trời sinh đế mạch, nếu không thì không thể nào thông qua cơ duyên kích phát biến đổi. Chưa từng nghe nói đế mạch có thể biến đổi đến chí tôn. Nói cho cùng cũng chỉ là phân thân của Tần Diễm, nhưng thật ra là có tiềm lực chí tôn mạch. Bọn hắn đều là đại địa mẫu đỉnh mà thế giới chúa tể thai nghén, là hơn 2 triệu dặm sơn hà hóa thân, hơn 2 triệu dặm A, tương đương với diện tích lục địa một viên tinh cầu đế cấp. Chín bộ phân thân của Tần Diễm đều là binh khí, sinh ra tại chín thời kỳ không đồng nhất, tư chất kỳ thật đều không giống nhau. Có kẻ là thần mạch, có kẻ là đế mạch, có kẻ chính là chí tôn mạch. Nếu không, phân thân Tần Diễm hoành hành vũ trụ trăm vạn năm, vì sao lại biến đổi lác đác không có mấy? Không sai, kẻ thật sự biến đổi, nghe nói chỉ một hai tên mà thôi. Bất kể như thế nào, Tần Diễm phân thân này rèn đúc kỳ thích, là kỳ thích thế giới này giao phó cho hắn. Thế giới này, không hổ là tinh vực truyền thuyết, không hổ là quà tặng của vũ trụ. Tất cả cường giả đều sao động, bắn ra kích tình mãnh liệt hơn. Các đế tổ chưa bao giờ hy vọng xa vời biến đổi qua chí tôn, đó là chuyện không thể nào, nghĩ cùng đừng nghĩ, nhưng bây giờ, bọn hắn lại thấy được hy vọng. Mặc dù hy vọng lại hư vô mờ mịt, nhưng cũng lại là hy vọng chân thực. Cái này đủ để chứng minh tài nguyên tinh cầu này hùng hậu đến mức nào, mà bọn hắn chỉ là khai thác một góc của băng sơn. Chương 3484 cái giá của hẹn ước 2. Tần Diễm không chỉ là tên điên, còn rất khôn khéo, hắn lại chọc giận Thái Âm Thụ đi ra tham chiến. Vị huyền thiên của tinh vực thần thoại kia, ha ha, thật xui xẻo. Thái Dương Thái Âm, hoặc là dung hợp, thiên địa xưng tôn, hoặc là rằng co, thiên địa không dung. Tần Diễm thật sự là chọn nơi tốt mà. Chí tôn đều là cường giả cấp vũ trụ, tùy tiện khó phân sinh tử. Nhưng Thái Âm Thụ cũng không phải chí tôn bình thường, nó đại biểu cho uy lực Thái Âm của thế giới này, tương đương với sinh linh của thế giới địa ngục. Thái Âm tất thắng, không có bất kỳ lo lắng gì. Không chỉ là nguyên nhân mạnh yếu, mà là bây giờ huyền thiên thần thoại rất uất ức, rất tức giận, không nguyện ý chiến đấu không có ý nghĩa như thế này. Hoặc là, huyền thiên tan tác, hoặc là, huyền thiên rút lui. Có người ngóng nhìn chiến trường phương xa, phỏng đoán kết quả trận đấu. Mặc dù cách rất rất xa, nhìn thấy cũng đều là tràng diện bạo động, nhưng không trở ngại hứng thú xem chiến của bọn hắn. Tuy nhiên, cường giả thần cấp phía sau cũng rất tiếc nuối. Nếu như là cường giả chí tôn bình thường, bọn hắn khẳng định vô cùng chờ mong chiến đấu kết thúc, đến lúc đó tùy tiện làm chút máu chí tôn, liền có thể mang về làm chí bảo trấn tộc. Đáng tiếc, một tên là địa hang, một tên là lão thiết, một cái cây, một khối hoàng kim, tất cả đều không chảy máu. Thiên Nguyên đứng ở trong hư không, chú ý chiến trường xa xa. Đây không phải kết thúc, đây cũng là bắt đầu. Trận này ác chiến thảm liệt nhất định là kèn lệnh một vòng mới đại chiến.
Bởi vì, trước đó Tần Diễm gào thét với Thâm Không 10 ngày 10 đêm, hẳn là đang triệu hoán phân thân. Bởi vì, con trai quỷ bí đang phía ngoài Thâm Không. Bởi vì, lúc nào Long Quỷ Thiên Đế cũng có thể sẽ giáng lâm. Bởi vì, tinh vực truyền thuyết nở rộ, rất có thể sẽ mang theo phân thân của Thương Thiên. Bởi vì, nếu như Khương Phàm có thể chạy ra lỗ đen, cũng sẽ đi đến nơi này. Thiên Nguyên nhẹ giọng thở dài, lắc đầu, không có chờ chiến đấu phân ra kết quả, liền dẫn các võ giả không gian lặng yên rút lui. Hắn muốn trước khi trận quyết chiến cuối cùng bộc phát tận hết khả năng hoàn thành thăm dò đối với chòm sao này, tìm kiếm bảo tàng càng cực hạn. Chí tôn cấp chém giết kéo dài ngắn ngủi nửa ngày, đại huyền thiên kim dịch quả nhiên rút lui. Chính như những cường giả khác dự đoán, cuộc chiến này đánh không có chút ý nghĩa nào. Hắn không cần thiết trở mặt cùng Thái Âm Thụ. Thái Âm Thụ là Thái Âm Nguyên Thủy một trong 9 đại tinh vực truyền thuyết, là thứ mà chúa tể tuyệt đối không cho phép tổn hại. Hắn là không thể nào phân ra thắng bại, càng không nhất định phải phân ra thắng bại. Lúc trước hắn còn muốn áp chế Thái Âm Thụ, kết quả Thái Âm cường đại xa so với dự đoán. Hắn lại nghĩ đến kìm chân Thái Âm Thụ, để tránh khỏi ảnh hưởng chiến trường Thái Thản, kết quả Thái Âm Thụ càng đánh càng điên cuồng, ba phen mấy bận muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn đột nhiên nghĩ đến bọn người Kim Hàn Thiên, cũng lo lắng bị ám hại. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn rút lui. Thái Âm Thụ vũ động chạc cây, lao thẳng đến chiến trường Tần Diễm. Hắn nhận ra, Tôn Cự Linh kia chính là kẻ cầm đầu phá vỡ địa tầng, uy hiếp Thái Âm. Trước đó bị Thái Dương hấp dẫn, không có cơ hội thu thập, bây giờ nhất định để tên hỗn đản kia phải trả giá đắt. Hôm nay chỉ là bắt đầu, sau này chúng ta còn gặp lại. Tần Diễm chú ý tới Thái Âm Thụ cuồng vũ, cưỡng ép bước lui Thái Thản Cự Ưng. Thái Thản Cự Ưng không tiếp tục dây dưa. Không phải là không muốn, thật sự là đã bị thương quá nặng, mà Thái Âm Thụ cũng không phải cùng một bọn với hắn, là công kích hỗn loạn. Sau này còn gặp lại. Hừ hừ, ngươi dám không? Có dám hẹn nơi, chúng ta lại đánh một trận hay không? Ta không khi dễ ngươi, chỉ ta cùng ngươi. Thái Thản Cự Ưng dương cánh bay lên, hạ xuống mảng lớn bóng ma, quan sát Tần Diễm thẳng tắp nguy nga. Thiết bị điều đùa nghịch thông minh cùng ta, ngươi coi chính ngươi rất trí tuệ sao? Tần Diễm đều cười, đồ đần này lại muốn tính toán hắn. Đánh, mặc dù là một đối một, nhưng không nói xung quanh không có những cường giả khác vây quanh, cũng không nói đánh xong phía sau không tiếp tục lên. Nếu như đến lúc đó tất cả thanh đồng quỷ tượng tập kết toàn diện, hắn đánh xong đều đi không được. Hèn nhát, cáo từ, chờ ta lùng bắt đi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thái Thản Cự Ưng vỗ cánh bay lên không, nhấc lên cuồng phong vô tận, hồ khiếu thiên địa. Chậm đã. Ta đánh với ngươi. Trong lòng Tần Diễm khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một kế hoạch. Hắn cũng không phải hạng người thông minh gian trá kia, nhưng sông sáo vũ trụ nhiều năm như vậy, cũng không phải đơn giản là kẻ lỗ mãng. Thái Thản Cự Ưng cảnh giác ngược lại. Vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không nghĩ tới Tần Diễm đồng ý thật, cái này ngược lại khiến hắn phải cảnh giác. Chỉ ngươi và ta, không chết không thôi. Tần Diễm tiến đụng vào trong địa tầng. Nhanh chóng rời khỏi. Chờ một chút, ngươi đúng là ngu xuẩn, còn chưa làm ước định đâu. Thời gian đâu, địa điểm đâu, ngươi ngu xuẩn. Thái Thản Cự Ưng tuôn ra lời nói tục hiếm thấy. Ngươi tập kết tất cả thanh đồng quỷ tượng trước, ta tự nhiên sẽ sắp xếp người thông báo ngươi. Ngu xuẩn, gấp làm gì, vội vã chịu chết sao? Chủ tử ngươi sinh dưỡng ngươi không dễ dàng, ngươi có hiếu chút đi. Tần Diễm truyền ra thanh âm từ trong địa tầng, không khách khí đáp lễ. Hắn muốn làm gì? Thái Thản Cự Ưng cảnh giác, vậy mà bỏ mặc bọn hắn tập kết. Nếu thật sự là tụ họp lại, thanh đồng quỷ tượng là 4 vị trí tôn, tính cả kim dịch đại huyền thiên kia, trọn vẹn 5 vị trí tôn. 5 trí tôn? Đây là đội hình cỡ nào? Tần Diễm đây là chịu chết, khẳng định không phải. Nhưng đội hình như vậy nếu như tổ hợp đứng lên, cũng không phải bằng mưu kế của Tần Diễm liền có thể đối kháng. Tuy nhiên, hắn lại tiếp nhận. Thứ tìm đường chết, thành toàn cho ngươi. Thái Thản Cự Ưng nhìn thấy Thái Âm Thụ nhanh chóng tới gần, lập tức bay lên không bay, rời khỏi nơi này. Chương 3485 mưu kế nhỏ. Triệu Tử Mạt cùng bọn người Tần Diễm một lần nữa tập kết. Phía sau chỉ săn giết 3 tôn hoàng kim chiến đế. Kim dịch rời khỏi chiến trường quá nhanh, tự mình tập kết bọn người Kim Hàn Thiên, chúng ta không còn dám tùy tiện hành động. Triệu Tử Mạt đáng tiếc. Tuy nhiên ngẫm lại đây chính là chiến đế,
chiến đế có thể đánh giết từ bên trong hoàn cảnh hỗn loạn, trước sau bốn vị, cũng coi là chiến tích rất huy hoàng. Đáng tiếc, Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên còn sống. Được rồi, đừng khoe khoang, tranh thủ thời gian rút lui. Vạn đạo thần thụ, hỗ trợ ta. Lão Chu, tìm Thiên Nguyên. Tần Diễm chìm vào địa tầng, cùng địa tầng dung hợp chiều sâu. Đến cảnh giới của hắn như thế này, hoàn toàn có thể hòa làm một thể, xem như cường giả cấp chí tôn cũng đừng nghĩ tùy tiện phát hiện hắn. Tìm Thiên Nguyên, ngươi còn muốn nói lời cảm tạ. Đông Hoàng Thiên Du ngồi vào trong tán cây, bắt đầu bội phục gia hỏa này, vậy mà thật biến thành chí tôn. Ngươi thế nhưng là binh khí, vậy mà tự bản thân đột phá. Lại có ý định, lại có thể trưởng thành, ngươi để cho chân thân ngươi nghĩ như thế nào. Nói với hắn một chút về chuyện hợp tác. Sau khi Tần Diễm giấu kỹ, tùy ý để dây leo vạn đạo thần thụ quấn chặt lấy hắn, cẩn thận cảm nhận chí tôn chiến khu thay đổi. Triệu Tử Mạt lắc đầu nói. Ngươi cũng đừng hù dọa người ta chính là thương nhân, làm chính là mua bán đứng đắn, không làm chuyện giết người cướp của. Tần Diễm thuận miệng nói. Nói chuyện, không được thì thôi. Thiên Nguyên sớm rút lui, còn rời khỏi mảnh khu vực này rất xa, thẳng đến ngoài trăm vạn dặm. Mục đích làm như vậy chính là chỉ muốn thoát khỏi thanh đồng quỷ tượng dây dưa, không muốn lại liên lụy đến trong chuyện này. Sau khi trải qua thảm bại, khẳng định gấp hơn tìm kiếm Tần Diễm. Nhưng Tần Diễm bây giờ tấn cấp chí tôn, càng mạnh càng khó tìm hơn tìm. Thanh đồng quỷ tượng chỉ có thể ký thác vào không gian cường giả trợ giúp, cho nên vẫn sẽ tìm hắn. Thiên Nguyên không chỉ có mình rời khỏi, còn an bài bọn người không võ xua đuổi cường giả Thiên Nguyên trong khu vực trăm vạn dặm, để tránh bị thanh đồng quỷ tượng bắt lấy lợi dụng. Hơn một tháng sau, Thiên Nguyên không đợi được thanh đồng quỷ tượng, lại chờ đến Tần Diễm. Chúc mừng Tần công tử, biến đổi chí tôn. Ngữ khí Thiên Nguyên lãnh đạm, ra hiệu không võ làm bạn dò xét xung quanh, chớ bị thanh đồng quỷ tượng phát hiện. May mắn mà có trợ giúp của ngươi, không phải vậy không có nhanh như thế. Tần Diễm tận lực duy trì nụ cười thân thiện, mặc dù gương mặt kia nhìn thật sự không thế nào thân mật. Nếu như chỉ đến cảm tạ, coi như xong, ta còn muốn thăm dò tinh vực truyền thuyết, cũng xin ngươi cứ tự nhiên đi. Không nôn nóng, ta còn có chuyện khác muốn tâm sự với ngươi. Nếu như là liên thủ thăm dò, ta thấy không cần. Ngươi bây giờ là chí tôn, năng lực cảm ngộ sơn hà vượt xa trước đó mấy lần, nhất định có thể phát hiện bảo vật càng nhiều quý giá hơn. Ta muốn hỏi ngươi một chút, có hứng thú hay không, làm một vố lớn. Toàn bộ điều tới ba bộ phân thân của ngươi, lại tập hợp toàn bộ không võ của ngươi. Chúng ta liên thủ, một mẻ hốt gọn thanh đồng quỷ tượng cùng hoàng kim chiến tộc. Ngươi thật chăm chú. Ta rảnh rỗi tìm ngươi đùa cợt. Ngươi xác định ngươi chăm chú. Ta đương nhiên chăm chú. Thiên Nguyên yên lặng nhìn Tần Diễm một lát, bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh đồng quỷ tượng có bốn vị chí tôn, cộng thêm huyền thiên kim dịch là năm vị chí tôn. Chí tôn đó, chính ngươi đã là chí tôn, ngươi rất rõ ràng thực lực chí tôn. Xem như ngươi có thể tập kết đến 10 vị chí tôn, đều chưa hẳn có thể nuốt vào hết bọn hắn, huống chi. Tần công tử, không sai biệt lắm, còn nhớ rõ mục đích chúng ta tới nơi này không? Là tìm kiếm bảo vật, không phải chiến tranh. Ngươi bây giờ là chí tôn, còn có không võ phối hợp, bọn hắn sẽ không tùy tiện lại động thủ, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm thăm dò tinh vực. Tinh vực truyền thuyết có bảo vật thật rất nhiều, ngươi tưởng tượng không hết, cho đến bây giờ, chúng ta cũng chỉ thăm dò một góc của băng sơn. Thiên Nguyên duy trì khắc chế, chưa từng có phân nghiêm khắc từ chối, nhưng hắn thật sự rất bất đắc dĩ, con buôn chiến tranh chính là con buôn chiến tranh, hoàn toàn không phân trường hợp. Đây là đánh tới đánh lui, đánh lên nghiện sao. Còn muốn một mẻ hốt gọn tất cả chí tôn. Ta không có hy vọng xa vời một mẻ hốt gọn bọn hắn, lại giết chết một hai tên là có thể. Chỉ có thật giết chết thanh đồng quỷ tượng cấp chí tôn mới có thể trấn trụ bọn hắn. Tần công tử, ngươi không hiểu lời ta nói sao, chúng ta đánh không lại. Chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, vẫn có thể buông tay đánh cược một lần. Tần công tử, nhất định phải để ta nói thẳng vào vấn đề à. Ta không muốn xen vào chuyện của các ngươi, cũng không thể xen vào. Một khi để thanh đồng quỷ tượng biết ta và các ngươi có hợp tác, bọn hắn tất sẽ triển khai đồ sát đối với tất cả thần tộc cùng đế tộc sở thuộc toàn tinh vực Thiên Nguyên. Tin tức truyền đến con trai quỷ bí nơi đó, ta cũng đừng hòng còn sống rời khỏi nơi này, càng sau đó, con trai quỷ bí sẽ còn tự mình đến Thiên Nguyên tinh vực của ta thuyết pháp. Nếu ngươi biết nhúng tay nguy hiểm, tại sao muốn giúp đỡ quỷ bí? Nếu đều giúp quỷ bí mà không thể sẽ giúp ta.
Ta vì bất đắc dĩ, giúp quỷ bí, nhưng ta không phải trợ giúp cho ngươi sao? Nếu như con trai quỷ bí biết, ngươi vụng trộm giúp ta. Ha ha, Thiên Nguyên ơi, chỉ sợ ngươi sẽ nguy hiểm. Ngươi không nói, ai biết? Nếu như ta nói, sẽ không. Ta vì sao sẽ không? Bởi vì ngươi không giống bọn hắn. Làm sao ngươi biết ta không giống? Nếu như điểm ấy phán đoán đều không có, ta còn có tư cách gì thống ngự tinh vực? Ngươi nhìn rất chuẩn, ta không giống, không làm loại chuyện âm hiểm kia. Nhưng, Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực mấy tên thổ phỉ kia cũng không phải thứ tốt, ngươi không sợ bọn họ để lộ tin tức. Tần Diễm lộ ra hung tướng hung tợn. Chương 3486 Thiên Nguyên chỉ điểm. Trong hư không Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực âm thầm lắc đầu, chúng ta là người tốt. Thiên Nguyên lắc đầu. Ta biết các ngươi đều không phải người như vậy, nếu như ngươi đến thừa cơ lường gạt, ta có thể cho ngươi thêm ít đồ, nhưng chỉ một lần này, không nên quá phận. Tần Diễm khoát tay. Ta không phải loại tiểu nhân uy hiếp kia, ta đến nói chuyện giao dịch với ngươi. Ngươi có thể tìm được Thanh Đồng Quỷ Tượng, làm bộ nói. Thời điểm lúc ấy các ngươi mang theo bọn hắn đến Hoang Hải, kỳ thật bị Chu Cổ Lực tuần sát bên trong thâm không phát hiện, sau khi bị ta tìm được, cưỡng ép uy hiếp. Muốn cùng ta liên thủ phản kích bọn hắn, nếu không phải đưa tin tức về Tu La tinh vực. Ngươi nói ngươi bị ép đồng ý, nhưng không xen vào loại chuyện này, cho nên. Ngươi để lộ ra nội dung kế hoạch của ta cho bọn hắn, chính là. Ta và Thanh Đồng Quỷ Tượng ước định đơn đấu, sau khi khai chiến, cố ý thanh thế làm lớn chuyện, ngươi đột nhiên giáng lâm, phối hợp Triệu Tử Mạt các loại hư không cường giả, chuyển rời toàn bộ chí tôn khác đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, cũng an bài bọn người không võ điên cuồng ngăn cản. Kéo dài thời gian. Sau đó, ba bộ phân thân của ngươi phối hợp ta trấn áp Thái Thản Cự Ưng, trong thời gian ngắn nhất săn giết. Tiếp đó lao tới phương hướng khác nhau, liên thủ tập kích các chí tôn khác. Thiên Nguyên nghe được nhíu chặt mày, gia hỏa này không phải nói đùa, ngay cả kế hoạch đều đã đặt xong. Tần Diễm nói, kế hoạch này mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng nghe qua vẫn còn có chút khả thi. Có tính khả thi, cũng không phải hoàn thiện, còn vô cùng điên cuồng. Phù hợp tính cách của ta. Ta tin tưởng đám Thanh Đồng Quỷ Tượng thật ra có thể tiếp nhận. Bọn hắn khẳng định sẽ hỏi ngươi, vì sao tới tiết lộ tin tức, ngươi nói kế hoạch mặc dù có thể thực hiện, nhưng nguy hiểm cực lớn, chỉ cần chạy trốn 3 năm Thanh Đồng Quỷ Tượng liền có thể truyền tin tức về con trai quỷ bí nơi đó, sau đó ngươi liền xong. Nhưng ngươi lại không dám đắc tội ta, chỉ có thể kiên trì phối hợp. Cho nên, ngươi đến mật báo, để Thanh Đồng Quỷ Tượng chuẩn bị. Trên thực tế đâu? Ha ha, ta có thể. Thiên Nguyên đưa tay chặn ngang Tần Diễm. Trí thông minh Thanh Đồng Quỷ Tượng không cao, nhưng trí thông minh của Đại Huyền Thiên Kim Dịch khẳng định là đủ. Nếu như ta làm như vậy, hắn rất có thể sẽ nghĩ đến. Nếu hai đầu đều không muốn đắc tội, trước đó phối hợp tìm kiếm, cũng có thể cung cấp trợ giúp cho ngươi, cũng chính là trợ giúp của ta để cho ngươi biến đổi đến trí tôn. Tần Diễm có chút há mồm, lại nhíu mày, gia hỏa này quả nhiên khôn khéo. Vậy mà không có để hắn vòng đi vào. Xem ra mình có vẫn còn không am hiểu làm âm mưu quỷ kế. Mặc kệ ngươi mưu đồ cái gì, nhưng rất xin lỗi, ta không thể tiếp tục nhúng tay. Thiên Nguyên quả quyết lắc đầu, một ít chuyện, làm một lần liền tốt, nếu như liên tục nhúng tay sẽ thật thành người tham dự, hậu quả thật không phải hắn có thể gánh chịu. Tần Diễm nhìn hư không, phí lời rồi. Bọn người Triệu Tử Mạt trong hư không ngược lại rất bất ngờ, gia hỏa này không phải tên điên tinh khiết. Đầu rất sinh động, vậy mà có thể nghĩ đến kế sách như thế. Quả nhiên thời gian là có thể thay đổi một người, những chuyện trải qua cũng có thể thay đổi một người. Tần Diễm nhìn Thiên Nguyên rất kiên trì, bất đắc dĩ nói. Người đó, vẫn an vu hiện trạng, người muốn địa vị cao hơn, nên dũng cảm đánh vỡ hiện trạng. Không làm khó ngươi. Như vậy đi, chúng ta khắp nơi đi dạo, tìm xem cơ duyên. Không võ bên ngươi tiến vào hỗn độn hư không. Một khi phát hiện tam sát cửu hung dưới trướng long quỷ tới, lập tức mang theo bọn hắn. Ta mang tới không võ là tìm kiếm bảo vật, là bảo vệ các tộc Thiên Nguyên, không phải thay các ngươi trông coi. Chỉ một năm, mật thiết chú ý. Một năm sau, các ngươi cũng không cần quản. Tần công tử, coi như ta thiếu ngươi nhân tình. Sau đó nhất định thông qua chân thân thỉnh nguyện phụ thân, để phụ thân công khai hướng vũ trụ phát ra tuyên bố, giát tán thành tư thái trung lập của Thiên Nguyên tinh vực. Ai dám đánh vỡ phần tư thái này, chính là khiêu khích quyền uy chúa tể Tu La. Như thế nào? Thiên Nguyên trầm mặc một lát, ra hiệu các cường giả không gian chiếu cố bọn người Triệu Tử Mạt, kéo ra đoạn khoảng cách. Tần Diễm kỳ quái nói.
ngươi nghĩ thông suốt. Thiên Nguyên nhẹ giọng thở dài. Không cần trông cậy vào Long Quỷ Thiên Đế, coi như Chí Tôn nơi đó đến đông đủ, các ngươi cao nhất đánh ngang cục với Thanh Đồng Quỷ Tượng. Huống chi, Long Quỷ Thiên Đế nguyện ý trở mặt cùng con trai quỷ bí sao? Bọn hắn chung quy vẫn cùng thuộc hệ thống cấm khu. Ở giữa cấm khu và cấm khu sẽ không dễ dàng giao thủ, huống chi cấm khu liên hợp chúa tể đối kháng cấm khu, càng là kiêng kỵ. Tần Diễm còn tưởng rằng Thiên Nguyên muốn nói gì, khinh thường nói. Đừng dùng tư tưởng bảo thủ của người bình phán tư duy người cấp tiến. Ngươi chẳng lẽ không có chú ý, Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực từ đầu đến cuối đều không có giết Thanh Đồng Quỷ Tượng, bọn hắn nhưng thật ra là lưu lại đường lui cho mình. Nếu như Long Quỷ Thiên Đế không hy vọng bởi vì việc nhỏ như vậy khai chiến cùng con trai quỷ bí, bọn người Triệu Tử Mạt có thể ra mặt giải thích, chỉ là giao thủ, không có hạ tử thủ. Con trai quỷ bí khẳng định cũng không hy vọng cùng trở mặt chủ nhân Cực Lạc, chỉ cần xác định không có Thanh Đồng Quỷ Tượng chết trên tay Triệu Tử Mạt, cũng sẽ buông tha truy cứu. Ngược lại là ngươi, nháo đến cuối cùng, không chỉ có để ân oán với Thanh Đồng Quỷ Tượng càng để lâu càng sâu, còn triệt để đắc tội Tinh Vực Thần Thoại. Thiên Nguyên nói lời này, không có nói thẳng cho Tần Diễm nghe, mà là thông qua linh hồn ba động truyền cho hồn nguyên trong thân thể Tần Diễm. Ta không phải cố ý châm ngòi các ngươi liên quan, chỉ là thiện ý nhắc nhở, không cần ký thác quá nhiều hy vọng vào Long Quỷ Tinh Vực. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực chỉ là đang mượn dùng ngươi, bảo trụ mệnh. Về phần sau đó, chờ Long Quỷ Thiên Đế giáng lâm, tất cả hành động của bọn hắn đều sẽ theo Thiên Đế an bài. Chương 3487 ẩn núp 1. Mà sau khi Thiên Đế hiểu rõ tình huống, xác suất lớn là sẽ không khai chiến với con trai quỷ bí. Chỉ cần không khai chiến, Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực phải nghe theo an bài, không còn nhúng tay chuyện của các ngươi. Cho nên nói, kế hoạch ngươi muốn chờ Tam Sát Cửu Hung giáng lâm, phối hợp ngươi vây bắt Thanh Đồng Quỷ Tượng, tốt nhất đừng còn muốn. Trong lúc nhất thời, Tần Diễm trầm mặc. Bởi vì Triệu Tử Mạt làm qua cam đoan, cho nên không có suy nghĩ nhiều. Chuyện kết giao bằng hữu này, hắn từ trước đến nay đều là bằng cảm giác không sai, vậy liền ở chung, cảm giác không được, trực tiếp xéo đi. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực mặc dù không thế nào nói chuyện, nhưng trong cảm giác không phải hạng người gian trá, ở chung vẫn rất dễ chịu, cũng không có hoài nghi tới. Nhưng, lời Thiên Nguyên nói đột nhiên đề tỉnh hắn. Cũng không phải nói Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực có vấn đề, cũng không phải nói cam đoan của bọn hắn là trái lương tâm, mà là thái độ của Long Quỷ Thiên Đế. Nếu như sau khi Tam Sát Cửu Hung giáng lâm, thật phối hợp quanh hắn diệt Thanh Đồng Quỷ Tượng liền mang ý nghĩa Long Quỷ Thiên Đế muốn trở mặt cùng con trai quỷ bí, lấy tính cách con trai quỷ bí, đây là mối thù không chết không thôi. Lại suy nghĩ hướng sâu xa, con trai quỷ bí đại biểu cho quỷ bí cấm khu, Long Quỷ Thiên Đế đại biểu cho Cực Lạc cấm khu, nếu như Long Quỷ thật muốn nhúng tay liền mang ý nghĩa hai đại cấm khu trực tiếp tiến vào tình trạng giằng co. Cái này, hiện thực sao? Đây không phải việc nhỏ, làm không tốt chính là dung chuyển cấp vũ trụ. Giống với năm đó hắn săn giết Thanh Đồng Quỷ Tượng, phụ thân tự mình giáng lâm, mật thám cùng quỷ bí cấm khu. Ngắn ngủi mấy chục năm thật sự để toàn vũ trụ cảnh giới, tất cả cấm khu cùng tinh vực cấp chúa tể đều toàn diện co vào lực lượng, chuẩn bị nghênh đón chiến tranh bộc phát, cũng đồng thời làm áp lực cho phụ thân hắn cùng quỷ bí. Thiên Nguyên tiếp tục dùng linh hồn xúc động Tần Diễm. Kim Dịch đột nhiên liên hợp cùng Thanh Đồng Quỷ Tượng. Mặt ngoài là bởi vì ngươi hợp tác với Triệu Tử Mạt, vừa vặn có kẻ địch chung, ăn nhịp với nhau. Nhưng mục đích thật sự thật ra là bức Thanh Đồng Quỷ Tượng giết bọn người Triệu Tử Mạt, sau đó lại khiến cho Long Quỷ Thiên Đế cùng con trai quỷ bí giao thủ, sau đó bọn hắn nhẹ nhàng quá dễ thoát thân. Triệu Tử Mạt không ngốc, ngươi nhìn hắn luôn luôn một mặt lãnh đạm, cái gì đều không để ý, nhưng đó là biểu hiện của tinh minh. Hắn, khẳng định nhìn thấu mục đích của Kim Dịch, cho nên không thể nào để Thanh Đồng Quỷ Tượng giết hắn. Cũng không thể nào giết Thanh Đồng Quỷ Tượng, hắn đang duy trì một thái độ vi diệu. Chỉ có ngươi, tin là thật. Ta vẫn là câu nói kia, ta không phải châm ngòi, chỉ là hy vọng ngươi không cần ký thác quá nhiều hy vọng vào Long Quỷ Thiên Đế. Nếu như chỉ là sự kiện bình thường, thế thì không có gì, nhưng trận sự kiện này đã thăng cấp, không kiểm soát, Triệu Tử Mạt và Long Quỷ Thiên Đế sau lưng của hắn sẽ không thể nào tùy tiện để mình rơi vào đi. Tuy nhiên, ngươi ngược lại có thể chờ mong Khương Phàm. Hắn không quan tâm, những người dưới tay hắn, càng không quan tâm. Cũng không phải đám người Khương Phàm ngạo thị thiên hạ, mà là. Nói như thế nào đây, vô tri không sợ đi. Bọn hắn bây giờ đối với quy củ vũ trụ này, các loại đẳng cấp vũ trụ đều không có khái niệm cơ sở,
cho nên cái gì cũng không sợ, cái gì đều muốn thăm dò. Thiên Nguyên nói rất nhiều, hy vọng Tần Diễm có thể hiểu. Gia hỏa này mạnh thì mạnh, cũng điên cũng cuồng, cũng có chút tính toán, nhưng bên trên thâm mưu cùng đại cục, xác thực vẫn hơi non nớt, càng nhiều hơn chính là thẳng thắn mà làm. Tần Diễm trầm mặc hồi lâu, nói. Ngươi vẫn giúp ta nhìn chằm chằm, liền chằm chằm một năm. Thiên Nguyên lắc đầu. Ngươi đã kiên trì, ta sẽ giúp ngươi một năm, nhưng chỉ như thế mà thôi. Ta muốn cân nhắc vì con dân tinh vực ta, đây là mức cực hạn ta có thể làm. Tần Diễm nhìn Thiên Nguyên rời khỏi, mày rậm hơi nhíu lại. Chẳng lẽ, mình ngây thơ? Nhưng sự thật giống như chính là như vậy. Đây không chỉ là sự kiện cấp thiên đế, mà có khả năng dẫn phát rằng co giữa hai cấm khu, tiến tới dẫn phát nguy cơ vũ trụ. Long Quỳ, thật dám sao? Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới Khương Phàm, vẫn tên kia là tốt nhất, đương nhiên, cũng là tạm thời tốt nhất. Chính như Thiên Nguyên nói, tên kia không hiểu quy tắc, mới vào vũ trụ, không sợ trời không sợ đất, không sợ hãi, thậm chí sẽ tới đây thăm dò, khiêu khích khắp nơi, đến xác định địa vị mình giữa vũ trụ. Tính toán ra, Khương Phàm hẳn là tiến vào lỗ đen. Không, đã đi đến đó hơn một năm đi. Nếu như đi ra, lần nữa nhận được tin tức, chạy tới nơi này, lại phải hơn ba năm. Gửi hy vọng ở Khương Phàm. Quên đi thôi. Chờ Khương Phàm đến, nói không chừng phân thân Thương Thiên đã sớm tới. Nếu không thể nào trông cậy vào Long Quỳ Thiên Đế, Khương Phàm lại không trông cậy được vào, phân thân khác và Thiên Vương Điện càng không biết ngày tháng năm nào, hắn chẳng lẽ chỉ có thể ẩn nấp. Thật uất ức. Làm gì ngẩn ra, còn muốn tính toán thanh đồng quỷ tượng hay không? Sau khi Thiên Nguyên rút lui, bọn người Triệu Tử Mạt đến nơi này. Không tính toán, làm chính sự đi. Ánh mắt Tần Diễm phức tạp liếc mắt hư không, lắc đầu. Không phải ngươi cùng Thái Thản Cự Ưng ước chiến sao? Để hắn chờ đi. Tần Diễm chìm vào địa tầng. Triệu Tử Mạt rất kỳ quái, vừa rồi Tần Diễm cùng Thiên Nguyên rằng co trầm mặc, chẳng lẽ đang bí mật giao lưu? Thiên Nguyên lão gia hỏa kia nói cái gì? Tần Diễm trước đó còn hùng hùng hổ hổ mà, sao đã kích trực tiếp đến chán trường luôn rồi. Tuy nhiên, không đánh trận tốt hơn, an an ổn ổn tìm bảo bối. Lấy thực lực hai bên bọn hắn bây giờ, hoàn toàn có thể chiều sâu thăm dò tròm sau này, tìm kiếm càng nhiều bảo bối. Chỉ cần Đường Diễm con hàng kia tới, bọn hắn coi như an toàn. Chu Cổ Lực tranh thủ thời gian mang theo bọn người Triệu Tử mà đuổi theo. Ta nói thế này. Nơi này có chủng đồ gọi là thực tinh thảo chứ nhỉ? Thái Thản Cự Ưng bên kia đang cấp bách tìm kiếm phân thân Thiên Nguyên. Chương 3488 ẩn núp 2. Bọn hắn vẫn muốn mượn dùng không võ của Thiên Nguyên lùng bắt bọn người Tần Diễm. Hắn rất gấp, gấp vô cùng. Gấp chính là Tần Diễm đột phá cảnh giới, khẳng định giấu sâu hơn, phải nhanh một chút liên hệ Thiên Nguyên, khóa chặt vị trí Tần Diễm, nếu không chạy xa liền không dễ tìm. Gấp chính là đội ngũ thanh đồng khác đều có khoảng cách rất xa, phổ biến đều trăm vạn dặm, thậm chí bên ngoài mấy triệu dặm, phải tất yếu tận hết khả năng gọi qua một nhóm trước khi Tần Diễm tìm tới hắn ước chiến. Nhưng, bọn hắn tìm, lại không có phát hiện phân thân Thiên Nguyên. Sơn lâm bí cảnh xung quanh đều giống như an tĩnh đi rất nhiều. Số lượng lớn đội ngũ thám hiểm đều rút lui. Bọn hắn đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối không có chờ đến Tần Diễm ước chiến. Giống như biến mất vào hư không, lại hình như đang bí mật lập mưu cái gì. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Thái Thản Cự Ưng chờ lại chờ, ba chi đội ngũ khác đều tập kết đến đây. Thiên Nguyên vẫn không có xuất hiện, rõ ràng là tránh hắn, không muốn lại xen vào. Tần Diễm càng giống như cố ý dùng loại phương thức này để bọn hắn tập kết tại một chỗ, sau đó. Chạy đến nơi khác không chút kiêng kỵ thám hiểm. Thái Thản Cự Ưng cuồng nộ gào thét. Cháu trai này vậy mà đùa nghịch hắn. Hắn lại còn thật ngốc cứ thế đều tập kết tất cả thanh đồng quỷ tượng. Làm sao bây giờ, tiếp tục tản ra tìm kiếm. Không được, thật không được. Tần Diễm bây giờ là chí tôn, nếu như còn là một vị chí tôn dẫn đội, lúc nào cũng có thể gặp phải phục kích. Rốt cuộc hắn cũng đang tính toán cái gì. Nữ tử nở nang con trai quỷ bí phái tới đứng trên lưng một đầu thanh đồng bạch hổ, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn qua hoang dã mênh mông. Nàng cũng không phải rất quan tâm phân thân Tần Diễm tấn cấp chí tôn. Đừng nói một chí tôn phân thân, coi như nơi này có hai chí tôn phân thân, nếu thật sự giao phong, thanh đồng quỷ tượng đều có thể bắt lấy. Nàng để ý là thời gian. Nơi này dù sao cũng là mở ra, lần lượt có cường giả tiến đến.
nàng càng để ý giữa Tần Diễm cùng Triệu Tử Mạt đến tột cùng đã đạt thành giao dịch gì. Tinh cầu Tu La cách nơi này rất xa, hẳn không có cường giả tới, nhưng nơi này cách Cực Lạc cấm khu rất gần. Nếu như Long Quỷ tinh cầu khăng khăng nhúng tay, không chỉ có thể uy hiếp Thanh Đồng Quỷ Tượng bọn họ, còn có thể uy hiếp được chủ nhân. Long Quỷ thực sẽ nhúng tay sao? Nữ tử nở nang yên lặng phán đoán. Theo lý thuyết, sẽ không. Long Quỷ không phải con trai Cực Lạc chân chính như ý nghĩa, mặc dù xảy ra chuyện, chủ nhân Cực Lạc nguyện ý bảo đảm hắn, nhưng nếu như Long Quỷ không chút kiêng kỵ mượn dùng danh hào của hắn đồng thời gây họa cho Cực Lạc cấm khu, Cực Lạc chủ con người kia hỉ nộ vô thường, rất có thể vứt bỏ hắn. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Long Quỷ không thể nào tuyên chiến với chủ nhân nàng. Mà bây giờ đến vạn bất đắc dĩ sao? Giống như không có, dù sao bọn hắn không sát hại Triệu Tử Mạt mấy tên kia, cũng chưa từng xảy ra xung đột kịch liệt. Tình huống bây giờ, ngược lại giống như Triệu Tử Mạt đang gây hấn với bọn hắn. Nữ tử nở nang liếc nhìn Hoàng Kim chiến tộc xa xa. Một trận hỗn chiến trôi qua, chỉ còn Kim Dịch, Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên, bây giờ đầy ngập lửa giận, hận không thể xé sống mấy tên Triệu Tử Mạt. Lão già, dám tính toán chúng ta. Nữ tử nở nang may mắn mình đến đây, cũng không có ủ thành đại hỏa. Bằng không quỷ bí cấm khu bọn hắn sẽ bị lão gia hỏa này lợi dụng. Đột nhiên, trong đầu nữ tử nở nang hiện lên đến sáng rực. Muốn tránh cho Long Quỷ nhúng tay, biện pháp trực tiếp thật ra là phân rõ giới hạn cùng tinh vực thần thoại, đồng thời thông báo chủ nhân, để chủ nhân trực tiếp ở trong hư không vũ trụ nhắc nhở cường giả Long Quỷ lúc nào cũng có thể đến. Chỉ cần chủ nhân tỏ thái độ, nếu như Long Quỷ nhúng tay, sẽ như khiêu chiến quỷ bí cấm khu. Càng có khả năng liên hợp cùng chúa tể Tu La. Chắc hẳn Long Quỷ khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như trực tiếp bắt lấy bọn người Kim Dịch, cứ như vậy, Long Quỷ giống như càng không lý do nhúng tay. Chỉ cần Long Quỷ không nhúng tay vào, Thiên Nguyên không dám vọng động, đưa mắt nhìn khắp tinh vực truyền thuyết, không có ai dám hợp tác cùng Tần Diễm, bọn hắn sớm muộn đều có thể vây bắt Tần Diễm. Tần Diễm, chung quy vẫn trốn không thoát viên tinh cầu này. Đại Huyền Thiên, nữ tử này là ai? Kim Thanh Thiên âm thầm cảnh giác, sau khi nữ tử này đến, vậy mà ẩn ẩn có tư thế thống lĩnh, lại còn có thể ngồi ngay ngắn trên thân bạch hổ chiến khu cấp chí tôn. Không biết, Kim Dịch cũng rất cảnh giác, khí tức nữ tử này rất phiêu miểu, hắn vậy mà đều nhìn không thấu, giống như bên trong thân thể nở nang màu mỡ kia chiếm cứ cấm chế nào đó. Nàng là đang nhìn chúng ta sao? Kim Hàn Thiên chú ý tới ánh mắt nữ tử liếc tới, bên trong ánh mắt kia rõ ràng mang theo vài phần lãnh ý. Giữ vững tinh thần, nữ tử này không đơn giản. Kim Dịch có dự cảm, nữ tử này nhìn thấu bọn hắn tính kế. Nàng đang tính toán cái gì? Chẳng lẽ muốn dùng chúng ta làm mồi câu, câu bọn người Triệu Tử Mạt? Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên kích ra tiềm lực huyết mạch. Đại Huyền Thiên, nữ tử nở nang bỗng nhiên lộ ra nụ cười, đi tới gần Kim Dịch. Sự hợp tác của chúng ta không phải rất vui sướng, nhưng ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể giải quyết bọn người Tần Diễm. Ta hoài nghi bọn hắn đang tìm kiếm vùng đất Thái Dương cùng vùng đất Thái Âm, chỉ cần chúng ta ẩn núp đến một chỗ nào đó, sớm muộn gì cũng có thể đợi được. Từ sau khi Kim Dịch thảm bại đã bắt đầu hồi tưởng toàn bộ quá trình. Vùng đất Thái Âm rõ ràng là mấu chốt. Thậm chí Tần Diễm có thể đột phá cảnh giới cũng có liên quan đến vùng đất Thái Âm cùng Thái Dương. Nếu như không chiếm được Thiên Nguyên trợ giúp, bọn hắn chỉ có thể ẩn núp đến nơi nào đó, ngồi đợi Tần Diễm vào cuộc. So với mờ mịt lùng bắt, xác thực không bằng ôm cây đợi thỏ. Nhưng ta suy tính vấn đề là, chuyện lúc sau giải quyết bọn hắn. Chương 3489 Cửu Anh 1. Bất kể nói thế nào, tinh vực truyền thuyết đều biết chúng ta hợp tác, chờ sau khi Triệu Tử Mạt chết, tất nhiên sẽ nhận định chúng ta làm. Đây đồng nghĩa chúng ta khiêu chiến Long Quỷ Thiên Đế, khiêu chiến Cực Lạc cấm khu phía sau Long Quỷ. Ngươi là Huyền Thiên, ngươi rất rõ ràng một ít quy củ ở giữa cấm khu. Đây chính là phạm vào tối kỵ. Nữ tử nở nang nở nụ cười sán lạn, lại dẫn mấy phần vũ mị. Đương nhiên, Long Quỷ không thể nào bởi vì mấy đại đế chết liền thật cùng chúng ta thế nào. Nhưng dù sao không phải việc nhỏ. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể làm cam đoan, công khai giải thích, là các ngươi giết Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực, mà không phải chúng ta. Đó là tự nhiên, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là bọn người Triệu Tử Mạt. Kim Dịch thầm nghĩ tiếc nuối. Nữ tử thông minh hơn đám Thanh Đồng Quỷ Tượng, nhìn thấu bọn hắn tính toán. Ta nói, đây không phải việc nhỏ, cho nên,
hy vọng ngươi có thể cùng ta đi một chuyến đến Thanh Đồng Thiên Điện, tự mình cho chủ nhân ta thấy thái độ. Như thế nào? Nữ tử nở nang muốn lừa gạt Kim Dịch đến Thanh Đồng Thiên Điện, về phần xử lý như thế nào, là thả, vẫn tạm giam, lại là hợp tác, giao cho chủ nhân định đoạt. Đồng tử màu vàng của Kim Dịch mắt có chút ngưng tụ. Nữ tử này muốn làm gì? Là thật đàm phán, hay có mưu đồ khác? Xin mời. Nữ tử nở nang đưa tay ra hiệu. Cái này không cần phiền phức con trai quỷ bí, chờ sau khi vây bắt được Tần Diễm, chúng ta có thể dùng kim tinh thạch, ghi chép cặn kẽ tình huống chiến trường. Cam đoan, chúng ta trấn áp Triệu Tử Mạt, mà không phải các ngươi. Nếu như tình huống bình thường, các ngươi đương nhiên có thể đè ép được bọn người Triệu Tử Mạt, nhưng nếu như chuyện mất khống chế. Nơi này dù sao cũng là tinh vực truyền thuyết, tồn tại rất nhiều biến cố. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể nói chuyện cùng chủ nhân, sau khi chuyện mất khống chế. Tinh vực thần thoại các ngươi nên xử lý như thế nào, lại nên như thế nào phối hợp quỷ bí cấm khu chúng ta. Ta không rõ ràng ý của ngươi. Chính là xâm nhập nói chuyện, nếu như sau khi giết bọn người Triệu Tử Mạt, Long Quỷ Thiên Đế khăng khăng muốn để chúng ta trả giá đắt, đến lúc đó tinh vực thần thoại có phải ra mặt hay không? Mời đi, thiên điện đang ở bên ngoài, vừa đi vừa về một ngày là đủ. Nữ tử nở nang đưa tay ra hiệu, chỉ vũ trụ thâm không phía xa. Đôi mắt Kim Dịch nhiều lần ngưng tụ, cười nhạt nói. Ta thấy ngươi có rất nhiều lo lắng. Nếu như thế này, chúng ta không cần hợp tác, các ngươi tìm kiếm các ngươi, chúng ta tìm kiếm chúng ta, lẫn nhau không liên quan gì. Đại huyền thiên, chỉ bằng vào các ngươi. Hai tay nữ tử nở nang ở phía sau vừa muốn nhấc lên, Kim Dịch mang theo Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên bay thẳng lên trời, sau một tiếng cáo tử, biến mất không còn bóng dáng. Lão gia hỏa, đủ nhạy bén. Nữ tử nở nang cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu. Chia binh hai đường, một đường Thái Thản Cự Ưng phụ trách, tìm kiếm một chỗ vùng đất Thái Dương, giả ý ẩn núp, cố ý hiển lộ hành tung, để Tần Diễm hiểu lầm nơi đó là chúng ta mai phục. Đội ngũ khác, theo ta ẩn núp đến một chỗ Thái Dương thụ khác, che giấu khí tức, chờ Tần Diễm tự chui đầu vào lưới. Đại huyền thiên, chúng ta cứ đi như thế. Kim Hàn Thiên thật sự không cam lòng. Trước sau đuổi bắt hơn trăm năm. Thật vất vả ngăn chặn, vậy mà lại dính đến tính mạng bốn vị tinh thiên. Bây giờ hắn vô cùng hoài nghi, bọn người Triệu Tử Mạt mạnh lên. Không phải mạnh lên một tên hai tên, là cả bốn tên đều đã mạnh lên. Bọn hắn rõ ràng đều đến đỉnh phong, lại còn có thể càng mạnh. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng dưới tình huống như vậy, bọn hắn càng cần hợp tác cùng Thanh Đồng Quỷ Tượng. Nếu không, chỉ dựa vào bọn hắn, một khi đối đầu bọn người Tần Diễm, Đại huyền thiên có thể sống, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tử kia, không có có ý tốt. Nhưng chúng ta không hợp tác cùng bọn hắn, không có nghĩa sẽ đơn độc hành động. Truy tung bọn hắn hẳn là sẽ tìm vùng đất Thái Dương mai phục. Nữ tử kia rất khôn khéo, hẳn sẽ chỉ xử lý Tần Diễm, sẽ không đụng bọn người Triệu Tử Mạt. Nhưng chỉ cần Tần Diễm bị kéo chân, chúng ta có thể săn giết bọn người Triệu Tử Mạt. Bên trong tròng mắt Kim Dịch màu vàng óng lóe ra ánh sáng cơ trí. Đây chính là con trai quỷ bí, hung danh lan xa, tiến vào Thanh Đồng Thiên Điện dễ dàng, đi ra chỉ sợ khó khăn. Mặc dù Kim Dịch không tin con trai quỷ bí thực có can đảm làm chuyện cực đoan gì với bọn hắn, nhưng không thể không cẩn thận. Kim Thanh Thiên nói, như thế này không thể giá họa con trai quỷ bí. Không giá họa con trai quỷ bí sẽ không ra tay với Long Quỷ Thiên Đế. Đến lúc đó, coi như chúng ta giết đám người Triệu Tử Mạt, muốn sống trở lại tinh vực thần thoại, chỉ sợ. Đại huyền thiên nói, chỉ cần bọn người Tần Diễm tiến vào bẫy, liền sẽ là một trận hỗn chiến thảm liệt. Năng lượng chí tôn cấp quá mạnh, phạm vi mấy vạn dặm, hỗn loạn thảm liệt. Sau đó chỉ cần Triệu Tử Mạt chết, trong mắt người ngoài, chính là chết trong tay Thanh Đồng Quỷ Tượng. Kim Hàn Thiên khẽ nhíu mày. Tính toán trắng trợn như thế này, chẳng phải chọc giận hai cấm khu. Đại huyền thiên nói, chúng ta tính toán người nào, chúng ta chỉ là đi săn giết, đó là bọn họ tự mình suy nghĩ lung tung mà thôi. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên trao đổi ánh mắt, lời mặc nói như vậy, nhưng quá mạo hiểm. Nếu như bên trong bốn người Triệu Tử Mạt có một người may mắn đào thoát, chân tướng có thể truyền đến Long Quỷ nơi đó. Mắt vàng đại huyền thiên sáng tỏ lấp lóe, nhìn qua phương hướng Thanh Đồng Quỷ Tượng, trầm ngâm nói. Cho nên, nhất định phải toàn giết bốn người bọn hắn. Vì lý do an toàn, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị chịu chết. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên âm thầm nắm tay.
lại muốn chết. Trong khoảng thời gian này bọn hắn còn đang cân nhắc, tính cả Kim Thái Thiên, Hoàng Kim chiến tộc trước sau vẫn lạc 5 vị tinh thiên. Chương 3490 Cửu Anh 2. Nếu như bọn hắn ra lại có ngoài ý muốn, thực lực tổng hợp Hoàng Kim chiến tộc sẽ chợt hạ xuống. Cho nên, bọn hắn cũng không cần chết, cũng không thể chết. Kim Dịch biết ý nghĩ của bọn hắn, quay đầu lạnh lẽo tiếp cận bọn hắn. Nhớ kỹ, một khi bắt đầu săn giết, mục tiêu của ta là Chu Cổ Lực cùng heo của hắn, mục tiêu của các ngươi là Triệu Tử Mạt cùng con cóc của hắn. Các ngươi nhất định phải xuất ra tư thế liều mạng, không tiếc cái giá ngăn cản Triệu Tử Mạt thoát khỏi. Nếu có bất kỳ một tên nào chạy, các ngươi coi như còn sống, ta cũng sẽ giết các ngươi, để mà điều giải Long Quỳ tức giận. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên trao đổi ánh mắt, trịnh trọng gật đầu. Chúng ta sẽ dốc hết khả năng. Sắc mặt Kim Dịch hơi chậm, nói. Thanh Đồng Quỷ Tượng hẳn là sẽ đến Thái Dương Cấm khu phục sát, nếu thật sự như thế này, thực lực của chúng ta ở nơi đó sẽ có được tăng cường, khả năng vây giết bọn hắn lớn hơn. Bọn người Tần Diễm di chuyển khắp nơi, thăm dò Thiên Nguyên cung cấp vùng đất Thái Âm thứ tư, lại lần theo ánh sáng, khẩn cấp thăm dò chỗ vùng đất Thái Dương thứ sáu. Sau đó không có lại tùy tiện tìm kiếm vùng đất Thái Dương cùng Thái Âm khác. Nếu như Thiên Nguyên không giúp Thanh Đồng Quỷ Tượng, Thanh Đồng Quỷ Tượng trừ mù quáng đuổi bắt, chỉ có thể truy tìm quỹ tích bọn hắn, phỏng đoán mục tiêu của bọn hắn, sau đó tiến hành phục sát. Thái Âm cùng vùng đất Thái Dương có khả năng cực lớn. Tần Diễm mặc dù tiếc nuối, cũng không có biện pháp. Bây giờ Thanh Đồng Quỷ Tượng hẳn là tụ họp lại, tính cả Kim Dịch chính là đội hình 5 vị trí tôn, lấy bọn hắn tình huống bây giờ, hoàn toàn không có khả năng khiêu chiến. 4 tháng rồi, bọn hắn hẳn là tụ họp lại. Thanh Đồng Quỷ Tượng mặc dù trí thông minh không cao, nhưng Kim Dịch làm đại huyền thiên, hẳn là có chút trí tuệ. Bây giờ hẳn là tiến về vùng đất Thái Dương nào đó mai phục. Đừng kiên trì, tìm thực tinh thảo đi. Đông Hoàng Thiên Du cưỡi vạn đạo thần thụ, rời khỏi mảnh Thái Dương cấm khu sau lưng. Thanh âm Tần Diễm từ dưới đất truyền đến. Kim Dịch kiêng kỵ Thái Âm thụ, hẳn sẽ không mai phục tại vùng đất Thái Âm, chúng ta có thể tìm vùng đất Thái Âm khác. Bình thường mà nói, xác thực như vậy. Nhưng bọn hắn nếu như đi ngược lại con đường cũ, nếu như phỏng đoán chúng ta là như vậy, mà cố ý đến vùng đất Thái Âm mai phục. Đông Hoàng Thiên Du cũng muốn tìm kiếm vùng đất Thái Âm. Đối với Tần Diễm mà nói, nơi đó có bảo vật tăng cường âm dương, đối với bọn hắn mà nói, nơi đó có huyết tinh lắng đọng ức vạn năm. Nhưng, bọn hắn không thể nào mạo hiểm. Chu Cổ Lực nói, vẫn nên đi tìm thực tinh thảo đi, đây chính là đồ tốt. Thực tinh thảo. Mặc dù tên rất sinh mãnh, nhưng cũng không phải thụ yêu cường hãn cỡ nào. Hình dạng của bọn nó vô cùng bình thường, thậm chí không sai biệt lắm cỏ dại, mà đều là trước cắm rễ lại sinh trưởng, thời gian cắm rễ thậm chí có thể tới mấy trăm năm. Bọn chúng sẽ lan tràn ra lít nha lít nhít sợi rễ, điên cuồng lan tràn vào trong địa tầng. Một gốc thực tinh thảo, nhìn từ bề ngoài chỉ có vài centimet, dưới mặt đất chỉ sợ cũng có mấy trăm mét. Nếu như bộ phận thực tinh thảo trên mặt đất bắt đầu sinh trưởng thì mang ý nghĩa chiều sâu cắm rễ dưới mặt đất đạt đến vạn mét, trải rộng ra phạm vi càng mười mấy vạn mét. Năng lực thực tinh thảo đặc biệt ở chỗ hấp thu năng lượng trong địa tầng, sau đó ngưng tụ tinh hoa, phong tỏa bên trong sợi rễ. Nếu như một gốc thực tinh thảo trên mặt đất dài đến 3 mét trở lên, mang ý nghĩa sợi rễ chạm tới hạch tâm tinh cầu, hấp thu năng lượng ẩn chứa lực lượng bản nguyên viên tinh cầu này. Những bản nguyên uy lực này sẽ được không ngừng liên tục rút ra đến bộ phận mặt đất của thực tinh thảo, sau đó kết ra bản nguyên linh quả. Thực tinh thảo vô cùng hiếm thấy, cũng rất khó tìm. Bọn chúng không chỉ có cắm rễ rất sâu, còn hình thành giao hòa cùng địa tầng, ẩn tàng lẫn nhau. Trong vũ trụ có người buôn bán hạt giống thực tinh thảo, sau đó bí mật trồng trọt đến một ít tinh cầu thần cấp, hoặc là trên tinh cầu đế cấp. Nhưng thực tinh thảo trưởng thành rất chậm. Muốn đợi đến mọc rễ vào lực lượng bản nguyên tinh cầu thần cấp, chỉ sợ đều muốn mấy vạn năm. Muốn mọc rễ vào hạch tâm tinh cầu đế cấp, càng là không biết bao nhiêu năm. Cho nên, muốn thông qua trồng trọt để thu hoạch nguyên lực tinh cầu, thật sự cần đầy đủ kiên nhẫn, còn muốn sống đủ lâu. Bọn người Triệu Tử Mạt ẩn nấp ở trong hư không, đang mong đợi Tần Diễm có thể dò xét đến thực tinh thảo cho bọn hắn. Đây chính là tinh cầu cấp chúa tể phong bế, càng là thế giới thực vật, tất nhiên sẽ có thực tinh thảo. Không chỉ có thực tinh thảo, còn có thể sinh trưởng vô số thời gian, thậm chí có khả năng chạm tới bản nguyên tinh cầu chúa tể. Tần Diễm nói, các ngươi nghĩ ngược lại rất tốt, nhưng đừng quên, đây là tinh cầu cấp chúa tể,
là có ý thức bản thân. Thực vật tương đương với con dân của hắn, hắn sẽ để cho con dân chạm tới bản nguyên mình. Triệu Tử Mạt nói, ta biết khả năng không lớn, nhưng nơi này vạn vật đều có khả năng. Nếu quả như thật đụng phải, bản nguyên ở trong đó. Tất nhiên có thể thay đổi vận mệnh một viên tinh cầu. Đông Hoàng Thiên Du chậm rãi gật đầu, đây thật sự là bảo bối tốt. Dù chỉ là bộ phận rất nhỏ cũng có thể thay đổi vận mệnh viên tinh cầu kia của Dạ An Nhiên. Nếu như nhiều một chút, nhất định có thể tăng lên thực lực của Khương Phàm. Tần Diễm thuận miệng nói. Tùy tiện tìm một chút đi, đụng phải chính là tốt số, không đụng tới cũng đừng khổ sở. Lúc này Đông Hoàng Thiên Du đột nhiên nói. Mạo muội hỏi một câu, phụ thân ngươi năm đó, từ nơi này đạt được cơ duyên gì, thúc đẩy thiên đế biến đổi đến hướng chúa tể. Đây là bí mật ở giữa chúa tể, ta sẽ nói cho ngươi. Tần Diễm rất bất đắc dĩ, nữ tử này thật coi hắn tốt tính. Loại bí mật này cũng dám nghe loạn. Nếu như có thể lại bồi dưỡng được một chúa tể, phụ thân ngươi chẳng phải có minh hữu ổn định. Vũ trụ mịt mờ này, ai còn dám khiêu chiến các ngươi? Chương 3491 Cửu Anh 3. Cái gì là minh hữu ổn định? Dạng minh hữu gì có thể giữ vững ổn định? Chúng ta đều có kẻ địch chung. Kẻ địch không có đâu. Tình cũ còn đó. Ta nói không gian tư duy ngươi còn dừng lại bên trong tinh cầu các ngươi. Vũ trụ mênh mông, thời gian đã lâu, thế cục lại phức tạp, minh hữu cùng kẻ địch đều là tạm thời, mình mới là vĩnh hằng. Lời Tần Diễm nói để Đông Hoàng Thiên Du vậy mà á khẩu không trả lời được. Triệu Tử Mạt lộ ra nụ cười thản nhiên, lời này thật đúng là không giả. Đối với cá nhân mà nói, sống mấy ngàn mấy vạn năm, xác thực có kẻ địch cùng minh hữu, nhưng đối với tinh cầu vô hạn tuổi thọ mà nói, giữa lẫn nhau rất khó sinh ra liên quan liên minh. Tiếp tục mà ổn định. Đây cũng là nguyên nhân ở giữa tất cả cấm khu cùng tinh cầu chúa tể đều duy trì tự lập độ cao. Không phải không kết minh qua, không phải không trở mặt qua, tương phản giữa lẫn nhau chỉ sợ đều kết minh qua, cũng đều kết thù qua, thời gian vô tận trôi qua xuống, cũng sẽ không tiếp tục liên lụy. Ngược lại là ở giữa đế cấp tinh cầu, tinh vực cấp thiên đế, miễn cưỡng duy trì một ít liên hệ. Đây là chúa tể cùng cấm khu dưới áp lực mạnh không thể không làm ra thỏa hiệp. Về phần chúa tể cùng cấm khu, đều là tất cả chơi tất cả. Nói cho cùng, người không nguyện ý tinh cầu chúng ta bước lên chúa tể. Đông Hoàng Thiên Du đã hiểu, trách không được gia hỏa này tán loạn khắp nơi, chỉ không đề cập tới nguyên nhân Tu La năm đó biến đổi. Theo lý thuyết, nếu Tu La ở chỗ này đạt được cơ duyên, thực hiện biến đổi cực hạn. Tần Diễm lần nữa giáng lâm nơi này, hẳn sẽ tận hết sức lực, thậm chí là điên cuồng tìm kiếm, kết quả gia hỏa này trừ tăng lên mình. Chính là săn giết đống thanh đồng kia, không hề có ý tứ tìm kiếm. Tần Diễm trầm mặc một lát, nói. Ta hy vọng các người biến đổi, nhưng chuyện này không thực tế. Làm sao lại không thực tế? Tinh vực truyền thuyết tồn tại vô tận 5 tháng, vô số cường giả tinh vực đều tiến đến tìm kiếm qua, vì sao chỉ có phụ thân ta biến đổi? Có lẽ, có khả năng là, mấy chúa tể khác cũng từng đạt được cơ duyên ở nơi này. Nhưng... Tinh vực truyền thuyết không thể nào tạo nên tinh cầu chúa tể thứ hai bên trong trăm vạn năm ngắn ngủi. Cho nên nói, đường tắt duy nhất tinh cầu các người biến đổi chính là thôn phệ hết Thương Thiên. Thương Thiên và các người đồng căn đồng nguyên, có cơ sở điều kiện dung hợp. Nếu như có thể đạt được cơ duyên từ nơi này, thôn phệ Thương Thiên há không lại càng dễ. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể chia sẻ cùng Tu La tinh vực các ngươi. Ta vừa mới nói rất rõ ràng. Tinh vực truyền thuyết không có tiềm lực tiếp tục tạo nên chúa tể. Có hay không, tìm xem nhìn. Dù là không thể nào gây nên biến đổi, mạnh lên cũng tốt. Chúng ta bây giờ tìm rất nhiều tài nguyên, đều có thể tăng lên thực lực của Khương Phàm. Tần Diễm không phải không muốn tìm, mà là vật kia không phải bọn hắn có thể đụng, làm không tốt sẽ muốn mệnh. Đông Hoàng Thiên Du không còn cưỡng cầu, ngược lại hỏi Triệu Tử Mạt. Thực tinh thảo trừ cắm rễ rất sâu, còn có đặc thù gì? Triệu Tử Mạt nói, cắm rễ càng sâu, uy lực hấp thu sơn hà càng mạnh, dung hợp cùng sơn hà càng cao, càng khó tìm. Nhưng thực tinh thảo rất bá đạo, quá độ hấp thu năng lượng sơn hà sẽ dẫn đến xâm lâm xung quanh mất đi dinh dưỡng. Cũng không phải ảnh hưởng sinh trưởng, nhưng khẳng định ảnh hưởng đến chất lượng của những đỉnh cấp dược liệu. Đông Hoàng Thiên Du rất im lặng, nói tương đương không nói. Triệu Tử Mạt cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như dễ tìm như vậy, chúng ta đã sớm tìm được. Bọn hắn tiếp tục giả mạo tinh vực tuần sát xứ, tìm kiếm các nơi tinh cầu.
Số lượng lớn bảo vật không ngừng liên tục tiến vào bảo đỉnh Tần Diễm, thậm chí còn phát hiện chí bảo như tinh toàn, bảo vật như đại địa mẫu kim. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đồng bạn Triệu Tử Mạt chờ đợi từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nếu như trong vòng một năm không đến được, không võ thiên nguyên sẽ không tuần sát hư không. Mà tinh vực truyền thuyết rộng lớn to lớn, coi như giáng lâm, muốn đụng phải lại không biết năm nào tháng nào. Tần Diễm hồi tưởng lời thiên nguyên nói, cũng dứt khoát từ bỏ chờ đợi. Trông cậy vào Long Quỷ Chí Tôn bồi tiếp hắn phục sát thanh đồng quỷ tượng, còn không bằng trông cậy vào Khương Phàm chạy ra lỗ đen tới đây. Bọn rốt cuộc hắn ở đâu? Thanh đồng quỷ tượng tiềm phục tại trong địa tầng vùng đất Thái Dương, lợi dụng pháp trận đặc biệt, ẩn nấp tung tích. Nhưng không nghĩ tới chờ đợi dòng dã nửa năm. Tính cả thời gian trước đó tập kết, bây giờ cách đại chiến lúc trước kết thúc cũng đã gần một năm. Tần Diễm chưa từng xuất hiện, ước chiến, cường giả thiên nguyên cố ý tránh né lấy bọn hắn. Thanh đồng quỷ tượng thậm chí thông qua truy sát đại đế của thiên nguyên buộc vị đại đế kia tìm kiếm thiên nguyên khắp nơi cầu cứu, đều không thể ép thiên nguyên xuất hiện. Bên trên Thái Dương thụ sâu trong vùng đất Thái Dương. Tại thời điểm kim dịch phát hiện nhóm thanh đồng quỷ tượng di động đến vùng đất Thái Dương, lợi dụng tốc độ cực hạn, sớm đến nơi này, cũng trực tiếp tiến vào trong tán cây Thái Dương thụ. Ánh sáng Thái Dương thụ chiếu xa vạn trượng, nhiệt độ cao vặn vẹo thiên địa, tràn ngập khí tức chí tôn, nhưng đối với hắn mà nói, ngược lại là vùng đất ẩn núp tốt nhất. Giấu ở trong này, ngay cả thanh đồng quỷ tượng cũng không có chú ý. Bọn hắn so với ai khác đều gấp. Thời gian kéo càng lâu, cường giả tới đây càng nhiều. Nếu như một vị chí tôn nào đó của Long Quỷ tới đây, bọn hắn còn thế nào phục sát bọn người Tần Diễm? Nhưng, sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Sau 11 tháng chí tôn đại chiến trước đó kết thúc, một tiếng gào thét đến từ bên trong hắc ám vô tận vũ trụ đưa tới con trai quỷ bí khổ sở đợi chờ bên ngoài chú ý. Con trai quỷ bí đang đứng trước cửa điện Thanh Đồng Thiên Điện, ngắm nhìn đại thụ vũ trụ phương xa. Trước đó còn đang nằm nghiêng bên trong, sau đó đứng dậu, lại sau đó đi đến cửa điện, bây giờ bước ra cột cửa, đứng ở bên ngoài cửa điện. Trước trước sau sau đều mẫu thân nó 3 năm. Chương 3492 cản đường. Đám ngu xuẩn kia không những không có bắt lấy Tần Diễm, lại còn để Tần Diễm đột phá đến chí tôn. Thanh đồng quỷ tượng truyền đến tin tức, thiên nguyên gia hỏa kia vậy mà không chịu phối hợp. Không có không võ của thiên nguyên phối hợp, bọn hắn thật rất khó tìm thấy Tần Diễm. Long Quỳ, dám nhúng tay vào chuyện giữa ta và Tần Diễm. Thật nghĩ mình là con trai cực lạc rồi. Con trai quỷ bí phẫn hận khó tự kiềm chế. Thời gian hắn tồn tại vô cùng lâu, trừ thời khắc ngủ say, hoạt động trọn vẹn trăm vạn năm bên trong vũ trụ mịt mờ. Trải qua rất nhiều chuyện, lòng sớm đã không gợn sóng, nhưng duy chỉ có trận sự kiện 300.000 năm trước kia, có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Hắn suýt chút nữa bị luyện sống. Thanh đồng chiến tộc hắn tự tay tạo nên, toàn quân bị diệt. Cuối cùng của cuối cùng, trên danh nghĩa là Tu La thỏa hiệp, nhưng trên thực tế rõ ràng là quỷ bí cấm khu bọn hắn thỏa hiệp. Đây là sỉ nhục của hắn, càng là sỉ nhục của quỷ bí cấm khu. Hắn thảm bại, quỷ bí thỏa hiệp, không chỉ có trợ giúp tăng uy danh tinh cầu Tu La cùng Tần Diễm, càng ảnh hưởng đến lực uy hiếp của quỷ bí cấm khu. Hắn thể muốn báo thù. Bây giờ thanh đồng quỷ tượng rốt cuộc cũng có quy mô đơn giản, cũng gặp phải phân thân Tần Diễm tại thời khắc đặc thù này, đương nhiên không tiếc cái giá bắt lấy. Kết quả. Thảm bại, liên tiếp thảm bại. Hắn lên cơn giận dữ, hận không thể giết vào tinh vực truyền thuyết. Hắn thậm chí phẫn hận hai không võ của Long Quỷ kia. Mặc dù từ tin tức truyền xem xét, Long Quỷ Đại Đế không có trực tiếp sát hại thanh đồng quỷ tượng, nhưng so giết càng khiến người ta buồn nôn hơn. Long Quỷ, người không cho ta thuyết pháp, ta sẽ không tha bốn đại đế của ngươi. Con trai quỷ bí nắm chặt nắm đấm, đầy dẫy sát cơ. Đúng vào lúc này, bên trong thâm không xa xôi truyền đến âm thanh gào thét phiêu miểu. Con trai quỷ bí khẽ nhíu mày, mặc dù cách rất rất xa, nhưng lấy cảnh giới thiên đế cấp của hắn, phạm vi ý thức khuếch tán có thể tới ước vạn dặm thâm không. Mà vì quan sát cường giả không ngừng đến, ý thức sớm đã bao trùm ước vạn dặm. Thời điểm âm thanh kia truyền đến, ý thức truyền đến tin tức. Một cường giả chí tôn cấp. Chí tôn, đỉnh phong chúng sinh vũ trụ, chỉ có thể ở trong tinh cầu thiên đế cấp trở lên tạo nên, hoặc là một ít tinh cầu đặc thù sinh ra mới bắt đầu diễn biến, đồng thời hấp thu toàn bộ tiềm lực viên tinh cầu kia. Bên trong thời gian 4 năm từ khi hắn tới chỗ này, trừ hoàng kim chiến tộc đại huyền thiên gia, không còn chí tôn khác đến. Cái đó là
Long Quỳ Cửu Anh, con trai quỷ bí bước ra Thanh Đồng Thiên Điện, nhìn hắc ám thâm không, thăm dò hướng về phương hướng càng xa. Cửu Anh tới, Long Quỳ đâu? Cùng thuộc cấm khu truyền thừa giả, hắn vô cùng hiểu rõ tình huống Long Quỳ Thiên Đế. Cửu Anh không thể nghi ngờ là cường giả đỉnh cấp Long Quỳ Đường Diễm dốc sức chế tạo, nói là đệ nhất chiến lực phía dưới Thiên Đế Long Quỳ Tinh Cầu đều không chút quá đáng. Nếu như Chí Tôn có đỉnh phong, đó chính là đỉnh phong. Bên trong hỗn độn hư không tinh vực truyền thuyết dày đến hơn nghìn dặm, đại đế cấp thiên yêu tham lang, luyện thiên đại đế, âm ảnh ma đế, cùng tinh ngấn chi chu và hạo dương tộc phân biệt từ các phương hướng khác nhau, theo dõi thâm không minh mông. Phương hướng thiên diệu tham lang phụ trách, chính là hướng về phía Thanh Đồng Thiên Điện. Nó rất kiêng kỵ con trai quỷ bí, cho nên từ đầu đến cuối đang mật thiết chú ý. Hắn đi ra. Hắn đang nhìn cái gì? Thiên yêu tham lang thoáng cảnh giác, theo bản năng điều động năng lượng hư không ẩn tàng càng sâu, còn tưởng rằng con trai quỷ bí nhịn không được muốn xông vào tinh cầu, kết quả vậy mà nhìn phía phương hướng khác. Là ai tới rồi sao? Vậy mà có thể gây nên con trai quỷ bí cảnh giác? Không phải là Long Quỳ tới đó chứ? Tính toán thời gian, nên tới. Thiên diệu tham lang dõi nhìn ra xa thâm không minh mông, toàn thân nở rộ lên minh mông năng lượng không gian. Mượn nhờ, hỗn độn hư không, mãnh liệt giống như đại dương làm cơ sở, cảm giác năng lượng về hướng vũ trụ. Hồi lâu, một cỗ ba động truyền về. Không phải thiên đế, không phải tinh cầu. Chí tôn, hẳn là vị chí tôn nào tới. Chí tôn nhà ai có thể làm cho con trai quỷ bí chú ý. Thiên diệu tham lang tiếp tục dò xét, chỉ dựa vào năng lực của hắn, còn chưa đủ nhìn trộm ức vạn dặm thâm không. Nhưng mượn nhờ minh mông bình chướng của tinh vực truyền thuyết, chỉ ít có thể dò xét tình huống bên ngoài mấy chục triệu dặm. Cần thông báo các tộc khác không? Một tôn không võ thần cấp đi đến bên cạnh đế tổ, cung kính cúi đầu hỏi thăm. Dựa theo thời gian ước định, bọn hắn trấn thủ một năm, hẳn là muốn rút lui. Lúc này đột nhiên có cường giả tới, là nên tiếp tục quan sát, hay rời khỏi? Dù sao khoảng cách xa như vậy, tới đều muốn 2-3 tháng nữa. Chúng ta chờ ở nơi này một chút, nơi khác tùy tiện. Đi, người đi gặp thiên đế thông báo một tiếng. Thiên yêu tham lang nhìn trộm thâm không, đầu tiên muốn xác định rốt cuộc là vị chí tôn nào tới. Khả năng nhất hẳn là Long Quỳ, nhưng không bài trừ là chí tôn khác. Hơn 2 tháng sau, một cự vật to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt thiên yêu tham lang. Sát khí cuồn cuộn, sôi trào vũ trụ. Mát lạnh gào thét, vang vọng hắc ám. Một tôn cự thú giữ tợn dương cánh mấy trăm dặm, hai cánh nặng nề cứng cỏi, như cánh rồng che trời, trên cổ có 9 cái đầu, giống như 9 đầu cự long màu xanh đen đang gầm thét, móng vuốt giống như núi lớn đạp tan thâm không, như có thể đạp nát tinh thần, xé rách mênh mông màn trời, cái đuôi thật dài lôi ra hơn trăm dặm, ở hai bên đong đưa nhấc lên thâm không vô tận gợn sóng. Cửu Anh, chiến thú mạnh nhất Long Quỳ tinh cầu. Thiên yêu tham lang âm thầm hít một hơi. Cự thú 9 đầu như thế này. Rất nhiều tinh cầu đều có, nhưng duy chỉ có Long Quỳ tinh cầu bồi dưỡng Cửu Anh đến cực hạn. Không, là cực hạn của cực hạn. Nghe nói Cửu Anh thậm chí đánh giết qua cự thú chí tôn cấp khác. Toàn bộ rời khỏi, đi thông báo thiên đế, Cửu Anh Long Quỳ tinh cầu tới. Thiên yêu tham lang thét lên ra lệnh tộc nhân rời khỏi hư không, tự mình nhìn chằm chằm cự thú khủng bố nhanh chóng tới gần trong hư không, hai đầu lông mày ngưng tụ lại mấy phần khẩn trương. Chương 3493 cảnh cáo, kỳ hạn 3 tháng. Hắn không phải sợ Cửu Anh, mà là cử động con trai quỷ bí không tầm thường. Ầm ầm, Thanh Đồng Thiên Điện sôi trào lên ánh sáng màu xanh cuồn cuộn, giống như ngôi sao hoành hành về phía trước, đi đến bên trên quỹ tích Cửu Anh di động. Cửu Anh lập tức đã nhận ra bầu không khí khiêu khích, hai cánh mãnh liệt chấn kích, thân thể nhanh chóng xoay tròn, áp chế tốc độ đang phóng tới đến cực hạn. Trọn vẹn vọt lên mười mấy vạn dặm. Mới dừng lại tốc độ. Con trai quỷ bí, vì sao cản đường ta đi? Cửu Anh nện bước móng vuốt giống như cự nhạc, giữ chặt hắc ám thâm không, 9 cái đầu toàn bộ giơ lên cao cao, rằng co Thanh Đồng Thiên Điện xa xa. Ngươi vì sao mà đến? Con trai quỷ bí nhìn chằm chằm Cửu Anh, không có phát hiện dấu hiệu Long Quỳ tinh cầu, nhưng... Trên lưng Cửu Anh vậy mà tung bay một thuyền giấy. Đó là một trong cửu hung, Nhậm Thiên Táng. Ngươi nói lời ba hoa, rất nhàn sao? Ngươi nói tại sao ta đến? Cái cây lớn như vậy, 9 cắp mắt của ta đều không nhìn thấy. Cửu Anh rất không khách khí. Gia hỏa này đột nhiên ngăn hắn lại, khẳng định có mục đích. Cấm khu hai bên chưa bao giờ liên hệ,
đây càng không phải người hiền lành, cho nên chặn đường. Không có có ý tốt. Cửu Anh trước tiên nghĩ đến một vấn đề, tín hiệu cầu cứu đến từ tinh vực truyền thuyết sẽ không phải có liên quan với thanh đồng quỷ tượng đó chứ. Cửu đầu trùng, nói chuyện tôn trọng một chút, chủ tử nhà ngươi cũng không dám làm càn ở trước mặt ta. Tiểu quỷ, nếu như ngươi không có lý do đột nhiên ngăn lại Đường Diễm, nếu là hắn tôn trọng ngươi, ta theo họ ngươi. Tránh ra, chớ cản đường. Tinh vực truyền thuyết mở ra cho vũ trụ, ai đụng phải đều có thể tiến vào, không phải lãnh địa quỷ bí cấm khu ngươi. Ngươi có thể tiến, nhưng tình huống bên trong tương đối phức tạp. Ta muốn sớm nói rõ với ngươi. Con trai quỷ bí rất muốn bắt sống Cửu Anh, bức bọn người Triệu Tử Mạt đi ra, nhưng nghĩ tới Long Quỷ cùng Cực Lạc cấm khu, vẫn nhịn được. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn không hy vọng trở mặt cùng Long Quỷ, gây phiền toái cho quỷ bí cấm khu, dù sao hắn cùng Tần Diễm đối đầu, tiếp theo tránh không được các loại va chạm, dưới loại tình huống này vẫn đừng nên liên lụy đến Cực Lạc cấm khu thì tốt hơn. Ngươi giết huynh đệ Long Quỷ tinh cầu ta. 9 cái đầu Cửu Anh đều lộ ra hung tướng. Ta cho Long Quỷ mấy phần mặt mũi, tạm thời còn không có giết bọn hắn. Nhưng, mấy huynh đệ kia của ngươi 5 lần 7 lượt khiêu khích thanh đồng chiến tộc ta, cho đến trước mắt đã tạo thành nhiều vị đế cấp cùng thần cấp tử vong. Huynh đệ nhà ta rõ ràng nhất, không phải các ngươi chủ động khiêu khích, bọn hắn tuyệt đối không phản kích. Cửu Anh cảnh giác, quả nhiên có liên quan cùng thanh đồng quỷ tượng. Huynh đệ các ngươi, gây họa tại tinh vực thần thoại, bị hoàng kim chiến tộc truy sát đến nơi này. Bọn hắn cùng đường mặt lộ, hợp tác cùng một người không nên hợp tác. Người nào? Con trai Tu La, Tần Diễm. Thể hiện Cửu Anh tràn đầy hung ác từ từ nghiêm trọng. Tần Diễm. Tử địch quỷ bí cấm khu. Ai không hiểu chuyện như thế, vậy mà liên lụy đến trong loại chuyện này. Nhậm Thiên Táng đều từ thức tỉnh bên trong minh tưởng, nhìn phía thanh đồng thiên điện phương xa. Tinh vực thần thoại. Cổ lão tinh vực bên ngoài trăm ức giảm kia sao? Ai đã chạy tới nơi nào? Hai huynh đệ các ngươi là Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực. Bọn hắn mang theo Tần Diễm đang chạy loạn khắp thế giới, không chỉ có trợ giúp Tần Diễm nhiều lần thoát khỏi chúng ta đuổi bắt, còn phối hợp Tần Diễm khởi xướng phản kích. Ta nói rõ với ngươi. Nếu như bọn hắn trực tiếp giết chết thanh đồng quỷ tượng nào đó, đây sẽ bị coi là triệt triệt để tuyên chiến. Ta đại biểu quỷ bí cấm khu, tiếp nhận khiêu chiến này. Nếu như bọn hắn không có trực tiếp tham dự, đây cũng bị coi là khiêu khích nghiêm trọng quỷ bí cấm khu, bọn hắn nhất định phải trả giá đắt, Long Quỷ Thiên Đế các ngươi càng cần tự mình cho ta giải thích. Lão Triệu cùng Lão Chu, 9 cái đầu Cửu Anh nhìn về phía tinh vực truyền thuyết, hai người bọn hắn đều không phải người lỗ mãng, làm sao hãm vào trong loại việc phiền toái này. Lại là tinh vực thần thoại, lại là con trai quỷ bí, còn con trai Tu La. Đây là ngại Đường Diễm gần đây trải qua quá thoải mái. Nhậm Thiên Táng nói. Chuyện không đơn giản, hẳn là có nguyên do khác. Con trai quỷ bí chắp tay đứng trước thanh đồng thiên điện, lạnh lẽo cảnh cáo Cửu Anh. Bọn hắn có thể sống đến bây giờ là bởi vì ta cực kỳ gắng sức kiềm chế, là xuất phát từ một ít ước định ở giữa cấm khu cùng cấm khu. Nhưng ta nhẫn nại có hạn độ. Nếu các ngươi đã tới liền tìm đến bọn hắn cho ta, dẫn bọn hắn rời đi. Ta cho các ngươi thời gian 3 tháng. 3 tháng sau, nếu như các ngươi không đến, bọn hắn cũng không tới. Mặc kệ bọn hắn có trực tiếp sát hại thanh đồng chiến tộc ta hay không, ta coi là tuyên chiến. Con trai quỷ bí không có tiếp tục ngăn cản, nhường đường, nhắc nhở lần nữa. 3 tháng, ta chờ các ngươi 3 tháng. 3 tháng vừa đến, nếu như tới, chuyện còn có bàn bạc. Nếu như không đến, hậu quả do các ngươi gánh chịu. Cửu Anh không nói gì, mang theo Nhậm Thiên Táng xông về tinh vực truyền thuyết. Trước tiên làm rõ ràng chuyện lại nói. Nếu thật sự là Triệu Tử Mạt tên kia hồ nháo, nên giải quyết liền giải quyết. Nhưng nếu như có nguyên nhân khác, tuyên chiến liền tuyên chiến, chả lẽ lại sợ ngươi? Khi Cửu Anh phóng tới ngàn vạn dặm, vào tới hỗn độn hư không bên ngoài tinh vực truyền thuyết, Nhậm Thiên Táng giơ lên tinh xa thần bí, vẩy về phía hư không. Hư không phiêu đãng, như hải triều mãnh liệt, gánh chịu lấy ấn ký đặc biệt, khởi xướng kêu gọi hướng về tinh vực truyền thuyết. Tựa như lúc trước Chu Cổ Lực phóng thích mê quang hướng ra vũ trụ, đều là phương thức liên lạc Đường Diễm tự mình chuẩn bị cho bọn họ. Tuy nhiên bọn hắn vừa mới tiến vào hư không đã nghe đến thanh âm thần bí mà phiêu miểu. Ta là Thiên Diệu Tham Lang, phụng mệnh Thiên Nguyên Thiên Đế, chờ đợi ở đây đã lâu. Các ngươi không cần nói chuyện với ta, tuân theo ta chỉ dẫn, ta mang các ngươi đi tìm Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực.
Cửu Anh cùng Nhậm Thiên Táng đều nghe được thanh âm, vẻ mặt lần nữa nghiêm trọng, làm sao còn liên lụy đến Thiên Nguyên tinh vực. Chương 3494 Thiên Kiếp Cao Nguyên. Truyền thuyết tinh vực mở ra đến nay, đã 7 năm. Ban đầu cường giả Thiên Nguyên xông tới đến nay, cũng đã 5 năm. Phần lớn địa khu cơ bản đều được thăm dò, thấy bảo mặt ngoài có thể nhìn vật cơ bản đều phát hiện. Cường giả các phương cũng bắt đầu bình tĩnh lại, thăm dò bí cảnh ẩn tàng, tìm kiếm linh bảo đặc thù. Từ từ, một chỗ cấm khu đặc thù đưa tới càng ngày càng nhiều cường giả chú ý. Phạm vi cấm khu vượt qua vạn dặm. Trên này tinh cầu cấp chúa tể minh mông, vạn dặm cấm khu mặc dù vô cùng khổng lồ, nhưng so với những cấm địa khác cũng không tính đột xuất. Cấm khu này là phiến cao nguyên đột ngột nhảy lên. Trong hoang dã rộng lớn vô ngần, đột ngột xuất hiện, vách núi xung quanh cao tới mấy trăm dặm, định phá sương mù 9 tầng mây, muốn chạm đến hỗn độn hư không. Từ hoang dã nhìn ra cao nguyên xa xa, phía trên lượn lờ kỳ quang, thiên uy cuồn cuộn, vô cùng thần kỳ. Cường giả chú ý tới nơi này đều rất kích động, đều vượt qua hoang dã, chạy tới nơi này điều tra thăm dò. Mặc dù phía trên kia nhìn rất nguy hiểm, nhưng nơi nguy hiểm thường thường đại biểu cho cơ duyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Càng nguy hiểm, cơ duyên càng lớn. Nhưng khi bọn hắn bắt đầu thăm dò, lại phát hiện xung quanh cao nguyên khuấy động áp bách cường thịnh, càng đi lên, áp bách càng lớn. Cường giả thánh hoàng cảnh, chỉ bằng vào thực lực mình vậy mà bò không đến đỉnh. Cường giả thần cấp đều vô cùng cố hết sức, thậm chí đau đớn, cần sử xuất tất cả vốn liếng, giống như một trận khảo nghiệm tàn khốc. Mà khi coi bọn hắn thiên tân vạn khổ leo đến cao nguyên, không đợi thở một ngụm, trong mây mù mênh mông sẽ lập tức bộc phát ra lôi kiếp tràn ngập đất trời, trút xuống đầu bọn hắn. Nhẹ thì bị đánh xuống cao nguyên, nặng thì hôi phi yên diệt. Đây là nơi độ kiếp. Vùng đất thần linh đỉnh phong bước lên biến đổi về phía đế cấp. Sau khi rất nhiều cường giả biết tình huống nhao nhao lui ra, nhưng không lâu sau đó, có đại đế ngạnh kháng lôi kiếp thăm dò cao nguyên, vậy mà ngóng nhìn thấy một gốc đại thụ che trời từ sâu trong vô tận lôi kiếp. Tin tức truyền ra, lần nữa dẫn phát oanh động. Chẳng lẽ thế giới này độ kiếp, cũng là linh thụ đặc thù nào đó đang chỉ dẫn? Là gốc cây kia đang phóng thích thiên kiếp? Hay gốc cây kia đang thao túng thiên kiếp? Càng ngày càng nhiều đại đế tập kết, chống đỡ lôi kiếp giống như mưa to gió lớn thảm liệt gian nan bước lên hướng về đại thụ sâu trong cao nguyên. Bọn hắn không chỉ tìm tòi hư thực, càng đang mong đợi trên gốc cây kia có chút gì đó. Ví dụ như, có phải có linh quả gì hay không? Ví dụ như, rỡ xuống một nhánh trạc cây, phải chăng có thể biến thành vũ khí, hướng truyền thuyết chúa tể mời đến thiên kiếp? Bọn người Triệu Tử Mạt bị hấp dẫn đến nơi này. Là thiên kiếp. Đỉnh cao nguyên chiếm cứ năng lượng thiên kiếp rất mạnh. Triệu Tử Mạt cẩn thận cảm nhận, thể hiện lãnh đạm vậy mà hiện ra vẻ chấn động hiếm thấy. Hắn nghiên cứu thiên kiếp, có đặc biệt phán đoán đối với thiên kiếp. Năng lượng phía trên quả thực là khủng bố, tựa như lôi chỉ có ý thức ngưng tụ cùng lắng đọng vô biên, lấy không hết, dùng mãi không cạn, đủ để thẩm phán hơn 10 thần linh đỉnh phong, thậm chí có thể thẩm phán đại đế. Thẩm phán đại đế là có ý gì? Chẳng lẽ còn có thể biến đổi đến chí tôn sao? Các ngươi có muốn thử một chút hay không? Đông Hoàng Thiên Du nhìn thiên kiếp cao nguyên, cổ động vạn đạo thần thụ cùng thiết long cổ thụ. Vạn đạo thần thụ ở thế giới của bọn hắn cũng đã là thần linh đỉnh phong, đến nơi đây nuốt luyện vô số bảo quả, lại lấy được thăng hoa. Địa ma thụ đã đến thần linh đỉnh phong. Thiết long cổ thụ một năm trước cũng hoàn thành biến đổi, bước vào thần cảnh. Vạn đạo thần thụ lập tức sao động. Nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Chúng ta còn chưa bắt đầu hư hóa. Đông Hoàng Thiên Du nói. Thế giới khác nhau, hệ thống thẩm phán khác biệt. Thế giới của chúng ta cần phải có quá trình như vậy, thế giới khác không nhất định. Nơi này là thế giới thực vật, người thấy thực vật nào hư hóa. Để bọn người Triệu Tử Mạt bồi tiếp ngươi, đi lên thử một chút, không được liền ngươi ném xuống. Nhưng nếu như thành thì sao? Đông Hoàng Thiên Du một tiếng hỏi lại để vạn đạo thần thụ vừa mới tỉnh táo cảm xúc lần nữa sao động. Đúng vậy, nếu như thành thì sao? Nơi này có 4 vị đại đế, còn có chí tôn trông coi. Vì sao không thử một chút? Từ sau khi Đông Hoàng Thiên Du mấy năm trước đó nhắc nhở hắn, hắn đang suy nghĩ tương lai mình là đi hay ở. Muốn đột phá trong thế giới Khương Phàm, chỉ sợ thật cần Khương Phàm cho phép. Được hay không được, tất cả tại Khương Phàm. Nhưng nơi này, hẳn tương đối là công bằng rất nhiều. Thiết long cổ thụ có chút do dự,
dù sao vừa mới đột phá đến thần cảnh, còn chưa tới đỉnh phong, trực tiếp xông vào đế cảnh. Địa ma thụ không thèm để ý, hắn muốn về thế giới của hắn, biến đổi trong lúc thiên đế chú ý. Vạn đạo thần thụ huy động trạc cây, nói với mấy người Triệu Tử Mạt. Vất vả các ngươi, phối hợp ta. Giúp một cái. Đông Hoàng Thiên Du cũng thay vạn đạo thần thụ thỉnh cầu. Nàng cũng không sợ vạn đạo thần thụ sau khi đột phá lưu lại. Nơi này mặc dù là thế giới thực vật, nhưng thời gian vừa đến, cuối cùng sẽ phong bế. Vạn đạo thần thụ làm kẻ ngoại lai, muốn sinh hoạt 500.000 năm ở bên trong thế giới đóng kín này. Vạn đạo thần thụ dù bây giờ có chút ý khác, cuối cùng khẳng định theo bọn hắn rời khỏi. Chu Cổ Lực nói, bọn ta phối hợp, thế này lên đi. Tần Diễm nói, các ngươi độ kiếp, ta đến sâu trong cao nguyên tìm kiếm. Sau khi bọn hắn tản ra, chống đỡ áp bách mãnh liệt tràn ngập đất trời chạy tới đỉnh núi. Chương 3495 quyết tâm. Vạn đạo thần thụ di chuyển dễ dàng, vũ động trạc cây, tự mình trèo lên trên. Tại một khắc chạm đến vách núi mặt ngoài kịch liệt nhúc nhích, ngay sau đó áp bách nơi này đột nhiên tăng vọt. Vạn đạo thần thụ bị ép đến dưới đất, trạc cây vỡ vụn, lá cây bay lên, phát ra gào thét đau đớn thảm liệt. Đông Hoàng Thiên Du giật mình, cường giả thần cấp khác trèo lên trên giống như không có nghiêm trọng như vậy. Chẳng lẽ nơi này chỉ nhằm vào cây thần cấp? Nàng nghiêm túc nhắc nhở. Đừng có ngừng, đây giống như bậc thang đăng thiên kiều, là bước đầu tiên khảo nghiệm. Nơi này thẩm phán hẳn là chỉ nhằm vào cây cối. Nơi này chỉ là nơi chặn đường thực vật. Triệu Tử Mạt ở trong hư không như có điều suy nghĩ, áp bách vậy mà tính nhắm vào mạnh lên, khẳng định có nguyên nhân. Vạn đạo thần thụ gian nan chống lên, vũ động trạc cây, phát ra tiếng gào thét cuồng liệt. Hắn điều năng lượng bên trong tất cả kén cây, không ngừng liên tục tràn vào thân thể, điều động các loại bí thuật, hướng về đỉnh núi gian nan bước lên. Oanh, oanh! Vô hình áp bách giống như bàn tay từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt oanh kích vào vạn đạo thần thụ. Vạn đạo thần thụ cảm giác giống như muốn bị đập nát, nhưng càng như vậy, càng là kích phát ra hào hùng của hắn. Đã có chân áp, nói rõ nơi này tiếp nhận thẩm phán hắn. Cũng mang ý nghĩa, hắn có hy vọng thành công. Không cần thông qua khương phàm hư hóa quy tắc, trực tiếp có thể bước lên đế cảnh, đây không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất của hắn khi đi đến tinh cầu này. Hắn muốn xưng đế. Hắn muốn dung hợp vạn đạo pháp tắc. Nếu quả như thật thành công, hắn thậm chí có hy vọng khởi xướng trùng kích lên chí tôn. Khí thế thật sự rất mạnh. Đông Hoàng Thiên Du cùng Triệu Tử Mạt đều có chút căng thẳng, áp bách này có phải có chút quá rồi hay không? Cái này không phải khảo nghiệm, đơn giản chính là thẩm phán. Hống hống hống. Vạn đạo thần thụ phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, 18 đầu rễ già trắng kiện cuồng dã bước lên, trạc cây còn lại oanh oanh liệt liệt trùng kích vách núi. Hắn đón thiên uy bước lên. Đây là một trận khảo nghiệm, càng là một trận rèn luyện. Tàn khốc mà đau đớn. Bọn người Triệu Tử Mạt bước lên trong hư không, cũng gian nan chống cự lại thiên uy trùng kích, bồi tiếp vạn đạo thần thụ di động đi lên cao nguyên. Tình huống nơi này hấp dẫn rất nhiều thần linh chú ý. Gốc cây kia không phải là tòa kỵ của tinh vực tuần sát sứ à? Nó tới đây làm gì? Bò rất gian nan. Hắn là thần linh cảnh, yếu ớt như vậy sao? Chúng ta trèo lên trên, mặc dù cũng khó, nhưng không đến mức liên tiếp rơi xuống. Vị tinh vực tuần sát sứ kia đâu? Bọn hắn tới đây là ngăn cản chúng ta xông vào cấm khu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng không có người nào đi qua khiêu khích. Phía trên thế nhưng là thiên kiếp cấm khu. Nếu như tuần sát sứ ghi chép lại bọn hắn mạo phạm, nói không chừng thiên kiếp sẽ oanh về phía bọn hắn. Vẫn khiêm tốn một chút, chờ lấy các đại đế thăm dò cây thần bí đại thụ sau lại nói. Vạn đạo thần thụ trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc cũng bò lên trên cao nguyên. Quá khó khăn. Mỗi khi trèo lên trên 10 mét, thiên uy sẽ tăng cường một phần. Khoảng cách mấy trăm dặm, mấy trăm ngàn mét, vạn đạo thần thụ cơ hồ bị ép tới tan xương nát thịt, không ngừng từ chỗ cao rơi xuống, nện vào hoang dã sau đó tiếp tục leo lên. Vạn đạo thần thụ có loại ảo giác, đây là chủ nhân thế giới không muốn để cho hắn lên đi. Nhưng, nếu quả thật không muốn để cho hắn lên đi, trực tiếp ngăn chặn là được, đây cần thiết gia tăng uy thế từng tầng từng tầng. Đây càng giống như một loại khảo nghiệm. Vạn đạo thần thụ cố nén đau đớn, nghiền ép tiềm lực. Một lần lại một lần trèo lên trên, một lần lại một lần thiêu đốt mình, các loại bí thuật giao thế sử dụng, đối kháng áp chế kinh khủng. Bọn người Đông Hoàng Thiên Du nhìn mà nhíu chặt mày.
khó khăn như thế sao? Có phải cân nhắc từ bỏ hay không? Dù sao bây giờ chỉ là bắt đầu, đến đỉnh núi, mới thật sự là khảo nghiệm đi. Bây giờ cũng sắp chết, phía trên chẳng phải trực tiếp phế bỏ. Nhưng nhìn vạn đạo thần thụ gần như điên cuồng, vẫn quyết định để hắn thử một chút. Dù là một trận lôi chiều trực tiếp đánh xuống cũng coi như tuyệt vọng rồi. Địa ma thụ cùng thiết long cổ thụ nhìn vạn đạo thần thụ thê thảm, đều âm thầm líu lưỡi, may mắn không có lung tung nếm thử. Đây quả thực là tra tấn. Ta có thể làm, ta có thể làm. Vạn đạo thần thụ gian nan leo lên trên. Hắn muốn chứng minh mình không cần trải qua khương phàm bố thí, có thể bước lên đế cấp. Mà cái này, chỉ sợ là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu như thất bại, sau đó hoặc là chỉ có thể làm thần linh đỉnh phong, hoặc là liền cúi đầu trước khương phàm. Một ngày, hai ngày, một lần, hai lần. Vạn đạo thần thụ cũng không biết mình bò lên bao nhiêu ngày, ngã xuống bao nhiêu lần, khổng lồ chiến khu đã từng thẳng tắp vạn mét, cành lá rậm rạp, bây giờ chỉ còn thân thể rách dưới cùng hơn 10 đầu trạc cây nhỏ bé. Các cường giả tụ tập xa xa đều không hiểu thấu, đây là thế nào? Cái này nha phạm sai lầm, đang tiếp thụ chúa tể trừng phạt sao? Thật hung ác, đây là muốn tươi sống giết chết hắn. Rốt cuộc cũng. Vạn đạo thần thụ trải qua 17 ngày gian nan leo lên, trước sau rơi xuống vượt qua 3.000 lần, rốt cuộc cũng vung lấy chạc cây, nện bước dễ dàng, khiêm thần ma thiên uy khủng bố đến đập vụn bò lên trên cao nguyên. Giờ khắc này, hắn cơ hồ là tan xương nát thịt, toàn thân trên dưới không hề hoàn hảo nơi. Nhưng, không đợi vạn đạo thần thụ thở một ngụm, vô biên vô tận lôi kiếp như đại dương mênh mông bạo động, mang theo uy lực vạn đạo bao phủ tới phía nó. Chương 3496 thiện ý của chúa tể thế giới. Lôi quang chói mắt, chiếu thấu thiên địa cùng không gian, lôi chiều bạo động, bên trong có vạn đạo tia sáng tràn ngập lít nha lít nhít đạo ngấn. Vạn đạo thần thụ kinh hãi đến tuyệt vọng, suýt chút nữa trực tiếp nhảy đi xuống. Hắn đã đến cực hạn. Không chỉ là thân thể, còn bao gồm ý chí. Con đường vừa đi qua kia không thể nghi ngờ là quãng đường hắn đời này đi gian nan nhất, cũng hao hết toàn bộ tiềm lực. Thôi, tiếp nhận một đợt lôi chiều bạo kích, thể nghiệm một lần thiên uy của chúa tể, lui xuống. Ầm ầm, lôi kiếp chiều dâng hủy trời diệt đất, như là uy lực chúa tể muốn thẩm phán sinh linh nhỏ bé. Trong lôi chiều, tràn ngập lực lượng uy lực vạn đạo pháp tắc thế giới này, so với khương phàm nơi đó càng hùng hậu càng kinh khủng hơn. Chuẩn bị ra tay, dẫn hắn rời khỏi nơi này. Vẻ mặt Đông Hoàng Thiên Du nghiêm trọng, cỗ uy thế này quá kinh khủng. Thiên kiếp chúa tể cấp thế giới, quả nhiên khác biệt thiên đế cấp, mà, tình huống pháp tắc cũng có khác biệt, rất khác biệt với sự lĩnh hội của vạn đạo thần thụ. Vạn đạo thần thụ có thể tới nơi này, rất để cho người ta bội phục, cho bản thân cảm nhận chút uy lực của thiên kiếp liền kết thúc đi. Lão Chu, phối hợp lỗ lỗ thú. Chờ ta ra hiệu. Triệu Tử Mạt nắm chặt cần câu, chuẩn bị cưỡng ép cắt đứt thiên kiếp, tranh thủ ngắn ngủi thời gian. Chu cổ lực cùng lỗ lỗ thú đang gian nan duy trì bình chứng không gian trong lôi kiếp vạn đạo bạo động tràn ngập đất trời, bên trong xen lẫn năng lượng không gian. Các ngươi lui ra, tất cả lui ra. Lúc này, vạn đạo thần thụ đột nhiên phát ra gào thét giống như run rẩy, điên cuồng vũ động trạc cây trong lôi chiều bạo động. Thanh âm khàn giọng đau đớn, nhưng lại mang theo vài phần điên cuồng. Đây không phải thiên kiếp hủy diệt thần linh, đây là thiên kiếp tạo nên đại đế. Vạn đạo thần thụ kích động. Vừa mới nghênh tiếp trong chốc lát, hắn cơ hồ muốn vỡ vụn, cũng chuẩn bị kỹ càng rời khỏi, nhưng ngay sau đó phát hiện nguồn sáng nguyên vạn đạo không ngừng tràn vào thân thể, đang kích ra các loại bí thuật bên trong thân cảnh khắp thân thể hắn. Từng bí thuật được thắp sáng, được rèn luyện, được chỉ dẫn, được tạo nên, giống như trở về bản nguyên. Vạn đạo thần thụ đột nhiên hiểu rõ. Thế giới này không có uy lực thẩm phán tàn khốc như vậy đối với thực vật, ngược lại sẽ chủ động trợ giúp trưởng thành, biến đổi. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được thiên uy, leo lên mấy trăm dặm lại tới đây liền mang ý nghĩa ngươi chuẩn bị kỹ càng. Chúa tể sẽ thừa nhận ngươi, tiếp nhận ngươi, sau đó giúp ngươi biến đổi. Cuồn cuộn lôi kiếp mặc dù nhìn rất khủng bố, nhưng thật ra là đang rèn luyện. Thiên trùy bách luyện, tạo nên đế khu, phóng thích năng lượng đối ứng, chỉ dẫn ngươi biến đổi độ sâu. Vạn đạo thần thụ rất kích động, đến đúng nơi. Đông Hoàng Thiên Du hai mặt nhìn nhau. Đều nhìn chằm chằm vạn đạo thần thụ quan sát thật kỹ. Tạo nên. Không phải là hủy diệt sao? Sau một hồi, Đông Hoàng Thiên Du nói với địa ma thụ cùng thiết long cổ thụ. Còn đứng ngây đó làm gì?
nhanh đến phía dưới, trèo lên trên. Địa ma thụ cùng thiết long cổ thụ bừng tỉnh, nhao nhao xông ra hư không, rơi xuống mấy trăm dặm vách núi, đập ầm ầm trong hoang dã. Địa ma thụ mãnh liệt đong đưa chiến khu, hướng về cao nguyên khởi xướng khiêu chiến. Thiết long cổ thụ điên cuồng nuốt mấy khối linh quả, cũng bắt đầu leo lên vách núi. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực đều hai mặt nhìn nhau, thế giới thực vật quả nhiên khác biệt, vậy mà chủ động tạo nên. Mặc dù phía trước đi leo lên vô cùng gian nan, nhưng so sánh thế giới của bọn hắn mà nói, rõ ràng muốn đơn giản hơn nhiều. Địa ma thụ cùng thiết long cổ thụ đều khuấy động kích tình cuộn trào, phấn đấu quên mình trèo lên trên. Có thể xưng đế. Thế giới này vậy mà có thiện ý đối với thực vật. Ha ha, cơ hội ngàn năm một thuở. Bọn hắn sắp xưng đế. Nhưng, áp bách tràn ngập đất trời thật sự quá mạnh. Không chỉ có tàn phá thân thể, còn khảo nghiệm ý chí. Thiết long cổ thụ nương tựa theo thân thể đặc biệt cứng rắn, lần lượt leo đến nửa đường, nhưng lại hướng lên thì khó khăn. Trước trước sau sau bò lên 100 lần, đều không thể vượt qua đạo khảm nửa đường kia. Cuối cùng, hắn tiếc nuối từ bỏ. Dù sao vừa mới tiến thần linh cảnh giới, xa không tới đỉnh phong. Xem ra chỉ có đến thần linh đỉnh phong mới có hy vọng đột phá áp bách. Địa ma thụ ngược lại càng đánh càng hăng. Dù sao cảnh giới còn tại đó, trước đó thậm chí nuốt luyện một khối huyết tinh, đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lân phiến toàn thân hắn bị ép tới vỡ vụn, huyết nhục chiến khu cứng cỏi sụp ra khe hở thảm liệt. Lần lượt gào thét, hắn rơi xuống từ mấy trăm dặm vách núi. Lần lượt gào thét, hắn hướng về cao nguyên nguy nga khởi xướng khiêu chiến. Đông Hoàng Thiên Du không tiếc dùng bảo vật để địa ma thụ giữ vững tỉnh táo, giữ vững sức sống mênh mông. So với vạn đạo thần thụ, nàng đương nhiên càng hy vọng địa ma thụ có thể đột phá. Đế cấp địa ma thụ, nếu như khôi phục hình thái bình thường, kia chính là quy mô cỡ nào, không thể nghi ngờ là chiến tranh cự thú. Càng quan trọng hơn là, nếu như vạn đạo thần thụ cuối cùng thật có dị tâm gì, địa ma thụ cũng có thể khai thác chút biện pháp. Sau nửa tháng, địa ma thụ đến cao nguyên. Dáng vẻ cũng phá thành mảnh nhỏ, rất chật vật, cơ hồ muốn bất tỉnh. Lôi chiều bạo động, thiên kiếp giáng lâm, mang theo pháp tắc ảo diệu đặc biệt che mất địa ma thụ, bắt đầu độ sâu biến đổi. Thế giới này rất hiền lành. Đông Hoàng Thiên Du rung động. Vậy mà không cần hư hóa. Chỉ cần có thể tiếp nhận khảo nghiệm thiên uy liền có thể tự mình trợ giúp người biến đổi. Chương 3497 thiên kiếp quả. Chỉ là không biết loại biến đổi chúa tể tự mình ban cho này và loại tiếp dẫn biến đổi kia của thế giới bọn hắn, có cái gì khác biệt? Có lẽ có lợi và hại. Nơi này dù sao cũng là chúa tể, tự mình biến đổi, khẳng định là không yếu. Sâu trong cao nguyên, lôi chiều như hải dương cuồng bạo, nhấc lên chồng chất lôi chiều cuồng kích bốn phương tám hướng, mây mù trong không trung khuấy động tuyệt thế thiên phạt, chấn áp cường giả xung quanh mạo phạm. Phương hướng khác nhau. Hơn 10 vị đại đế đang gian nan tới gần cây đại thụ thần bí kia. Thiên kiếp đại thụ cắm rễ cao nguyên, rễ già như vạn long nhấc lên, giao thoa tại mặt đất, đại thụ cao thẳng đi vào hư không, cao không biết bao nhiêu vạn mét, dưới lôi kiếp cuồn cuộn, loại uy thế đập vào mặt để đại đế cao ngạo đều run sợ trong lòng. Nó giống như sứ giả chúa tể, thiên phạt trưởng khống giả, uy thế đạt đến vấn đề chí tôn. Nhưng, các đại đế càng hướng về phía trước thì càng kích động. Bởi vì nhìn thấy hình dáng đại thụ rõ ràng hơn. Trong tán cây vậy mà chiếm cứ rất nhiều tia sáng dị dạng. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng khẳng định là bảo bối. Bảo bối cấp chí tôn. Hay có liên quan đến thiên kiếp thần bí. Cảm xúc bọn hắn bành trướng, chống cự lại lôi chiều cuồng kích, tiếp tục gian nan bước lên phía trước. Mặc dù không ngừng bị đánh lui, không ngừng bị trọng thương, nhưng những bảo bối sâu trong lôi chiều mênh mông lại giống như đèn sáng hấp dẫn bọn hắn. Kích thích bọn hắn. Nhất là nghĩ đến Tần Diễm vậy mà có thể biến đổi đến cảnh giới chí tôn, bọn hắn vì sao không được? Mặc dù các loại tiên thiên nhân tố ở bên trong, nhưng vẫn khơi dậy những đại đế bọn hắn huyễn tưởng. Nếu như được thì sao? Vạn nhất thì sao? Đúng không? Linh quả tượng trưng cho thiên kiếp này có lẽ chính là cơ duyên bọn hắn mong đợi. Hỗn độn yêu đế, thiên văn đế tổ, xích đồng thiên lân các thiên nguyên đại đế lần lượt tụ tập lại một chỗ. Cùng nhau chống cự lại lôi chiều bạo kích, liên thủ trùng kích hướng về phương xa. Oanh! Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh trầm muộn, cơ hồ vượt trên thanh chiều do lôi chiều bạo động. Bọn người hỗn độn yêu đế nhao nhao quay đầu nhìn ra xa. Sâu trong lôi chiều chói mắt dữ dằn, vậy mà có một quái vật khổng lồ đi tới, thân cao trăm trượng,
nguy nga thẳng tắp, toàn thân quấn quanh huyền hoàng thủy triều, đối kháng vô tận lôi triều cuồn cuộn. Hắn giống như nhận lấy chiếu cố đặc thù, quy mô cùng năng lượng lôi triều để bọn người hỗn độn yêu đế đều sắp nứt cả tim gan, nhưng hắn vẫn vững vàng đi về phía trước, từng bước một, chấn động đến đại địa lay động, thiên địa gào thét, vậy mà từ từ đuổi kịp bọn hắn. Tần Diễm. Bọn hắn gian nan dịch chuyển khỏi hơn 10 dặm, kéo ra khoảng cách cùng Tần Diễm. Gia hỏa này nhận đặc thù chiếu cố quá cường liệt. Theo Tần Diễm đến, lôi triều bọn hắn nơi này tiếp nhận đều tăng cường. Đáng chết, nếu như hắn tới nơi đó trước thì không có chuyện của chúng ta. Hắn là chí tôn, còn là Sơn Hà trọng binh, năng lực phòng ngự có thể xưng vô địch, hắn nhất định có thể đi đến nơi đó. Làm sao bây giờ, ai nghĩ một vài biện pháp? Nghĩ biện pháp, suy nghĩ biện pháp gì? Ngươi còn muốn khiêu chiến hắn? Tin hay không ra hỏa táo bạo kia trực tiếp quay đầu truy sát ngươi? Đáng giận, chúng ta đều kiên trì hơn 3 tháng, mắt thấy là phải đi tới. Mắt thấy đi tới, ngươi mù à, phía trước chỉ ít còn ngàn dặm đường. Ngươi ngu xuẩn, so với phía sau đã đi hơn 3.000 dặm đường, ngàn dặm đường không phải liền gần ngay trước mắt. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn có chút phong phạm đế tổ hay không? Bọn hắn đều rất táo bạo, lôi chiều kéo dài, bạo kích kéo dài để bọn hắn những cao ngạo đế tổ này đều không có kiên nhẫn. Thật vất vả liên hợp lại đối kháng, tốc độ rốt cuộc cũng phải nhanh lên một chút, kết quả phí công nhọc sức. Nếu như Tần Diễm đuổi tới sớm, khẳng định vơ vét sạch sẽ. Hỗn đản này không phải đang ẩn nấp sao, lại còn dám không chút kiêng kỵ lộ diện. Đám ngu xuẩn thanh đồng quỷ tượng kia rốt cuộc làm ăn gì? Đuổi 3-5 năm, thế mà không có thương tới hắn một sợi lông. Ta xem như đã hiểu vì sao năm đó Tần Diễm mang theo 5 cỗ phân thân chu diệt đến mấy trăm thanh đồng quỷ tượng. Đám người kia là thật kém cỏi, gia hỏa này là thật dũng mãnh. Có thể đừng bực tức hay không? Các ngươi là ngủ say quá mức tại thế giới của mình, nghẹn đến điên rồi. Đến nơi đây từng cái miệng liền không có nhàn rỗi qua. Để cho tộc nhân các ngươi xem các ngươi như thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình tượng vĩ ngạn cao ngạo vô địch của các ngươi. Nghĩ một chút biện pháp, không thể để cho Tần Diễm cứ như vậy tùy tiện hái đi bảo bối. Không thể nào còn thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản hắn? Đây chính là tên điên từ đầu đến đuôi, ngay cả thiên đế chúng ta đều muốn bán hắn mấy phần mặt mũi. Muốn từ bỏ, lập tức rời khỏi, không muốn từ bỏ, cùng một chỗ nghĩ biện pháp. 6 vị đế tổ cao mày, trầm tư suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đột nhiên, trong đầu hỗn độn yêu đế lóe lên linh quang. Năng lượng lôi kiếp đang thay đổi theo cảnh giới của chúng ta. Một đại đế, tiếp nhận năng lượng dùng tầm 10 tính toán, chúng ta 6 vị vừa mới bắt đầu tụ tập lại một chỗ, tiếp nhận năng lượng rất có thể đều đạt tới 60. Lúc trước vừa mới tụ tập lại, chúng ta suýt chút nữa đều bị đánh chết, không thể không lại phân tản ra, giữ vững khoảng cách đầy đủ. Không đến mức quá xa, cũng không trở lại quá gần, tức có thể yếu bớt năng lượng lôi chiều, lại có thể cùng nhau chống lại lôi kiếp. Một chí tôn tiếp nhận năng lượng, hẳn là có thể gần 100. Chương 3498 cuồng nhiệt 1. Nếu như chúng ta đột nhiên tụ tập lại, vào tới phía sau Tần Diễm, thiên địa này liền sẽ cho rằng chúng ta là cùng một bọn, năng lượng chắc chắn tăng vọt đến 150 trở lên. Mặc dù năng lượng rất khủng bố, nhưng Tần Diễm thằng ngốc kia khẳng định toàn lực chống cự, thay chúng ta triệt tiêu. Chúng ta nhân cơ hội này, lại tản ra. Một lần, hai lần, ba lần, Tần Diễm ắt gặp trọng thương, không thể không dừng lại tu dưỡng, hoặc là rút lui. Lời hỗn độn yêu đế nói để ánh mắt mọi người sáng lên, đúng vậy, thật là ý kiến hay. Cái này nha đúng là gian xảo, bọn hắn là thiên đế nho nhã cao ngạo, làm sao lại bồi dưỡng được người như vậy? Tam sinh đế tổ trần chờ nói. Người đây là trắng trợn khiêu chiến hắn, hắn còn không xé ngươi. Hỗn độn yêu đế cười nói. Ai nói chúng ta khiêu khích, chúng ta cách rất xa tụ tập lại, không chờ hắn phát hiện liền rút lui. Coi như phát hiện, chúng ta đều hô to khẩu hiệu muốn cùng hắn hợp tác, nói là cùng một chỗ đối kháng. Tần Diễm đang gian nan chống cự lại lôi chiều, đi từng chút một rồi nghỉ một lúc mới tiếp tục hướng về đại thụ trước mặt. Bởi vì cảnh giới cực cao. Hắn đối mặt bạo kích xác thực vô cùng cường đại. Giống như 50% của vạn dặm lôi trì minh mông, toàn bộ hướng phía hắn chút xuống, bên trong còn tràn ngập khí tức âm dương, uy lực Sơn Hà, giống như tụ tập toàn bộ thế giới Sơn Hà cùng âm dương, triển khai trấn áp vô tình đối với hắn. Càng là hướng về phía trước, càng gian nan. Hắn vừa mới bắt đầu còn có thể vững vàng đi tới, đến nơi này,
không thể không một bước dừng một chút chỉnh đốn lại một lần, lít nha lít nhít lôi chiều cơ hồ đều muốn hắn tung bay ra ngoài. Nhưng càng như vậy, càng kích thích lòng háo thắng cùng chờ mong của hắn. Ánh mắt của hắn giống như hai đạo ánh sáng hồng mông, bắn thủng lôi chiều, ý thức của hắn càng trùng kích đại địa mênh mông, theo dõi ảo diệu dưới mặt đất. Rễ cây của đại thụ kia trải rộng các nơi cao nguyên, trải rộng ra mênh mông hơn vạn dặm, đây chủ yếu là rễ cây. Còn lại mấy bộ rễ bên kia giống như mạng nhện, chui ra cao nguyên nguy nga, mọc rễ vào địa tầng càng sâu, cơ hồ tràn ngập 10 vạn dặm hoang dã. Đây thật sự là một gia hỏa to lớn. Lại nhìn ra xa tán cây đang xâm nhập hỗn độn hư không, từng trái cây thần bí tỏa ra năng lượng khủng bố giống như khuấy động thiên kiếp, chỉ là nhìn xa xa, cỗ ba động kia đã để hắn âm thầm hồi hộp. Đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt. Hắn nhất định phải nắm bắt tới tay, hảo hảo nghiên cứu một chút. Tần Diễm bước lên phía trước, trong lúc bất chợt, lôi chiều tràn ngập đất trời ầm ầm tăng vọt, mỗi đầu lôi điện đều lớn rất nhiều, cường quang cùng năng lượng đều kịch liệt tăng vọt. Như là tràn ngập chúa tể đang gầm thét ở bên trong cường quang vô tận từ trên trời giáng xuống. Lôi chiều phía trước liên miên bất tuyệt tăng vọt quy mô, trước đó giống như sóng lớn che trời, bây giờ thì là biển động liên miên bất tuyệt. Sắc mặt Tần Diễm kịch biến, nắp đỉnh gắt gao đè nén, giữ vững toàn diện phòng ngự. Toàn thân phun trào đường vân mang theo uy lực sơn hà, sôi trào lên năng lượng huyền hoàng, bốn phương tám hướng trùng kích, ngạnh kháng lôi kiếp bạo động. Ầm ầm. Nương theo kinh thiên động địa vang lớn, mênh mông cao nguyên cũng vì đó lay động, cường giả ngoài vạn dặm đều theo bản năng rụt cổ một cái. Chiến khu trăm mét của Tần Diễm ầm vang lui lại, bất ngờ không đề phòng, suýt nữa tung bay ra ngoài. Hai chân hắn, mọc rễ, gian nan giao hòa cùng cao nguyên, quả thực chống cự bạo động, nhưng chỉ trong chớp nhoáng này, toàn thân trải rộng vết cắt lôi điện. A! À, phía sau trong lôi chiều, bọn người hỗn độn yêu đế đều bị năng lượng đột nhiên tăng vọt lật ngược. Bên trong năng lượng có lôi chiều, càng có khí tức huyền hoàng. Sau khi bọn hắn hốt hoảng dừng lại, đều bị kinh động đến. Nếu như không phải trước tiên hốt hoảng rút lui phía sau, nhanh chóng kéo ra khoảng cách nhất định, nếu như không phải Tần Diễm phóng thích huyền hoàng tiến hành chống cự toàn diện, cỗ lôi chiều kia suýt nữa đã trút xuống về phía bọn hắn. Ngươi muốn cho ta lui, lão tử cũng không lui. Tần Diễm không rõ tình huống, tưởng rằng đại thụ trước mặt đang uy hiếp hắn, để hắn quay đầu rời khỏi. Cái này ngược lại càng khơi dậy lòng háo thắng của hắn. Oanh, oanh, Tần Diễm khiêng lôi chiều liên miên bất tuyệt, tiếp tục bước lên về phía trước. Quy mô hơi có chút tăng cường, nhưng không có tăng vọt đột nhiên như trước. Tuy nhiên Tần Diễm thời khắc làm chuẩn bị. Sau mấy tiếng, bọn người hỗn độn yêu đế lần nữa khởi xướng công kích, đón đỡ lôi chiều thảm liệt cưỡng ép tụ tập lại một chỗ, không có một chút xíu dừng lại, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, điên cuồng rút lui về phía sau. Ầm ầm, quy mô lôi chiều lần nữa tăng vọt. Lôi chiều cuồn cuộn tràn ngập đất trời, cường quang cơ hồ muốn chiếu thấu không gian, thiên uy kinh khủng như là chủ nhân thế giới đang gào thét. Tần Diễm phóng thích cuồn cuộn huyền hoàng thủy triều, gian nan gánh vác trận bạo tăng này, nhưng kịch liệt tiêu hao để hắn cảm nhận được mấy phần suy yếu. Cứ như vậy, Tần Diễm tiến lên một đoạn, hỗn độn yêu đế quấy rối một lần, lôi kiếp tùy theo tăng vọt, Tần Diễm suy yếu mấy phần. Trước sau sau 10 ngày, Tần Diễm chỉ đi về phía trước 500 dặm, nhưng bọn người hỗn độn yêu đế phía sau ăn không tiêu. Còn tiếp tục sao? Độc đế Minh Thỏ muốn hỏng mất. Mặc dù mỗi lần tụ tập, đưa tới lôi kiếp siêu cường đều bị Tần Diễm chống đỡ, nhưng cố cảm giác hãi hùng khiếp phía kia thật sự quá dọa người, lấy sức thừa nhận của đế cảnh bọn hắn, đều như là lúc nào cũng có thể chết đi. Đến mức mỗi lần qua đi, bọn hắn đều không muốn lại tiến hành lần thứ hai, quá dọa người. Vì chút linh quả này, thật không dễ dàng. Hắn lại còn đang ngạnh kháng. Hỗn độn yêu đế thực sự không bình tĩnh. Chương 3499 cuồng nhiệt 2. Cái này không bình thường. Đều gấp bội, còn có thể chống đỡ. Mặc dù có khả năng lại đến vài chục cái, Tần Diễm lại không được, nhưng bọn hắn không đuổi kịp. Tần Diễm vững vững vàng vàng đi lên phía trước, khoảng cách đến cây đại thụ kia càng ngày càng gần, lôi chiều giữa thiên địa càng ngày càng mạnh. Những đế tổ bọn hắn đi càng ngày càng cố hết sức. Đám người tam sinh đế tổ rất phiền muộn, dày vò lâu như vậy, chơi hết nổi. Không những không có đánh chết Tần Diễm, ngược lại bọn hắn bị dọa quá sức, bây giờ lại đều đuổi không kịp người ta. Còn hướng về phía trước sao? Kim Nguyệt đế tổ khiêng lôi chiều vô biên vô tận, trông mong nhìn qua Tần Diễm càng chạy càng xa. Tiếp tục đuổi,
đều đến bây giờ, không thể nào cứ từ bỏ như vậy. Mọi người đừng nản chí. Nếu như sau khi Tần Diễm đến nơi đó, bị gốc cây kia chặn đánh thì sao? À, đúng vậy, nếu như hai người bọn họ đánh nhau. Nếu thật sự như thế này, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Cái gì gọi là nếu như, hẳn là khẳng định. Đây chính là lôi kiếp thụ cấp chí tôn, có ý thức, há có thể tùy tiện để Tần Diễm trà đạp. Bọn người hỗn độn yêu đế lần nữa nâng lên tinh thần, duy trì khoảng cách tương đối, đón lôi chiều gian nan bước lên. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng nhìn qua bảo bối trong tán cây, toàn thân không ngừng tuôn ra cảm giác hào hùng. Sau mười mấy ngày, Tần Diễm nương tựa theo chiến khu, da dày thịt béo, tới gần cây đại thụ che trời ở trung ương cao nguyên. Kỳ quái là, 600-700 dặm đường sau này, lôi kiếp chỉ vững bước tăng cường, không tiếp tục xuất hiện đột ngột tăng vọt như thế. Lôi kiếp thụ từ bỏ, không còn đuổi hắn đi nữa. Mặc dù cuối cùng của cuối cùng, năng lượng lôi kiếp mênh mông khủng bố, tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho hắn, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, một ít vết nứt cơ hồ muốn tới bên trong, tiêu hao càng muốn nghiêm trọng hơn so với ác chiến hai cường giả đồng cấp. Tuy nhiên, rốt cuộc cũng đi tới. Đại thụ che trời, nguy nga 10 vạn mét, từ thân cây đến trạc cây đến tán cây đều bộc phát ra lôi chiều khủng bố tuyệt luân, chói mắt mà mãnh liệt, như muốn hết thảy xung quanh đều hủy diệt, tán cây thẳng vào hư không giao hòa cùng hỗn độn, như là mượn tới khí tức vạn đạo, đưa tới thiên uy kinh khủng, tràn ngập đến trong lôi kiếp. Không sai, lôi kiếp thế giới này là do gốc cây này thao túng. Cây này gánh vác thẩm phán tất cả thụ yêu thần cấp của tinh vực truyền thuyết. Thế giới khổng lồ như vậy, hẳn là còn có mấy gốc cây như thế này. Khẳng định như thế này. Một cây chiếu cố phạm vi mấy trăm vạn dặm, tựa như thái âm thụ cùng thái dương thụ. Tần Diễm càng xem càng kích động, bởi vì trong mắt hắn bắn ra ánh sáng hồng mông dần dần nhìn thấu hư vô, thấy rõ ràng bộ dáng linh quả trong tán cây. Linh quả giống như tinh thần sáng chói, nhưng năng lượng vô cùng nội liếm, không phải phóng thích lôi chiều, mà là đang thôn phệ lôi chiều, cũng đang thôn phệ lấy uy lực vạn đạo trong hư không. Đây là hạt giống vạn đạo, hay là thiên kiếp linh quả? Tần Diễm không biết gọi nó là cái gì, nhưng nếu đang liên tục hấp thu lôi kiếp cùng uy lực vạn đạo, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí ức vạn năm trôi qua, năng lượng cùng công dụng kỳ diệu của linh quả quả thật không cách nào tưởng tượng. Thứ này mặc kệ là dùng luyện hóa, hay xem như vũ khí, khẳng định đều là tuyệt thế chí bảo. Ha ha, của ta, đều là của ta. Tần Diễm chịu đựng mỏi mệt cùng đau đớn, phóng lên tận trời, đánh tới tán cây ẩn nấp trong hỗn độn hư không. Xong, không có hy vọng. Bọn người hỗn độn yêu đế đang dừng ở bên ngoài 700 dặm, đang mong đợi Tần Diễm cùng đại thụ chém giết, không nghĩ tới. Đại thụ vậy mà không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ bọn hắn thật không có hy vọng? Trước trước sau sau dày vò lâu như vậy, kết quả là như thế này. Oanh! Lúc này, đại thụ giống như nhận lấy một loại xúc động nào đó, lay động mãnh liệt thân thể, tán cây tỏa ra ánh sáng ngập trời, trình độ hừng hực đều muốn vượt qua thái dương thụ. Trong chớp mắt bộc phát, để sơn hà mênh mông trăm vạn dặm đều lâm vào quang ảnh thế giới. Tất cả linh quả trong tán cây đều giống như thức tỉnh từ trong lúc ngủ say, phóng xuất ra lôi chiều hừng hực. Xông vào hư không, qua trong giây lát đã biến mất không thấy. Sắc mặt Tần Diễm kịch biến, từ trong đỉnh lô phóng xuất ra ánh sáng hồng mông, chấn áp vạn đạo, cưỡng ép bắt lấy ba linh quả, nhưng mười mấy quả khác, vẫn thông qua hư không đánh về phía các nơi trên thế giới. Làm cái gì vậy? Ta không xứng sao? Ta thiên tân vạn khổ tới đây, chính là thông qua được khảo nghiệm, các ngươi nên thuộc về ta. Tần Diễm lên cơn giận dữ, mẫu thân nó tính là chuyện gì đây? Vậy mà chạy hết. Vừa mới đó là cái gì? Có cường quang phá toái hư không? Lôi kiếp thụ không giao thủ cùng Tần Diễm, nhưng, chỉnh thể ánh sáng mở đi chút. Các ngươi nhìn tán cây trong hư vô, những linh quả nở rộ cường quang đâu? Linh quả chạy, ha ha ha, linh quả đều chạy hết. Mấy người hỗn độn yêu đế đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó kích động đến cuồng hỉ, không lo được chế giễu Tần Diễm, nhao nhao bạo khởi, hướng về các phương hướng khác nhau mà phóng đi. Nhanh nhanh nhanh, sớm biết như thế này, trước đó đã để yên. Tạ ơn Tần Diễm, ha ha, tạ ơn tám đời Tần Diễm hắn. Đều tản ra, một người tiếp cận một cái, được chạy loạn. Mặc dù đón lôi chiều đi khó khăn, nhưng cõng lôi chiều rút lui, tốc độ thật nhanh, thậm chí có thể mượn nhờ lôi chiều bạo động, đưa mình đi một phần. Trước đó tuyệt vọng, bây giờ vui mừng để bọn toàn thân hắn sôi trào chiến huyết. Đây tuyệt đối là linh bảo cấp chí tôn.
chỉ cần có thể đạt được một viên, lần này hành trình truyền thuyết coi như trọn vẹn. Chương 3500 ẩn nấp dưới lòng đất. Bên ngoài cao nguyên, mấy chục vạn dặm sơn hà mênh mông, từng đạo lôi chiều sôi trào, linh quả phun trào thiên uy, giống như tinh thần rơi xuống. Vùng đất rơi xuống, lập tức hóa thành lôi hải mênh mông. Rừng rậm hóa thành đất khô cằn, đại địa thảm tao tách rời, núi cao đều bị đánh thành mảnh vỡ. Số lượng lớn cường giả thăm dò bất ngờ không đề phòng, bị trọng thương, thậm chí huyết nhục văng tung tóe chết ngay tại chỗ. Một viên trong đó, trực tiếp rơi vào cao nguyên phía dưới. Đột nhiên lôi chiều bạo tạc kích thích lôi hải trên cao nguyên, lập tức tương liên lẫn nhau, lôi chiều cuồn cuộn lao nhanh xuống, che mất hoang dã rộng lớn. Rất nhiều cường giả tụ tập kinh hãi muốn tuyệt, chạy trốn giống như điên. Thứ gì chạy? Bọn người Chu Cổ Lực ẩn nấp tại hư không, thấy rõ từng mảnh cường quang vượt qua vũ trụ, bắn vọt về bốn phương tám hướng, bởi vì năng lượng cực mạnh, những phía hư không bị cường quang lao liền phá hủy, rơi rớt xuống dưới. Thiên uy thật mạnh. Triệu Tử Mạt chú ý tới viên linh quả phóng thích lôi chiều phía dưới cao nguyên kia trước tiên. Không chỉ có dẫn dắt lôi chiều chút xuống cao nguyên, còn phóng xuất ra thiên uy để hắn đều hồi hộp, như là gánh chịu lấy ý niệm chủ nhân thế giới ở trong đó. Trực giác nói cho hắn biết, đó là đồ tốt. Triệu Tử Mạt cao giọng la lên. Lão Chu, rời khỏi nơi này, cướp đoạt linh quả. Tách ra hành động, tìm kiếm linh quả. Chu Cổ Lực giơ lên chiều cường hư không. Vạn đạo đế thụ cùng địa ma thụ vung ra cao nguyên, mang theo Triệu Tử Mạt nhào về phía linh quả. Ầm ầm, vạn đạo đế thụ rơi xuống đất, giơ lên vạn đạo cường quang, như là thiên đế đi tuần, những nơi đi qua, đại địa yên lặng, cây rừng cúi đầu, năng lượng tự nhiên đều trở nên ôn thuận hơn rất nhiều. Từng sợi ánh sáng không gian lượn lờ ở xung quanh, một chút xíu thời gian ảo diệu lấp lóe tại thân cây. Thậm chí uy lực chúc phúc, khí thức vận mệnh, đều phun trào trong tán cây. Truyền thừa trước đó từ một ít bí thuật pháp tắc, giờ phút này đều hoàn thành thăng hoa cực hạn, biến thành ấn ký pháp tắc. Những ấn ký này, có thể sinh ra cộng minh cùng thế giới, có thể mượn tới vạn đạo pháp tắc của thế giới. Vạn đạo đế thụ rất kích động, đây là ấn ký pháp tắc tới từ chúa tể, vô cùng bá đạo, vô cùng khủng bố. Thậm chí nó còn tưởng tượng, nếu như mình ném tới cấp trong thế giới đại đế, nó thậm chí có thể cưỡng ép tiếp quản lực lượng pháp tắc thế giới kia. Ha ha! Ha ha! Vạn đạo đế thụ cuồng hỉ bước lên, sự kiềm chế trước đó quét sạch sành sanh, có loại nhẹ nhàng vui vẻ không cách nào nói rõ. Bành bành bành! Địa ma thụ mạnh mẽ đâm tới giữa khu rừng, hình thể tăng vọt đến vạn mét, ma uy, sát khí ngập trời. Thình thể nó như ma hổ, miệng đầy răng nanh, móng vuốt không thể phá vỡ. Chín cái đuôi ma mãnh liệt đong đưa, phát ra tiếng rít gào thảm liệt, điểm cuối mỗi cái đuôi đều dương to cái miệng. Không chút kiêng kỵ nuốt cắn hết thảy mọi thứ xung quanh, cho dù là núi cao, cũng một ngụm nuốt vào, luyện hóa thổ nguyên lực cùng năng lượng tinh thạch ở bên trong. Bất luận là vạn đạo đế thụ hay là địa ma thụ, giờ phút này đều có mấy phần muốn phát tiết. Trước đó là thần cấp, mặc dù rất mạnh, nhưng hoành hành ở tinh vực đại đế truyền thuyết này, vẫn quá yếu đuối, cho nên từ đầu đến cuối đều đang đè nén, ngụy trang thành tuần sát sứ. Nhưng bây giờ, bọn nó đã không sợ nữa. Xem như bại lộ thân phận, cũng không sợ hãi. Thiết Long cổ thụ nhìn hai gốc đại thụ chạy như điên giống như đế thú, tâm tình liền thất lạc tới cực điểm. Cơ hội tốt bao nhiêu? Nó cũng không biến đổi. Nếu không trở lại thế giới của Khương Phàm, muốn đột phá thì cần lại đi con đường hư hóa kia, không chỉ có dài dằng dặc, mà còn nguy hiểm. Đông Hoàng Thiên Du trấn an. Đừng tiếc nuối, thời gian tinh vực truyền thuyết đóng lại còn sớm. Lại thêm 3 đến 5 năm. Thực lực cùng cảnh giới của ngươi khẳng định đều có thể được tăng lên rất cao, trước khi đi, ta cùng ngươi tới tẩy lễ. Thiết Long cổ thụ phấn chấn tinh thần, đúng vậy, nơi này chính là tinh cầu cấp chúa tể, khắp nơi trên đất đều là cơ duyên, nói không chừng sau 3 năm liền đến đỉnh phong thì sao. Bên ngoài mấy vạn dặm, một tôn đại đế những tinh vực khác vừa vào tới sâu trong lôi chiều, phát hiện linh quả thần bí, đang tò mò nghiên cứu, vạn đạo đế thụ lại tiến đụng vào lôi chiều cuồn cuộn, gào thét thảm liệt. Đồ của chúa tể, ai dám vọng động? Vạn đạo đế thụ mãnh liệt cuồng kích trà cây tươi tốt, uy lực đại đạo hoành hành, ngàn dặm sơn hà xung quanh đều như vẽ quyển giống như ba động, núi cao di chuyển, đại địa cuồn cuộn, trực tiếp đưa viên linh quả kia cùng đại đế đến trước mặt mình. Ầm ầm, đại thụ vạn mét giống như người khổng lồ, mang theo uy lực vạn đạo, đánh về phía tôn đại đế kia. Trong chốc lát phóng thích, như là cùng chúa tể truyền thuyết phát sinh cộng minh,
cường quang vô tận phun trào ra trấn áp chúng tức giận tức tuyệt vọng. Tôn đại đế không kia khỏi kinh hãi, hốt hoảng lui lại kéo dài khoảng cách. Vạn đạo đế thụ diễn biến lít nha lít nhít sợi đằng, cưỡng ép phong tỏa linh quả, nhanh chóng rời khỏi, chạy tới nơi khác. Lòng đại đế vẫn còn sợ hãi đưa mắt nhìn đế thụ rời khỏi, vừa mới trực diện tương đối trong nháy mắt, hắn giống như thấy được bóng dáng chúa tể. Quá kinh khủng! Là tuần sát sứ, không sai. Viên linh quả này là cái gì, vậy mà lại rước lấy thiên nộ. Tần Diễm oanh oanh liệt liệt xông ra cao nguyên, tiếng hắn tức giận gào thét vang vọng đất trời. Ai dám vọng động linh quả, chính là kẻ địch của Tần Diễm ta. Ta phát hiện một tên đánh một tên. Thiên Nguyên, đừng gây phiền toái cho thiên đế các ngươi, tất cả lui ra. Chương 3501 thời khắc sinh tử 1. Oanh! Tần Diễm tiến đụng vào hoang dã, trực tiếp xung nhập địa tầng, cảm nhận phương hướng linh quả nhanh chóng di chuyển. Bọn hỗn độn yêu đế liên tiếp xông ra cao nguyên, hoàn toàn không để ý đến lời uy hiếp của Tần Diễm, sau khi đơn giản phán định phương hướng, nhanh chóng tản ra, xông về mục tiêu của mình. Bởi vì linh quả di chuyển từ hư không, cho nên phạm vi vô cùng xa, có viên đều xông ra hơn 300.000 dặm. Nhưng, viên xông ra hơn 300.000 dặm kia, rơi xuống một chỗ hoang dã, mà ngoài vạn dặm hoang dã, thì lại là sa mạc. Sâu trong sa mạc, chính là Thái Dương Thụ. Một viên linh quả mặc dù chỉ to mười mấy mét, nhưng phong tồn năng lượng quá kinh khủng, khi rơi xuống đất va chạm lập tức oanh động hoang dã, lôi chiều nổ tung mấy ngàn dặm, nhất là uy lực thiên kiếp phun trào, cách mấy vạn dặm đều có thể phát giác được. Sâu trong hoang mạc, xung quanh Thái Dương Thụ chính là các thanh đồng quỷ tượng đang ẩn núp đến chờ không nổi. Linh quả rơi xuống oanh động, tự nhiên mà truyền tới trong đó. Loại động tĩnh này để thanh đồng quỷ tượng thoáng cảnh giác, nhưng đều không có tùy tiện hành động. Bây giờ bọn hắn cũng quay xung quanh Thái Dương Thụ, còn bố trí pháp trận đặc biệt, che giấu khí tức, đang chờ Tần Diễm tự chui đầu vào lưới. Trận oanh động này quá mãnh liệt. Không giống như là đế cấp có thể phát ra. Chẳng lẽ là Tần Diễm? Tần Diễm cố ý náo ra oanh động, dò xét có phải trong sa mạc có mai phục hay không? Nếu như bọn hắn lộ diện, chẳng phải là bại lộ. Cho nên, trước khi nữ tử nở nang ra hiệu dưới, bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại càng cố gắng khống chế khí tức, yên lặng cầu nguyện là Tần Diễm tới. Trong tán cây Thái Dương Thụ, ba người Kim Dịch đang nhìn về phương xa. Ánh mắt mượn nhờ kim quang sáng chói, nhìn thấu vạn dặm sa mạc, lại nhìn thấy hoang dã vỡ vụn, lôi quang thông thiên. Lôi hải! Chẳng lẽ là Triệu Tử Mạt sao? Bọn hắn đang thử thăm dò sa mạc này. Khẳng định là như vậy. Tần Diễm đâu? Có phải tên điên kia tiềm phục tại gần đó hay không? Đến rồi, rốt cuộc cũng đã đến. Kim Dịch ra hiệu Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên khống chế khí tức, tuyệt đối không được bị bọn người Triệu Tử Mạt phát hiện. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên thì nhìn chằm chằm gần sa mạc, cầu nguyện thanh đồng quỷ tượng tiềm phục tại nơi này cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, đừng kinh sợ lui Triệu Tử Mạt bọn hắn. Nếu như bọn người Triệu Tử Mạt phán định nơi này không có nguy hiểm, hẳn là sẽ đi vào. Chỉ là không biết hơn một năm nay, cường giả Long Quỷ có tới hay không. Bên ngoài sa mạc, lôi chiều kéo dài tàn phá, không hề có dấu hiệu yếu bớt, cũng không có tung tích đám người Tần Diễm. Ngược lại là nhìn thấy rất nhiều cường giả từ các phương hướng tụ tập tới, sau khi vây xem ngắn ngủi, cũng bắt đầu xông vào bên trong. Nhưng năng lượng lôi chiều rõ ràng là rất mạnh, cường giả đi đến rất nhanh đều đã lui ra ngoài. Không lâu sau đó, một đại đế đạp không bay đến, hai tay huy động, ngưng tụ ra 9 vòng xoáy, ý đồ thôn phệ lôi chiều. Nhưng lôi chiều giống như vô biên vô hạn, thôn phệ thật lâu, lôi chiều vẫn không có yếu bớt đi chút nào. Đại đế kia khống chế vòng xoáy, xông vào lôi hải. Không đúng lắm. Kim Dịch khẽ nói, kích phát hoàng kim huyết mạch, ánh mắt cùng ánh sáng giao hòa, cực lực muốn nhìn thấu sâu trong lôi hải. Nhưng khoảng cách giữa lôi hải và sa mạc khá dài, mà cường quang hừng hực, thật sự là nhìn không thấu. Kim Hàn Thiên đột nhiên nói. Hình như đó là thôn thiên đế tổ của thiên nguyên tinh cầu. Kim Thanh Thiên cảnh giác. Thôn thiên đế tổ phối hợp diễn kịch cùng bọn Triệu Tử Mạt. Thiên nguyên đây là chán sống, dám nhúng tay loại chuyện này. Kim Hàn Thiên lắc đầu nói.